Hứa Thuần Lương nội tâm hơi hồi hộp một chút, không phải nói cha mẹ của nàng là tai nạn máy bay sao? Mặc Hàm nói, bọn hắn cưỡi máy bay trực thăng bị người động tay chân. Hứa Thuần Lương nói, đến tột cùng là ai ác độc như vậy? Mặc Hàm nói, một cái ngươi không đắc tội nổi người. Hứa Thuần Lương thở dài nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, nếu như người này sống đến bây giờ hẳn là cũng kém không nhiều sắp xuống lỗ, ngươi tội gì dùng mình tuổi trẻ tươi đẹp vùi đầu vào cái này không có chút ý nghĩa nào báo thù bên trong đi. Mặc Hàm nói, ta chẳng những muốn báo thù, ta còn muốn cho hắn nỗ lực gấp đôi thê thảm đau đớn đại giới. Hứa Thuần Lương nói, tha thứ ta ngu muội, người báo thù cùng Tiên Thiên Kinh có quan hệ gì? Người có tiền như vậy, đều có thể dùng tiền mướn người bắt hắn cho xử lý, không cần thiết tự mình động thủ đi. Mặc Hàm nói, ta đây không thể nói cho ngươi, Hứa Thuần Lương, người sớm đã nắm giữ Tiên Thiên Kinh có đúng hay không? Người con mắt nào nhìn ra được, Hứa Thuần Lương cũng không có thống khoái như vậy thừa nhận. Mặc Hàm nói, người không lừa được ta, người đã tiến vào Tiên Thiên cảnh giới, nếu như không phải tu luyện Tiên Thiên Kinh làm sao có thể? Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ, ngươi thật sự là tóc dài kiến thức ngắn, giống như trên đời ngoại trừ Tiên Thiên Kinh cũng không có cái gì phương pháp có thể tu thành Tiên Thiên cảnh, đoán chừng ngươi nằm mộng cũng nghĩ không ra, là Hạ Hầu Mộc Lan huyền âm chi thể thành liền ta. Đối người khác mà nói khó như lên trời Tiên Thiên Kinh, bị ta lại nhanh như vậy vui sảng khoái đã luyện thành. Hứa Thuần Lương nói, ta khác có phương pháp, bất quá còn không thể nói cho ngươi. Mặc Hàm nói, Hứa Thuần Lương, ngươi nếu chịu giúp ta, một mực đưa ra điều kiện của ngươi, chỉ cần năng lực ta đi tới, bất kỳ cái gì sự tình ta đều có thể đáp ứng ngươi. Bất cứ chuyện gì, Hứa Thuần Lương không tự chủ được đánh giá Mặc Hàm. Mặc Hàm sẽ sai hắn ý tứ, lập tức nói, ngươi không muốn có ý đồ xấu, chuyện này không thể. Hứa Thuần Lương nói, liền biết ngươi không có gì thành ý, Mặc Hàm, ta ăn ngay nói thật, các ngươi vắt hết óc nghiên cứu ra Tiên Thiên Kinh tồn tại vấn đề rất lớn. Ta vốn cho rằng Bạch Mộ Sơn cùng Loan Ngọc Xuyên là ngươi hai con chuột bạch, thật không nghĩ đến ngươi ác như vậy, thế mà mình cũng làm chuột bạch, ta là hẳn là khen ngươi can đảm lắm đâu, vẫn là phải nói đầu óc ngươi có nước. Hứa Thuần Lương, ngươi không nói móc ta liền không biết nói chuyện thật sao? Hứa Thuần Lương nói, ta làm gì nói móc một kẻ hấp hối sắp chết, nếu như ngươi dựa theo bộ công pháp này tu luyện, không tới 3 năm tất nhiên tẩu hỏa nhập ma, tinh thần rối loạn, kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Bạch Mộ Sơn tình huống ta không rõ sở, bất quá Loan Ngọc Xuyên nếu như không phải bị độc chết, hắn chẳng mấy chốc sẽ kinh mạch toàn thân bạo liệt mà chết. Mặc Hàm biết hắn không phải nói chuyện giật gân, nội tâm chưa phát giác lại là trầm xuống. Người nghĩ muốn bao nhiêu tiền? Hứa Thuần Lương kỳ quái nhìn Mặc Hàm một chút, Mặc Hàm có chút chột dạ, kỳ thật nàng minh bạch tiền tài căn bản là không có cách đả động Hứa Thuần Lương, nhưng vẫn hỏi ra. Hứa Thuần Lương nói, coi như người đem tất cả gia sản đều cho ta. Ta vẫn là không cách nào tướng hoàn chỉnh Tiên Thiên Kinh cho ngươi, không phải ta muốn giấu giếm, mà là ta căn bản liền sẽ không, ngươi muốn ta không có. Mặc Hàm lạnh lùng nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cần gì phải gạt ta. Hứa Thuần Lương nói, lừa ngươi ta có thể thu hoạch cái gì cảm giác thành tựu. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta vừa mới sẽ nói cho ngươi biết cũng không phải là thông qua Tiên Thiên Kinh đạt tới Tiên Thiên Cảnh, có câu lời nói được tốt, đầu con đường thông rôm, đại đạo ngàn vạn, tu luyện đường tắt khác biệt. Nhưng là trăm sông đổ về một biển, cái này rất giống người sinh ra ở gia đình không giống, lấy được tài nguyên không giống, có người trời sinh liền có được bạc triệu gia tài, có người cố gắng cả một đời liền ấm no đều hỗn không lên. Mặc Hàm càng nghe càng là tức giận, Hứa Thuần Lương đây rõ ràng là đang giễu cợt mình, hắn chính là cái trước, chính mình là đằng sau cái kia, Mặc Hàm nói, Hứa Thuần Lương ngươi không cần đối ta châm chọc khiêu khích, sinh cũng được chết cũng được đều là của ta mệnh sổ, ta sẽ không lại cầu ngươi. Hứa Thuần Lương thở dài nói, ngươi vẫn là không tin ta, ta nếu là nói ra tu luyện Tiên Thiên cảnh kỹ càng trải qua, chỉ sợ ngươi sẽ đem ta nhìn thành một cái mặt người giả thú. Mặc Hàm tức giận nói, ngươi vốn chính là. Hứa Thuần Lương nói, ta không dối gạt ngươi, ta đạt thành Tiên Thiên cảnh phương pháp gọi. Ai, kỳ thật ta đã sớm đem giải cứu công pháp của ngươi viết xuống, ngươi tự mình xem đi, đi con đường nào ngươi tự mình lựa chọn. Hứa Thuần Lương móc ra sớm đã chuẩn bị xong một cái phong thư đưa cho Mặc Hàm, hắn là đã sớm chuẩn bị, từ khi nhìn ra Mặc Hàm vấn đề, hắn liền đem cứu chữa phương pháp viết xuống, đương nhiên Hứa đại giáo chủ nghĩ y tốt Mặc Hàm có không ít phương pháp, hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn một cái tại người khác xem ra nhất là hạ lưu một cái. Mặc Hàm chi nhìn tiêu đề, gương mặt xinh đẹp chính là nóng lên, cái gì? Dĩ Dương đạo âm, phạt mao tẩy tủy,
thành tựu tiên thiên, người này thật sự là vô sỉ hạ lưu đến cực hạn. Mặc Hàm cố nén trong lòng xấu hổ giận dữ tiếp tục nhìn xuống, thật muốn tức giận cũng phải đợi nàng đem toàn văn xem hết lại nói. Tại Mặc Hàm nghiên cứu bản này để nàng lúng túng phương pháp tu luyện thời điểm, Hứa Thuần Lương lại từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nhìn một lần bọn hắn lại sáng tác Hoàng đế nội kinh thiên dưỡng thiên. Hứa Thuần Lương vừa mới bắt đầu là không lấy là nhưng về sau càng xem càng là kinh hãi, nhắc tới tiên thiên kinh là tại thiên dưỡng thiên trên cơ sở gia công sáng tác ra, bởi vì phiên dịch người không thể đạt được toàn cảnh, lại thêm có nhiều chỗ chữ không cách nào chính xác dịch ra, cho nên rất nhiều đều là căn cứ vào trên dưới văn tiến hành phỏng đoán. Phỏng đoán cũng không phải là không có chút nào căn cứ, mà là xây dựng ở thâm hậu y học cơ sở cùng võ học căn cơ phía trên. Có thể nói tiên thiên kinh cùng thiên dưỡng thiên là hoàn toàn khác biệt hai bộ phương pháp tu luyện, thiên dưỡng thiên thành tựu tiên thiên biện pháp là trước đem hậu thiên tu luyện hết thảy tán đi, ý nghĩa chính là phá rồi lại lập, đẩy ngã trùng kiến. Mà tiên thiên kinh không cần bắt đầu từ số 0, là tại vốn có trên cơ sở đổi hậu thiên chi lực là tiên thiên chi khí. Hứa Thuần Lương phát hiện tiên thiên kinh phương pháp hoàn toàn chính xác có thể dịch kinh tẩy tủy, nhưng là có cái vấn đề lớn nhất, đó chính là người tu luyện nhất định phải có được cường đại thể phách. Bạch Mộ Sơn cùng Loan Ngọc Xuyên hai người sở dĩ thất bại, cũng không phải là tiên thiên kinh có vấn đề, mà là bọn hắn tự thân cơ sở không được, nếu như đổi thành một cái nội công căn cơ cường đại người tu luyện, nói không chừng thật có thể luyện thành, mặc dù không bằng thiên dưỡng thiên thành tựu tiên thiên cảnh thuần khiết. Nhưng là quá trình tu luyện lại rút ngắn thật nhiều, không thể không thừa nhận có thể chơi đùa ra tiên thiên kinh người cũng là nhất đại quỷ tài. Mặc Hàm vừa mới bắt đầu cho rằng Hứa Thuần Lương là đang cố ý trêu đùa mình. Nhưng khi nàng sau khi xem xong, bắt đầu ý thức được bản này tu luyện bí quyết hoàn toàn chính xác có thể thành tựu tiên thiên cảnh giới, nàng không khỏi phỏng đoán, chẳng lẽ Hứa Thuần Lương tiên thiên cảnh liền là thông qua dĩ dương đạo âm phương pháp tu thành. Hắn với ai cùng một chỗ tu luyện, quả thực là kiệm lời liêm sỉ, vô sỉ hạ lưu. Mặc Hàm trong lòng vô danh lửa cháy, cái này cũng cùng nàng gần nhất cảm xúc không ổn định có quan hệ, phát sinh một chút việc nhỏ đều có thể gây nên nàng cảm xúc chập trùng. Hứa Thuần Lương chính chuyên chú nghiên cứu tiên thiên kinh bỗng nhiên cảm giác sau lưng một cỗ lạnh thấu xương sát khí đánh tới, Hứa Thuần Lương không cần quay đầu lại cũng biết là cái nào, hắn cũng không quay đầu, lạnh nhạt cười nói, ta chỉ là để cho ngươi biết ta có thể cứu phương pháp của ngươi, nhưng ta cũng không đáp ứng ngươi, đương nhiên ngươi đều có thể nắm giữ trong này phương pháp khác tìm có duyên người cứu ngươi, không qua thiên hạ mặc dù lớn, ngươi chưa hẳn tìm được, coi như tìm được ngươi cũng chưa chắc tới kịp. Mặc Hàm cả giận nói, vô sỉ. Hắn đem mình muốn trở thành cái gì rồi? Lấy là tất cả mọi người giống hắn như vậy tùy tiện. Hứa Thuần Lương nói, dĩ dương đạo âm phương pháp mỗi người một ý, chỉ cần hơi biết thưởng thức người đều hẳn là rõ ràng người là thế nào ra đời, người chẳng lẽ người đối diện phụ mẫu thời điểm cũng sẽ nói hai chữ này. Mặc Hàm không thể nhịn được nữa, xông đi lên chiếu vào Hứa Thuần Lương cái mông chính là một cước, người này có thể hay không cứu mình khó mà nói, nhưng là tuyệt đối có đem nàng tức điên bản sự. Hứa Thuần Lương trở tay chụp tới, phảng phất sau đầu có mắt, một thanh liền đem Mặc Hàm mắt cá chân nắm trong tay, người này đồng thời hướng về phía trước bước ra một bước dài, Mặc Hàm bị hắn kiềm chế, nàng bản thân võ công cũng không bằng Hứa Thuần Lương, càng gì huống hiện tại bởi vì tu luyện tiên thiên kinh khiến cho mạch đập tán loạn, võ công càng là giảm bớt đi nhiều, cùng Hứa Thuần Lương ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, tại Hứa Thuần Lương dắt kéo xuống, hai chân một phần, bày ra một cái tiêu chuẩn một chữ ngựa. Miệng. Mặc Hàm trong lòng xấu hổ đến cực điểm, tài nghệ không bằng người, không nói cho tốt. Hứa Thuần Lương cấp tốc buông tay ra, tiêu tiêu sái sái trốn đến nơi xa, cười tủm tỉm nhìn qua chưa tới kịp cải biến một chữ ngựa tư thế Mặc Hàm nói, tính dẻo dai không tệ, còn tốt người hôm nay không có mặc váy, không phải, chật chật sách. Hắn không có nói hết lời, nhưng lại tựa hồ cái gì nói hết ra. Mặc Hàm hai tay trên mặt đất nhấn một cái, đằng không bay lên, trên không trung hướng Hứa Thuần Lương liên hoàn thích đi. Hứa Thuần Lương không chút hoang mang, hai tay thay nhau xuất kích, tướng Mặc Hàm nhanh như thiểm điện đá chân đều đánh trở về. Mặc Hàm rơi trên mặt đất, thân thể lảo đảo một chút, người này tay đủ nặng, vừa rồi quyền cước tương giao, Hứa Thuần Lương nện ở nàng trên đùi nắm đấm như là thiết chùy, Mặc Hàm không cần nhìn liền biết mình cái này hai cái chân nhỏ đã lại thanh lại tử, hỗn đản này thế mà đánh nữ nhân. Hứa Thuần Lương nói, quân tử động khẩu không động thủ, không muốn tổn thương hòa khí, nhìn ngươi tức hổn hển dáng vẻ. Đến cùng là muốn ta cứu ngươi vẫn là không muốn. Mặc Hàm cảm giác hai cái đùi đau đến cũng nhanh đứng không yên, nghiến răng nghiến lợi nói, ta cho dù chết cũng không rẻ ngươi con lợn này. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi thật sự là không thèm nói đạo lý, mắng ta coi như xong,
nếu như ta cứu ngươi, đó là ngươi chiếm tiện nghi, làm sao còn nói ta chiếm tiện nghi của ngươi? Ngươi không tiện nghi ta, vậy ngươi nghĩ tiện nghi cái nào đầu heo? Ngươi, Mặc Hàm vì đó chán nản. Mặc Hàm, ngươi vẫn là tỉnh táo một chút, ngươi bây giờ chân khí trong cơ thể có sai lầm khống chi thế, tâm tình chập chờn đối ngươi có hại vô ích, nghĩ muốn đi qua, có cảm giác hay không được ngươi đơn giản giống đổi một người. Mặc Hàm sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình, dứt bỏ Hứa Thuần Lương nguyên nhân không nói, mình bây giờ xác thực phát sinh vấn đề rất lớn. Hứa Thuần Lương nói, ngươi ăn trước một viên định tâm đan lại nói. Mặc Hàm nói, không ăn. Hứa Thuần Lương nói, cái này tiên thiên kinh là ai phiên dịch ra tới? Mặc Hàm không có trả lời, đầy trong đầu đều là mình sắp mất khống chế sợ hãi. Hứa Thuần Lương nói, hẳn không phải là một người, mà là mấy người, hay là mười mấy người, ông ngoại ngươi Âu Dương Hạo Hãn hẳn là cũng chỉ là một cái trong đó, không biết ta nói có đúng hay không? Mặc Hàm vẫn giữ yên lặng, bởi vì nàng khó trả lời, vừa mới nói qua ông ngoại phát hiện xương rồng bí mật. Nếu như mình thừa nhận, vậy liền mang ý nghĩa đẩy ngã mình lời nói mới rồi. Hứa Thuần Lương nói, có lẽ ở trong đó cũng có công lao của ngươi, bất quá ngươi đưa đến chỉ là bổ sung tác dụng, liền bộ này phương pháp tu luyện tới nói, hẳn là có thể đạt tới tiên thiên cảnh, nhưng là loại này tiên thiên cảnh cùng thiên dưỡng thiên tiên thiên cảnh hoàn toàn khác biệt. Mặc Hàm lúc này thế mà bình tĩnh lại, nhỏ giọng nói, làm sao không cùng. Hứa Thuần Lương tướng giải thích của mình lại nói một lần. Mặc Hàm lâm vào trong trầm tư. Hứa Thuần Lương nói, đơn giản tới nói người bộ này tiên thiên kinh chỉ là bề ngoài cùng loại thiên dưỡng thiên, nội hạch hoàn toàn khác biệt, đối võ công cơ sở yếu kém người có ích vô hại, nhưng là đối cái nào đó đặc thù quần thể phản ngược lại có thể tạo được tác dụng rất lớn. Hứa Thuần Lương cũng không nói rõ cái nào đặc thù quần thể, nếu như lúc trước Hạ Hầu Tôn đạt được bộ này tiên thiên kinh, lấy hắn hùng hậu nội lực, hoàn toàn có thể nghịch chuyển hậu thiên, tướng hấp thụ dị chủng chân khí hóa thành tự thân bên trong lực. Chỉ cần sử dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể đem tẩu hỏa nhập ma khống chế lại. Dùng hiện đại y học lý luận đến sử dụng, đó chính là tiên thiên kinh có thể khắc chế thể nội bài dị phản ứng. Mặc Hàm nói, được rồi, ta không nên yêu cầu ngươi cái gì, ngươi quyền ngày hôm nay cái gì cũng không thấy. Hứa Thuần Lương nói, những vật này đối ngươi có hại vô ích, Bạch Mộ Sơn cùng Loan Ngọc Xuyên đã chết, ta mặc dù không biết ai tại nhằm vào các ngươi, nhưng cuối cùng hẳn là nhằm vào cái này tiên thiên kinh mà tới. Mặc Hàm nói, đã tiên thiên kinh tàn khuyết không đầy đủ, hắn muốn tới thì có ích lợi gì? Kỳ thật trong nội tâm nàng đã minh bạch, cái này tiên thiên kinh đối bọn hắn có hại vô ích, nhưng là đối có ít người lại không phải. Hứa Thuần Lương nhìn chung quanh bốn phía, trầm giọng nói, ta cho ngươi một cái lời khuyên, những vật này vẫn là nhanh chóng hủy đi, nếu không sẽ di hoạn vô tận. Mặc Hàm trong lòng thầm nghĩ, hắn tất nhiên sớm đã có được hoàng đế nội kinh thiên dưỡng thiên. Nếu không như thế nào liếc mắt liền nhìn ra tiên thiên kinh vấn đề. Cái gì dĩ dương đạo âm chi thuật, căn bản chính là dùng để trêu đùa ta. Hứa Thuần Lương từ Mặc Hàm biểu lộ liền biết nàng không có suy nghĩ công việc tốt, thở dài nói, nên nhìn đều nhìn qua, nên nói chuyện cũng đều hàn huyên, chúng ta cũng không thể ở chỗ này cả một đời. Mặc Hàm nói, ngươi lo lắng ta gây bất lợi cho ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, hẳn là lo lắng chính là ngươi mới đúng. Hứa Thuần Lương là từ Tần Chính Dương nơi đó biết được Uông Kiến Minh tới tỉnh thành báo cáo công việc, Uông Kiến Minh để Tần Chính Dương thông chi Hứa Thuần Lương tiến về nhà khách gặp hắn. Hứa Thuần Lương trước đó hỏi rõ Tần Chính Dương, hôm nay đi qua chính là gặp mặt, ban đêm Uông Kiến Minh còn có cái khác xã giao, nói cách khác không có hẹn hắn ăn cơm ý tứ. Hứa Thuần Lương dựa theo thời gian ước định đi vào tỉnh chính phủ nhà khách, Tần Chính Dương tiếp vào điện thoại của hắn về sau, sớm đến đại sảnh đón hắn. Đem hắn dẫn tới Uông Kiến Minh gian phòng. Hứa Thuần Lương có chút buồn bực, Chính Dương ca, Uông thư ký tìm ta làm gì? Tần Chính Dương nói, hắn không nói. Hứa Thuần Lương nói, hắn lần này tới Nam Giang mục đích là cái gì? Tần Chính Dương nở nụ cười, người thật giống như có chút bất an a. Hứa Thuần Lương nói, ta có gì có thể bất an? Không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Tần Chính Dương nói, người câu nói này thiếu sót. Uông thư ký cũng không phải cái kia. Hai người đều nở nụ cười, Tần Chính Dương là thật không biết Uông Kiến Minh tìm Hứa Thuần Lương làm gì, hắn không có sách Hứa Thuần Lương tại Nam Giang trường đảng chuyện học tập, thậm chí tại Uông Kiến Minh trước mặt liền Hứa Thuần Lương danh tự đều không có sách, là Uông Kiến Minh đi vào Nam Giang về sau chủ động nhắc tới. Tần Chính Dương dù sao chỉ là Uông Kiến Minh thư ký, không có khả năng phỏng đoán thấu hắn tất cả ý nghĩ.
Uông Kiến Minh chỗ ở là một cái lồng phòng, gian phòng rất lớn, khu làm việc cùng khu nghỉ ngơi quy hoạch rõ ràng, kỳ thật Uông Kiến Minh đối dừng chân điều kiện yêu cầu không cao, chủ yếu là công việc cần, chớ nhìn hắn tại Nam Giang đi công tác, Đông Châu công việc vẫn là không bỏ xuống được, điện thoại một cái tiếp theo một cái. Hứa Thuần Lương sau khi đi vào, nhìn thấy không ngừng gọi điện thoại Uông Kiến Minh, cảm giác hắn cũng chính là đổi cái địa phương làm việc. Uông Kiến Minh cuối cùng đánh xong điện thoại, đưa di động buông xuống, cười nói, Thuần Lương, người đến Nam Giang mấy ngày? Một tuần. Uông Kiến Minh nói, ta đi thăm viếng Vương Đồng An thời điểm, hắn nói với ta. Vương Đồng An thuật hậu, Uông Kiến Minh tự mình đi bệnh viện thăm hỏi, cái này khiến Vương Đồng An thụ sủng nhược kinh, hai người tại nói chuyện thời điểm. Vương Đồng An trong lúc vô tình bại lộ Hứa Thuần Lương hướng đi, không nghĩ tới Uông Kiến Minh liền đặt ở trong lòng. Uông Kiến Minh đem đầu tay phát biểu bản thảo đưa cho Tần Chính Dương để hắn một lần nữa trao chuốt một chút. Tần Chính Dương minh bạch Uông Kiến Minh là muốn đẩy ra mình đơn độc cùng Hứa Thuần Lương nói chuyện, lập tức tiếp nhận văn kiện rời đi. Uông Kiến Minh để Hứa Thuần Lương mình châm trà, Hứa Thuần Lương cũng không có cùng hắn khách khí, rót chén trà ngồi ở trên ghế salon uống. Uông Kiến Minh nói, các ngươi Vương cục khôi phục được không tệ, ta nhìn hắn thời điểm, hắn đối ngươi đi cục dân chính về sau công việc biểu hiện khen không dứt miệng. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, đơn giản là vì nhân dân phục vụ. Uông Kiến Minh nói, không làm cái gì hắn tổng khen ngươi. Chẳng lẽ hắn có nhược điểm trong tay ngươi? Hứa Thuần Lương cười nói, Uông thư ký lại mang ta ra đùa giỡn. Trong lòng thầm nghĩ, cái này Uông Kiến Minh đến cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn nhìn thấu ta cùng Vương Đồng An quan hệ? Uông Kiến Minh nói, ta rất ít nói đùa, chuyện công tác càng là chưa từng nói đùa, Thuần Lương, người đối Tống Tân Vũ sự tình hiểu bao nhiêu? Hứa Thuần Lương suy nghĩ Uông Kiến Minh có phải hay không tại cho mình thiết sáo, rất cẩn thận hồi đáp, ta mới đi cục dân chính mấy ngày, ta cùng hắn không quen. Uông Kiến Minh nói, ta nhưng nghe người ta nói các ngươi tư giao rất tốt. Hứa Thuần Lương nói, cùng một chỗ nếm qua vài bữa cơm. Nếu như cái này đều gọi tư giao rất tốt, vậy ta tư giao rất tốt nhiều lắm. Uông Kiến Minh nói, người cảm thấy Tống Tân Vũ vì cái gì sớm không có chuyện, muộn không có chuyện, hết lần này tới lần khác hiện tại xảy ra chuyện. Hứa Thuần Lương cười nói, Uông thư ký, người cũng đừng cùng ta đả ách mê, ta nhìn vấn đề tương đối phiến diện, người đứng nơi cao thì nhìn được xa, chỉ điểm một chút ta. Uông Kiến Minh nói, vậy người trước phiến diện nói một chút. Hứa Thuần Lương nói, phiến diện nói hắn bị người khác coi là tiến lên trên đường chướng ngại vật. Uông Kiến Minh nói, ta làm sao nghe được ngươi vẫn là tại hướng về Tống Tân Vũ nói chuyện, bản thân hắn liền tồn tại vấn đề rất lớn, trách không được người khác. Hứa Thuần Lương nói, người tìm ta nên không phải là nói chuyện Tống Tân Vũ sự tình a. Uông Kiến Minh lắc đầu nói, đi qua ta không nghĩ tới cục dân chính nội bộ phức tạp như vậy, gần nhất mấy ngày nay ta nhận được không ít báo cáo. Nói đến đây hắn cố ý dừng lại một chút. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, người ngay mặt ta nói chuyện này làm gì? Chẳng lẽ cũng có báo cáo ta sao? Uông Kiến Minh không thể từ Hứa Thuần Lương vẻ mặt nhìn ra sơ hở, chỉ ít ở ngoài mặt tiểu tử này dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Uông Kiến Minh âm thầm tán thưởng, Hứa Thuần Lương trưởng thành tiến bộ rất nhanh, tướng nội tâm cảm xúc ẩn tàng đến vô cùng tốt, đã có thể làm được hỉ nộ không lộ, đây cũng là trở thành bên trong thể chế cao thủ thiết yếu tố dưỡng. Hứa Thuần Lương nói, tường đổ mọi người đẩy. Cái này cũng rất bình thường. Uông Kiến Minh nói, ta nói cũng không phải Tống Tân Vũ. Hứa Thuần Lương cố ý giả ra phi thường kinh ngạc dáng vẻ, không phải hắn còn có ai. Khó nói chúng ta cục dân chính còn có những người khác xảy ra vấn đề. Uông Kiến Minh nói, thường nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, Tống Tân Vũ phát sinh vấn đề như vậy tuyệt không phải ngẫu nhiên, căn bản mà nói cùng lãnh đạo mặc kệ có quan hệ. Hứa Thuần Lương nội tâm hơi hồi hộp một chút. Ngọa tào, chẳng lẽ là Vương Đồng An? Hắn phi thường rõ ràng Vương Đồng An cũng không sạch sẽ, không nói những cái khác, vẻn vẹn là hắn cùng Tần Ngọc Kiều sự tình cũng đủ để cho hắn xuống đài. Hứa Thuần Lương ngược lại không là đồng tình Vương Đồng An, mà là cảm thấy một viên mình thật vất vả mới khống chế lại quân cờ nếu như bây giờ liền bị người cho xử lý, trong lòng ít nhiều có chút không cam lòng. Hứa Thuần Lương thử thăm dò suy đoán nói, ngài là nói Vương Đồng An cũng có vấn đề. Uông Kiến Minh ý vị thâm trường nói, có một số việc ngươi không nói, cũng không có nghĩa là người khác cũng không phản ứng. Hứa Thuần Lương từ Uông Kiến Minh trong giọng nói đánh giá ra, hắn hẳn là nghe nói Vương Đồng An một ít chuyện, Uông Kiến Minh nói như vậy phương thức rõ ràng mang theo để Hứa Thuần Lương chủ động lời nhắn nhủ ý tứ,
nhưng Hứa Thuần Lương cũng không có dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ, cười nói, Uông thư ký một ngày trăm công ngàn việc, đại sự bên trên ta nên phản ứng liền phản ứng, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ ta cũng không dám phiền phức người. Uông Kiến Minh thầm than tiểu tử này đủ láo cá, gật đầu nói, riêng ta thì thưởng thức ngươi tự hiểu rõ nặng nhẹ, lúc đầu A Vương Đồng An đã nộp đơn từ chức, nhưng về sau lại chủ động rút lui trở về. Hứa Thuần Lương nói, hẳn là ngay từ đầu cảm thấy mình mắc phải tuyệt chứng, nhưng sau đó giải bệnh tình về sau, biết dự đoán bệnh tình không có kém như vậy, cho nên liền nghĩ là sự nghiệp cách mạng tiếp tục phấn đấu nữa. Uông Kiến Minh nói, để hắn tiếp tục làm tiếp, không phải là bởi vì hắn rút về đơn từ chức, cũng không phải bị hắn cái gọi là cách mạng kính dâng tinh thần cảm động, mà là bởi vì Tống Tân Vũ xảy ra chuyện về sau, vị trí này trở nên phi thường mẫn cảm, tìm không thấy thích hợp hơn nhân tuyển. Hứa Thuần Lương phi thường lý giải, Trương Tùng từ vừa mới bắt đầu liền không muốn tới, Tống Tân Vũ xảy ra chuyện về sau, cục dân chính trước mắt trở thành ngắn hạn tiêu điểm, vô luận ai tới đón thay Vương Đồng An công việc cũng không dám có quá đại động tác, đây là bên trong thể chế bệnh chung. Hứa Thuần Lương nói, cũng không phải nói tìm không thấy, ta cảm thấy ta miễn cưỡng cũng có thể đảm nhiệm. Uông Kiến Minh sửng sốt một chút, cái này cỡ nào không muốn mặt mới có thể nói ra lời như vậy, đương nhiên hắn cũng minh bạch Hứa Thuần Lương là cố ý chỉ đùa một chút, ai cũng rõ ràng, Hứa Thuần Lương là không thể nào tiếp nhận Vương Đồng An, đừng nói Vương Đồng An, thay thế Tống Tân Vũ vị trí cũng không thể, vô luận hắn có hay không có năng lực như thế, bên trong thể chế quy tắc là không thể vượt qua. Uông Kiến Minh cười nói, ta cũng cho rằng như vậy, ngươi năng lực mạnh như vậy, coi như đem ngươi đặt ở vị trí của ta ngươi nói không chừng làm so ta muốn tốt. Hứa Thuần Lương nói, ta nói đùa, ngươi cũng đừng chăm chú. Uông Kiến Minh nói, ta là chăm chú, các ngươi cái này tuổi trẻ cán bộ mới là quốc gia tương lai, phải có khát vọng có dã tâm, chỉ có nhân tài như vậy sẽ dùng tại nhận gánh trách nhiệm, bất quá tại gánh chịu càng lớn trách nhiệm chi trước còn cần hảo hảo lắng đọng một chút. Đúng. Liên quan tới Tống Tân Vũ kế nhiệm ngươi có cái gì nhân tuyển thích hợp đề cử? Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi cái này đặt câu hỏi trình tự có vấn đề, khảo nghiệm ra mặt của ta sao? Hứa Thuần Lương cố ý nói, người hôm nay tìm ta tới cũng không phải là vì chuyện này đi. Hắn phi thường rõ ràng vị trí này không có khả năng rơi tại trên đầu mình, còn cố ý giả ra kinh hỉ mong đợi bộ dáng. Hứa Thuần Lương biểu lộ thành công lừa qua Uông Kiến Minh, Uông Kiến Minh có chút muốn cười, dù sao vẫn là tuổi trẻ. Đối thượng vị khát vọng rốt cục vẫn là toát ra tới. Hắn mỉm cười nói, có cái nhân tuyển, người hẳn là cũng nhận biết, Cổ Tuyền Trấn Tương Kỳ Dũng. Hứa Thuần Lương có chút mộng, dù sao Uông Kiến Minh người này tuyển nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Uông Kiến Minh nói, trong khoảng thời gian này trong thành phố lặp đi lặp lại luận chứng, cuối cùng đạt thành nhất trí ý kiến, vì tăng thêm một bước khu vực định vị, xúc tiến cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu kiến thiết cùng phát triển, quyết định thành lập Tân Hồ vùng mới giải phóng. Từ thị ngành tương quan tiến hành thống nhất quản lý, phạm vi bên trong hương trấn đều lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Hứa Thuần Lương trước đó liền một điểm phong thanh đều không nghe thấy, Tần Chính Dương cũng không có hướng hắn thổ lộ, Tần Chính Dương không có khả năng không biết, đoán chừng là Uông Kiến Minh yêu cầu hắn tuyệt đối giữ bí mật. Uông Kiến Minh nói, ta lần này đến trong tỉnh chính là cùng thượng cấp câu thông, cái này Tân Hồ Tân khu định vị rất cao, ta sơ bộ quy hoạch là cùng khu công nghệ cao địa vị ngang bằng. Nhưng là tại sản nghiệp trên kết cấu lấy sinh thái du lịch là chủ. Hứa Thuần Lương xu nịnh nói, Uông thư ký nhìn xa trông rộng. Uông Kiến Minh cười nói, chớ đi theo ta bộ này, người cảm thấy Tương Kỳ Dũng người này thế nào? Hứa Thuần Lương lời nói thật thực nói ra, ta cùng hắn chỉ đã gặp mặt vài lần, đối với hắn không phải hiểu rất rõ. Uông Kiến Minh nói, Tương Kỳ Dũng cũng là một vị xuất sắc cán bộ trẻ tuổi, có can đảm có quyết đoán, cũng có rất mạnh trách nhiệm tâm. Ta tin tưởng các ngươi về sau đang làm việc bên trong hẳn là có thể va chạm ra hỏa hoa. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ khả năng này bị ngươi nói đúng. Uông Kiến Minh để Tương Kỳ Dũng đi cục dân chính gánh làm phó cục trưởng có một công ba việc hiệu quả. Uông Kiến Minh xem ở thúc thúc hắn Tương Thiên Nhạc trên mặt mũi khẳng định phải đối với hắn đặc biệt chiếu cố. Tướng Tương Kỳ Dũng từ chính khoa để thăng làm phó phòng xem như đối thúc thúc hắn Tương Thiên Nhạc có bàn giao. Từ lâu dài quy hoạch đến xem. Tương Kỳ Dũng rời đi Cổ Tuyền Trấn đối tương lai công việc khai triển cũng có chỗ tốt, phải biết Cổ Tuyền Trấn là tương lai Tân Hồ Tân khu trọng yếu tạo thành bộ phận. Tương Kỳ Dũng nếu như tiếp tục lưu nhiệm, lấy hắn tính cách cùng bối cảnh đại khái suất sẽ chọc cho ra một chút phiền toái. Tại Uông Kiến Minh xem ra, Tương Kỳ Dũng cùng Hứa Thuần Lương tại một số phương diện vẫn còn có chút điểm giống nhau, tỉ như Phạm Thượng, Vương Đồng An tiến về Dương Sơn nghĩa địa công cộng thị sát,
bị Tương Kỳ Dũng tại chỗ giận đối sự tình hắn cũng có chỗ tai nghe, cho nên đem Tương Kỳ Dũng đặt ở cục dân chính cũng không phải là nhất thời hưng khởi, mà là nghĩ sâu tính kỹ về sau kết quả. Tương Kỳ Dũng đi cục dân chính đảm nhiệm phó chức khẳng định có thể đưa đến ngăn được Vương Đồng An tác dụng. Hứa Thuần Lương đối Uông Kiến Minh cái này an bài trong lòng vẫn còn có chút khó chịu, Uông Kiến Minh luôn mồm là muốn để Tương Kỳ Dũng đưa đến ngăn được Vương Đồng An tác dụng, nhưng còn có một cái ẩn tàng ý tứ, Uông Kiến Minh cũng hy vọng thông qua an bài như vậy đến kiềm chế chính mình. Hứa Thuần Lương rời đi thời điểm, Tần Chính Dương đưa hắn ra ngoài, hai người tới tân quán vườn hoa, Tần Chính Dương cố ý hướng tây đi vài bước, vị trí này vừa dễ dàng né tránh Uông Kiến Minh ánh mắt. Hứa Thuần Lương nói, Tương Kỳ Dũng muốn tới cục dân chính rồi. Tần Chính Dương nhẹ gật đầu, ta cũng là hôm nay mới biết, Uông thư ký cùng thúc thúc hắn quan hệ không tệ, chiếu cố một chút cũng là phải. Hứa Thuần Lương nói, hắn gần nhất cũng tại Nam Giang, ta còn cùng hắn gặp gỡ qua hai lần. Tần Chính Dương cười nói, thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Kỳ thật thể chế bên trong người tại tỉnh thành gặp gỡ là thường gặp sự tình. Hứa Thuần Lương nói, Uông thư ký đem hắn đặt ở cục dân chính đoán chừng phí không ít tâm tư đi. Tần Chính Dương nói, thể chế bên trong không có chân chính bí mật, Tương Kỳ Dũng không cho Vương Đồng An mặt mũi sự tình hắn cũng biết. Hứa Thuần Lương nói, người ta có lực lượng A, chẳng những thúc thúc cho chỗ dựa, Uông thư ký cũng cho hắn chỗ dựa. Tần Chính Dương nói, Uông thư ký cũng cho người chỗ dựa A. Hứa Thuần Lương nói, ta đây là giả, người ta kia mới là thật. Tần Chính Dương nhìn ra Hứa Thuần Lương đối Uông Kiến Minh an bài có chút cảm xúc, khuyên nhủ, người đi cục dân chính về sau công việc thành tích Uông thư ký thấy phi thường rõ ràng, hắn cũng tán thành năng lực của ngươi, chủ yếu là ngươi tư lịch không đủ, không nhưng cái này phó cục trưởng khẳng định là ngươi. Hứa Thuần Lương thế mới biết Tần Chính Dương xuyên tạc chính mình ý tứ, hắn dở khóc dở cười nói, ta cũng không phải muốn làm cái kia phó cục trưởng, không nói gạt ngươi, ta cùng Tương Kỳ Dũng có chút không thích hợp. Tần Chính Dương nói, cũng không phải nguyên tắc tính mâu thuẫn, đi qua các ngươi riêng phần mình có riêng phần mình cần duy trì lợi ích, đi cục dân chính, lập trường của các ngươi liền nhất trí, nói không chừng có thể trở thành hảo bằng hữu đâu. Hứa Thuần Lương lắc đầu, hắn thật vất vả mới đem Vương Đồng An giải quyết, vốn cho rằng về sau vượt qua Hiệp Thiên Tử Dĩ lệnh chư hầu ngày tốt lành, thật không nghĩ đến Uông Kiến Minh đem Tương Kỳ Dũng cho điều tới, con cờ này thả tại cục dân chính lập tức đem Hứa Thuần Lương toàn bộ kế hoạch cho làm rối loạn. Hứa Thuần Lương thậm chí cho rằng Uông Kiến Minh khám phá ý đồ của mình, cho nên mới cái gặp chiêu phá chiêu. Hứa Thuần Lương nói, Vương Đồng An có vấn đề gì không? Tại sao ta cảm giác Uông thư ký không quá chào đón bộ dáng của hắn? Tần Chính Dương nói, vấn đề lớn hẳn là không phát hiện, bất quá bệnh vặt khẳng định là có, lần này hắn sinh bệnh trong thành phố lấy ra tuyên truyền một chút, Uông thư ký cũng không nói gì, chứng minh Vương Đồng An không có hàng ra bệnh. Hứa Thuần Lương nói, đoạn thời gian gần nhất có người báo cáo ta không có. Tần Chính Dương nói, không nghe nói a. Hứa Thuần Lương nói, ta luôn cảm thấy nơi đó có điểm không đúng. Tần Chính Dương nói, đừng suy nghĩ nhiều, người tại cục dân chính cũng chính là cái quá độ, ta đoán chừng các loại Tân Hồ Tân Khu thành lập, Uông thư ký khẳng định phải để ngươi qua đây, Tân Hồ Tân Khu mới là ngươi đại triển quyền cước phương. Hứa Thuần Lương nói, loại chuyện tốt này sao có thể đến phiên ta. Tần Chính Dương không dám ngốc quá lâu, nếu như trì hoãn quá lâu Uông Kiến Minh khẳng định sẽ cho rằng bọn họ tự mình nói chuyện gì, thế là kết thúc bọn hắn nói chuyện, lại vội vàng quay trở về Tần Chính Dương nơi đó. Uông Kiến Minh chính trong phòng làm lấy giãn ra vận động, Trường Kỳ dựa bàn công tác người lúc cần phải thỉnh thoảng hoạt động một chút. Tần Chính Dương sau khi đi vào, Uông Kiến Minh nói, tiểu hứa đi. Tần Chính Dương nói, hắn nói về trường đảng tham gia tiểu tổ thảo luận. Uông Kiến Minh cười nói, hắn giống như là tham gia thảo luận người sao. Tần Chính Dương cũng cười, không thể không nói Uông Kiến Minh vẫn là hiểu rất rõ Hứa Thuần Lương. Uông Kiến Minh nói, ta để Tương Kỳ Dũng đi cục dân chính, tiểu hứa giống như có chút cảm xúc. Tần Chính Dương nói, ta không có phát hiện a. Uông Kiến Minh nói, tiểu hứa tư lịch không đủ, vị trí thích hợp chỉ có một cái. Tần Chính Dương trong lòng minh bạch, Uông Kiến Minh chưa hề cũng không có suy nghĩ qua để Hứa Thuần Lương tiếp tống Tân Vũ Ban. Hứa Thuần Lương đối cái gọi là phó cục trưởng căn bản không hề bất cứ hứng thú gì, nhưng người khác không cho là như vậy, Uông Kiến Minh hôm nay tìm hắn đi qua nói chuyện chính là chứng minh. Phải nói lấy Uông Kiến Minh vị đưa người ta có thể cân nhắc đến tâm tình của mình, còn chuyên môn cùng tự mình tiến hành một phen giao lưu cũng coi là đáng quý, đương nhiên cũng biểu lộ ra Uông Kiến Minh đối lo lắng của mình,
lo lắng hắn sẽ cùng Tương Kỳ Dũng đối nghịch. Đêm hôm đó Hứa Thuần Lương cùng Tương Kỳ Dũng ăn cơm chung thời điểm, từ Tương Kỳ Dũng biểu hiện đến xem, hắn hẳn còn chưa biết phải đi cục dân chính nhậm chức, nếu không không phải là loại thái độ đó. Vương Đồng An mặc dù tiếp tục đảm nhiệm cục dân chính cục trưởng, coi như hôm nay Uông Kiến Minh nói chuyện bên trong toát ra thái độ cho thấy, sở dĩ không có tướng Vương Đồng An cầm xuống, là bởi vì hắn không muốn cục dân chính tình trạng tiếp tục chuyển biến xấu hạ đi, trước mắt có năng lực ổn định đại cục người hay là Vương Đồng An, về phần về sau, Vương Đồng An sớm tối vẫn là sẽ bị người thay thế. Hứa Thuần Lương phi thường minh bạch ở vào Uông Kiến Minh vị trí thường dùng nhất thủ pháp chính là cân bằng thuật, tại chuyện này xử lý bên trên, động cơ của hắn hết sức rõ ràng, muốn để cho mình cùng Tương Kỳ Dũng tương hỗ ngăn được, hắn không muốn xem đến bất kỳ người nào làm lớn. Để Tương Kỳ Dũng đi cục dân chính đảm nhiệm phó chức hẳn là nhìn ra Vương Đồng An đối với mình không thể làm gì, mà Tương Kỳ Dũng tại tương lai không lâu cũng có thể tại Tân Hồ Tân khu kiến thiết bên trong đưa đến mặt trái tác dụng, cho nên mới nghĩ đến biện pháp này. Hứa Thuần Lương huấn luyện còn chưa kết thúc, Đông Châu cục dân chính nội bộ đã lòng người lưu động, trong khoảng thời gian này biến hóa thực sự quá lớn, cấp lãnh đạo thay đổi tựa như đèn kéo quân để cho người ta không kịp nhìn, đầu tiên là cục trưởng Vương Đồng An bị bệnh trào từ giã, sau đó truyền ra khu công nghệ cao đảng công quan lớn Trương Tùng muốn tới, tiếp lấy phó cục trưởng Tống Tân Vũ xuống ngựa, Vương Đồng An giải phẫu thành công lại rút về từ chức xin, phó cục trưởng Trung Minh Yến đại diện công việc. Vốn cho rằng Trung Minh Yến sẽ trở thành thứ nhất phó cục trưởng, nhưng ai đều không nghĩ tới lại không hàng một vị tuổi trẻ phó cục Tương Kỳ Dũng. Tương Kỳ Dũng cũng không phải tùy tiện tới đón thay một chỗ ngồi, hắn là mang theo sứ mệnh tới, tổ chức bên trên đã minh xác hắn thứ nhất phó cục trưởng địa vị, nói cách khác Trung Minh Yến chủ trì công việc không có hai ngày liền muốn để hiền, mang ý nghĩa Vương Đồng An xuất viện trước đó đều là Tương Kỳ Dũng nói chuyện đương ra. Vương Đồng An đã xuất viện, vốn là muốn mau chóng trở về công việc. Nhưng nghe nói Tương Kỳ Dũng đi cục dân chính, hắn lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này, quyết định nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, nhìn xem tình thế phát triển lại nói, hiện tại cục dân chính chính là một cái cục diện rối rắm, hắn cũng không muốn trở về thu thập, để đạn lại bay một hồi với hắn mà nói không phải chuyện xấu. Trung Minh Yến tại Vương Đồng An sau khi xuất viện chuyên mang theo dinh dưỡng phẩm đi trong nhà hắn thăm viếng, Vương Đồng An giả mù sa mưa khách khí một phen, hắn biết Trung Minh Yến mục đích tuyệt không phải tới thăm mình. Trung Minh Yến quấn trong chốc lát vòng tròn, rốt cục trở lại chủ yếu chủ đề bên trên, đối với lãnh đạo cấp trên lần này nhân sự an bài nàng đáy lòng là cực kỳ bất mãn, nhưng là nàng lại không có quyền can thiệp quyết định của thượng cấp, trước mắt đến nói chỉ có thể ôm chặt Vương Đồng An đùi, hy vọng Vương Đồng An một lần nữa rời núi về sau còn có thể đối nàng ủy thác trách nhiệm. Vương Đồng An chủ trì dân chính công việc nhiều năm như vậy, chưa hề cảm thấy công việc khó như vậy làm, cục dân chính đã có Hứa Thuần Lương tên tiểu ma đầu này. Hiện tại lại nhiều Tương Kỳ Dũng cái này tiểu tổ tông, lấy hắn đối hai cái này tuổi nhỏ người giải, bọn hắn hài hòa chung đụng khả năng cơ hồ là không. Theo lý thuyết đa số làm lãnh đạo hy vọng thuộc hạ ở giữa tranh đến đấu đi, chỉ có như vậy mới phải quản lý, cũng chỉ có dạng này lãnh đạo mới có tồn tại cảm giác, nhưng là Vương Đồng An tình cảnh trước mắt khác biệt. Nếu như Hứa Thuần Lương cùng Tương Kỳ Dũng phát sinh mâu thuẫn, Hứa Thuần Lương khẳng định để cho mình ra mặt đi áp chế Tương Kỳ Dũng, mình lại không dám không nghe lời. Dù sao có nhược điểm giữ tại Hứa Thuần Lương trong tay. Tương Kỳ Dũng cũng không phải tốt như vậy khống chế, ban đầu ở Dương Sơn nghĩa địa công cộng, trước mặt nhiều người như vậy hắn liền dám giận đối mình, mảy may không có đem chính mình cái này lãnh đạo cấp trên để vào mắt, hiện tại hắn trở thành cục dân chính nhị đương gia, trong thành phố còn chuyên môn minh xác hắn thứ nhất phó cục trưởng địa vị, ngẫm lại cũng nhức đầu. Vương Đồng An mặc dù chỗ ở thủ thuật thời kỳ dưỡng bệnh, nhưng là hắn đã bắt đầu cân nhắc về sau công việc phải làm thế nào khai triển, hắn sẽ tận lực phòng ngừa cùng Tương Kỳ Dũng phát sinh xung đột chính diện. Về phần Trung Minh Yến, có thể đem nàng bồi dưỡng thành là đối phó Tương Kỳ Dũng người đứng đầu hàng binh, nhưng là Vương Đồng An tuyệt sẽ không hứa hẹn cái gì. Trung Minh Yến cũng không có từ Vương Đồng An nơi này đạt được muốn đổ vật, Vương Đồng An bên ngoài thái độ chính là mọi người đoàn kết nhất trí đem công việc làm tốt, thay đổi gần nhất cục dân chính phong bình không tốt hiện tượng. Trung Minh Yến rời đi không lâu, lại có người đến nhà, lần này lại là khỏe mạnh tổng giám đốc Địch Bình Thanh. Kinh lịch trong khoảng thời gian này khó khăn trắc trở, Vương Đồng An đối Địch Bình Thanh sớm đã căm thù đến tận xương tủy, nếu như không phải mình còn có nhược điểm nắm trong tay hắn, Vương Đồng An thậm chí liền cơ hội gặp mặt đều đừng cho hắn. Địch Bình Thanh đối Vương Đồng An cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm, người này được mình không ít chỗ tốt, nhưng đến cuối cùng còn muốn ăn xong lau sạch trở mặt không quen biết, thật đem mình làm kẻ ngốc.
Nhưng là cục dân chính gần nhất biến hóa vẫn là vượt ra khỏi Địch Bình Thanh tưởng tượng, hắn làm sao cũng không nghĩ đến Vương Đồng An tại một phen chìm nổi về sau lại ngoan cường mà lơ lửng, càng không nghĩ đến dẫn đầu lật xe lại là Tống Tân Vũ. Địch Bình Thanh trong tay mặc dù nắm giữ Vương Đồng An hắc liệu, nhưng là hiện tại với hắn mà nói giá trị không lớn, coi như hắn đem những cái kia hắc liệu tuôn ra đến, Vương Đồng An cùng lắm thì không làm người cục trưởng này, nhưng là hắn tại kinh tế bên trên không phải thường cẩn thận, mình vẫn là không thể nào đem hắn làm đi vào, còn muốn dựng vào Tần Ngọc Kiều thanh danh, huống chi Vương Đồng An tại kinh lịch một phen sinh sau khi chết tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ, Địch Bình Thanh cảm giác hắn bắt đầu không mua mình chướng. Địch Bình Thanh đầu tiên quan tâm một chút Vương Đồng An bệnh tình, Vương Đồng An đối với hắn hư tình giả ý không có bất kỳ cái gì hứng thú, hắn từ cha ra ung thư phổi được giải phẫu xuất viện, toàn bộ trị liệu quá trình bên trong Địch Bình Thanh cũng không có xuất hiện, còn không phải là bởi vì Địch Bình Thanh cho là hắn không có giá trị lợi dụng. Giống Vương Đồng An loại này tại bên trong thể chế tu luyện nhiều năm lão yêu, sớm đã hỉ nộ không lộ, hắn am hiểu nhất công phu liền là lừa gạt, đối Trung Minh Yến như thế, đối Địch Bình Thanh cũng là như thế. Địch Bình Thanh hôm nay chủ yếu là tới là cái đi ngang qua sân khấu, đã Vương Đồng An tiếp tục lưu nhiệm, bọn hắn về sau tránh không được vẫn là phải liên hệ, coi như không cách nào như quá khứ như thế phối hợp khăng khít, chỉ ít cũng cam đoan mặt ngoài cùng hài, muốn bảo đảm Vương Đồng An không cho mình hạ ngáng chân. Địch Bình Thanh cố ý lộ ra Tần Ngọc Kiều hướng đi, nói cho Vương Đồng An, trước mắt Tần Ngọc Kiều đã đi khỏe mạnh dưỡng lão đảm nhiệm viện trưởng. Vương Đồng An kỳ thật đã sớm biết tin tức này. Nhưng Bình Thanh ở ngay trước mặt chính mình nói ra là có khắc sâu hàm nghĩa, nói cho hắn biết về sau Tần Ngọc Kiều vẫn là phải cùng dân chính hệ thống liên hệ, cũng nhắc nhở hắn không muốn thử đồ dở trò, không phải hắn tùy thời có thể lấy tướng mình kéo xuống ngựa. Vương Đồng An cũng nói một câu nhìn như thôi tâm trí phúc lời nói, hắn biểu thị sau này mình tại dân chính nhiệm vụ chính là bình ổn quá độ, dân chính tương lai tại người trẻ tuổi trên thân, ý là ngươi đừng níu lấy ta không thả, ta hiện tại cũng không quản lý việc nhà, ngươi đi tìm người khác. Địch Bình Thanh cùng Vương Đồng An mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, hai người đều hiểu, trong thời gian ngắn tốt nhất vẫn là bình an vô sự, nếu như giữa bọn hắn phát sinh phân tranh, như vậy ai cũng không chiếm được lợi ích. Địch Bình Thanh cũng không ngốc quá lâu thời gian liền cáo từ rời đi, Vương Đồng An để hắn tướng đưa tới đồ vật toàn bộ lấy về, hắn đã tại tác phong bên trên cắm té ngã, cũng không muốn tại kinh tế bên trên xuất ra bất cứ vấn đề gì. Địch Bình Thanh chuyến này không công mà lui. Trở lại trong xe càng nghĩ càng là phiền muộn, Tần Ngọc Kiều tương đương để cái này giả ba ba tôn bạch chơi, mặc dù mình nắm trong tay ở thóp của hắn, nhưng bây giờ đánh ra lá bài này ý nghĩa đã không lớn, Vương Đồng An hẳn là nhìn ra mình ôm lấy sợ ném chuột vỡ bình tâm lý cho nên đối với mình cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Đông Châu dân chính thay đổi nhân sự để Địch Bình Thanh tạm thời thấy không rõ lắm tương lai thế cục phát triển, không thể không thừa nhận Uông Kiến Minh tại dùng người bên trên rất có một bộ, khiến Địch Bình Thanh nhức đầu là. Mình nghĩ trăm phương ngàn kế vẫn không pháp dựng vào Uông Kiến Minh đường dây này, không phải hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Ngồi ở trong xe chính đang tính toán thời điểm, Bì Môn bốn đại trưởng lão một trong Mạnh Hoài Nghĩa gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết cuối tuần sẽ đến Đông Châu, muốn theo hắn ở trước mặt trao đổi một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Địch Bình Thanh đoán chừng Mạnh Hoài Nghĩa mục đích của chuyến này 89 phần 10 cùng môn chủ khảo hạch có quan hệ, bốn đại trưởng lão nội bộ đạt thành nhất trí ý kiến. Từ Mạnh Hoài Nghĩa đảm nhiệm lần này Bì Môn 6 ký quan chủ khảo, từ hắn tổ chức chuẩn bị khảo hạch. Hứa Thuần Lương tại Đông Châu tháng ngày trôi qua thảnh thơi, ngoại trừ huấn luyện bên ngoài, hắn có bó lớn thời gian có thể bồi Tô Tình ép đường cái, Tô Tình đã điều đi văn lữ kênh, công việc ngược lại bận rộn. Mắt thấy cuộc sống ngày ngày trôi qua, khoảng cách Hứa Thuần Lương huấn luyện kết thúc chỉ còn lại 3 ngày này giao tế trận nhiều hơn, chủ yếu là cùng một chỗ huấn luyện bạn học cùng lớp thay phiên đại lý. Tương hỗ mời khách, bắt lấy cuối cùng này thời gian phát triển vòng bằng hữu. Hứa Thuần Lương đối loại này có cũng được mà không có cũng không sao xã giao hứng thú không lớn, hôm nay hắn nhất định phải đi tiểu cô Hứa Gia Văn trong nhà một chuyến, bởi vì tiểu cô biết hắn tới Nam Giang, nếu như hắn ngây người tiếp cận nửa tháng đều không đi một lội, khẳng định sẽ chọc cho tiểu cô không cao hứng. Hứa Thuần Lương hẹn Tô Tình cùng hắn hẹn xong thời gian, Hứa Thuần Lương lái xe đến đài truyền hình tiếp nàng. Tiếp nàng nguyên nhân là nghe Tô Tình nói gần nhất có mấy cái người theo đuổi, để hắn tới tiếp cũng có tuyên thệ chủ quyền ý tứ, nói cho những người theo đuổi kia liền không nên uổng phí tâm cơ. Hứa Thuần Lương lái xe trực tiếp tiến vào đài truyền hình, gác cổng căn bản không có hỏi, bởi vì Hứa Thuần Lương trong xe có tỉnh vệ thị giấy thông hành, Nghiêm Vĩnh Tân chủ động giúp hắn làm, Nghiêm Vĩnh Tân tại hiểu rõ Hứa Thuần Lương một chút bối cảnh về sau,
đối với hắn là tương đương khách khí, trèo giao ý nguyện phi thường cường liệt, nhìn thấy Hứa Thuần Lương mấy lần tìm đến Tô Tình đều bị gác cổng kiểm tra, thế là giúp hắn làm trương nội bộ giấy thông hành, cứ như vậy Hứa Thuần Lương liền có thể tại tỉnh đài thông suốt. Hứa Thuần Lương đem xe dừng ở Tô Tình Mini bên cạnh, không bao lâu Tô Tình liền ra, Tô Tình liếc nhìn xe của hắn, cười đi tới, nhưng nửa đường một nam tử trẻ tuổi nghênh đón tiếp lấy, ngăn lại Tô Tình nói vài câu. Tô Tình chỉ trong xe Hứa Thuần Lương, tên nam tử kia quay người nhìn Hứa Thuần Lương một chút, Hứa Thuần Lương hướng hắn cười cười, từ tên nam tử kia cử chỉ suy đoán ra hắn chính là Tô Tình mấy tên người theo đuổi một trong. Tô Tình rất nhanh thoát khỏi tên nam tử kia, lên Hứa Thuần Lương xe, còn chủ động đụng lên đi tại trên mặt hắn hôn một cái. Tên nam tử kia nhìn ở trong mắt, biểu lộ xấu hổ bên trong mang theo ghen ghét. Hứa Thuần Lương lái xe từ tên nam tử kia bên người đi qua, hướng Tô Tình cười nói, người đang giúp ta tuyên thệ chủ quyền. Tô Tình tướng đầu gối ở Hứa Thuần Lương trên bờ vai, không được a. Được, nếu là hắn dây dưa ngươi, ta trở về đánh cho hắn một trận. Tô Tình cười nói, chán ghét, đừng bạo lực như vậy, hắn là chúng ta đài tống nghệ kênh người chủ trì Triệu Phong. Hứa Thuần Lương lúc này mới nhớ tới đã từng nhìn qua cái này Triệu Phong chủ trì tiết mục, này người hay là Bình Hải truyền hình đang hồng người chủ trì. Hứa Thuần Lương nói, ngươi có thể xử lý tốt. Tô Tình gật đầu nói, dù sao ngoại trừ ngươi, trong lòng ta ai cũng dung không được. Hứa Thuần Lương nói, hắn dáng dấp cũng không tệ. Tô Tình khanh khách nở nụ cười, trong lòng ta ngươi vĩnh viễn là đẹp trai nhất. Hứa Gia Văn hiện tại nhà là Nam Giang Đại học cung cấp, thuộc về giáo chức phúc lợi phòng, không có quyền tài sản nhưng là có trường kỳ quyền cư ngụ. Vị trí không tệ, khoảng cách Nam Giang Đại học bản bộ không xa, hơn 160 bình phương lớn bình tầng hộ hình. Hứa Gia Văn hồi trước mới trùng tu cải tạo kết thúc, trong nhà không có phòng khách, có được một cái to lớn thư phòng, bởi vậy cũng có thể nhìn ra nữ chủ nhân phẩm vị. Tô Tình đối Hứa Gia Văn trong nhà trùng tu phong cách rất là ưa thích, lần này cũng mang đến một bộ vẽ tay củi đốt cảnh Đức Chấn Đổ Sứ làm lễ vật. Hứa Gia Văn khách khí một phen mới nhận lấy, mang lấy bọn hắn đi thăm căn phòng một chút, để bọn hắn trước ngồi trò chuyện sẽ trời, nàng đi làm cơm, người trong nhà ăn cơm đương nhiên vẫn là an bài trong nhà ấm áp một chút. Tô Tình chủ động xách ra bản thân đi làm cơm, bọn hắn hai cô cháu có đoạn thời gian không gặp, vẫn là đem thời gian lưu cho bọn hắn hảo hảo tâm sự. Hứa Gia Văn lúc đầu có chút băn khoăn, sao có thể để khách nhân xuống bếp, Hứa Thuần Lương để nàng một mực đem phòng bếp lưu cho Tô Tình, tiểu cô chủ nghệ cũng chỉ có thể miễn cưỡng được xưng tụng có thể ăn, về phần khẩu vị là không dám lấy lòng, so với Tô Tình càng là trên trời dưới đất. Tô Tình đi phòng bếp về sau, Hứa Gia Văn hướng phòng bếp liếc một cái, nhỏ giọng nói, Tô Tình hiện tại xem như tên hoạt náo viên, nghĩ không ra một chút kiêu ngạo đều không có. Hứa Thuần Lương cười nói, kia đạt được đối với người nào? Hứa Gia Văn nhỏ giọng nói, các người đây coi như là công khai sao? Hứa Thuần Lương cười cười không nói chuyện. Hứa Gia Văn nói, Tô Tình nữ hài tử này không tệ, người không muốn cô phụ người ta. Hứa Thuần Lương nói, tiểu cô, người nghĩ ta là người nào? Hứa Gia Văn nói, ta đương nhiên biết ngươi là hảo hài tử, người cá nhân cảm tình phương diện sự tình tiểu cô lúc đầu cũng không nên hỏi đến, nhưng quay chung quanh bên cạnh ngươi nữ hài tử quá nhiều, xử lý loại chuyện này không thể không quả quyết càng không thể chần chừ, dù sao đả thương ai đều không tốt. Hứa Thuần Lương liên tục gật đầu, tiểu cô, người cứ yên tâm, ta khẳng định sẽ xử lý tốt, đúng, đại cô về Đông Châu, người không có ý định về đi xem một chút nàng sao. Hứa Thuần Lương một là vì đổi chủ đề. Hai là nói cho tiểu cô mình là lái xe tới, nếu như tiểu cô muốn trở về, vừa dễ dàng dựng xe của mình. Hứa Gia Văn gần nhất bận quá không có thời gian, cho dù có thời gian nàng cũng tạm thời không muốn trở về, chủ yếu là không muốn đối diện đại tỷ, nghe nàng nói liên miên lải nhải những cái kia bi thảm cố sự, cũng không phải bởi vì nàng không muốn vì đại tỷ phân lo, mà là bởi vì nàng không muốn bị câu lên thương tâm chuyện cũ, dù sao nàng bản thân hôn nhân liền không hạnh phúc. Nàng sở dĩ từ bỏ Hương Giang phát triển không ngừng sự nghiệp đi vào Nam Giang, trên căn bản là bởi vì bị trượng phu Trần Quốc Vĩ tổn thương thấu tâm, lựa chọn trở lại nội địa là nghĩ triệt để cùng trượng phu cắt chém, còn có muốn rời xa thương tâm ý tứ. Đương nhiên Hứa Gia Văn bên người chưa hề đều có một vị không oán không hối tùy tùng Trịnh Bồi An, Hứa Gia Văn trước đây thật lâu liền hiểu Trịnh Bồi An tâm ý, từ khi nàng ly hôn về sau, Trịnh Bồi An đối sự quan tâm của nàng có thể được xưng tụng là từng ly từng tí. Hứa Gia Văn cũng nếm thử đi tiếp thu hắn, nhưng vô luận nàng cố gắng thế nào, nàng vẫn là tìm không thấy muốn cái chủng loại kia yêu, nàng cùng Trịnh Bồi An có thể là bằng hữu,
có thể là huynh muội, nhưng là không cách nào thành là tình lữ. Hứa Gia Văn trong khoảng thời gian này đối trở về Đông Châu có chút trốn tránh, nói xác thực nàng đang trốn tránh Trịnh Bồi An. Hứa Gia Văn rất muốn cùng Trịnh Bồi An nói rõ ràng, lại lo lắng tổn thương đến hắn, huống chi phụ thân cũng một lòng nghĩ thúc đẩy giữa bọn hắn nhân duyên, nhiều lần ám chỉ nàng hẳn là tìm bạn, hàm nghĩa trong đó không nói cũng hiểu. Hứa Gia Văn tâm tình bây giờ phi thường xoắn xuýt, không nói lo lắng Trịnh Bồi An càng lún càng sâu, nói lại sợ hắn bởi vậy gặp đả kích như vậy trầm luân. Hứa Gia Văn quyết định vẫn là để chất tử Hứa Thuần Lương cho nàng giúp chuyện này, hướng vãn bối thổ lộ mình chuyện tình cảm khó tránh khỏi có chút xấu hổ, Hứa Gia Văn ấp a ấp úng tướng chuyện này nói ra. Hứa Thuần Lương nghe xong cũng không cảm thấy ngạc nhiên, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, hắn đã sớm nhìn ra Trịnh Bồi An là cạo đầu đệ tử một đầu nóng. Vô luận hắn như thế nào ân cần, tiểu cô đối với hắn đều không có tương ứng phản ứng. Hứa Thuần Lương cũng từng nhắc nhở qua Trịnh Bồi An, nhưng Trịnh Bồi An kiên trì cho rằng Hứa Gia An là còn không có từ bên trên một đoạn thất bại hôn nhân bên trong đi tới. Hắn tin tưởng chân thành chỗ đến sắt đá không rời. Thuần Lương, ta phi thường rõ ràng lão Trịnh là người tốt, thế nhưng là ta quan hệ thật không thể vượt qua hữu nghị, ngươi hiểu chưa? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, dựa theo đương thời lưu hành nói tới nói. Liếm chó bình thường là không có kết cục tốt, người đối với nữ nhân càng ân cần, ngược lại càng là để nàng cảm thấy tình cảm của ngươi giá rẻ. Đương nhiên hắn cũng không có rèm pha Trịnh Bồi An ý tứ, thích một người không sai, nhưng là đến làm rõ ràng mục tiêu đối tượng tâm ý. Hứa Thuần Lương nói, tiểu cô, người chuyện tình cảm ta không tốt phát biểu ý kiến, bất quá người nếu là thật quyết định, ta có thể giúp người tướng chuyện này chuyển cáo cho Trịnh Thúc. Hứa Gia Văn nói, ta vẫn luôn đang do dự. Dù sao những năm này hắn đối ta đối chúng ta Hứa Gia đều tận tâm tận lực, ta sợ đả thương hắn. Hứa Thuần Lương nói, đã không có cách nào tiếp nhận hắn, vẫn là nhanh chóng nói cho rõ ràng tốt, nói càng muộn đối với hắn tổn thương cũng lại càng lớn. Hứa Gia Văn nhẹ gật đầu, Gia Gia ngươi bên kia cũng phải ngươi đi làm việc. Hứa Thuần Lương đáp ứng, nhưng trong lòng không có lạc quan như vậy, Gia Gia bản tính hắn là rõ ràng, hắn sớm đã đem Trịnh Bồi An xem là con rể của mình. Tiểu cô quyết định này đối với hắn chỉ sợ là cái sự đả kích không nhỏ. Từ nhà gì nhỏ bên trong làm khách ra, Hứa Thuần Lương tướng tiểu cô ủy việc nhờ hắn nói cho Tô Tình. Tô Tình không có chút nào ngoài ý muốn, nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân, nàng phi thường lý giải Hứa Gia Văn lựa chọn, nhưng là đối Hứa Gia Văn dây dưa dài dòng phương thức làm việc không quá tán đồng, đã không thích, vì cái gì không ngay đầu tiên nói cho người ta, Trịnh Bồi An là Hứa Gia chạy trước chạy sau làm nhiều chuyện như vậy. Mục đích thực sự là cái gì nàng không có khả năng không rõ. Tô Tình đề nghị Hứa Thuần Lương mau chóng tướng chuyện này nói cho Trịnh Bồi An, đừng để người ta làm chuyện vô ích. Hứa Thuần Lương cũng tiếp nhận Tô Tình đề nghị, trở lại Đông Châu chuyện thứ nhất liền đi tìm Trịnh Bồi An, địa điểm gặp mặt ngay tại Trịnh Bồi An nhà phụ cận quán cơm nhỏ. Trịnh Bồi An từ bệnh viện sau khi tan việc liền chạy tới, đến tới đất mới biết liền hai người bọn họ ăn cơm, nhịn không được nói sớm đi. Ta mua ít thức ăn đi trong nhà ăn nhiều tốt. Hứa Thuần Lương cười nói, nhìn người cả ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, muốn cho người nghỉ ngơi một chút. Trịnh Bồi An ngồi xuống về sau thở dài nói, ta hiện tại cũng đang suy nghĩ từ trường hưng từ chức, trong bệnh viện quá nhiều người có bệnh đau mắt, cả ngày đâm sống lưng của ta xương. Hứa Thuần Lương nói, người lại không ngại lấy bọn hắn cái gì, quản người khác nói thế nào làm gì, đều làm đã nhiều năm như vậy, cố gắng nhịn mấy năm liền về hưu a. Trịnh Bồi An nói, nào có nhanh như vậy, ta ngược lại thật ra nghĩ về hưu, sau khi về hưu, ta liền an tâm ở nhà cho ngươi tiểu cô nấu cơm. Hứa Thuần Lương nghe hắn nói như vậy trong lòng lại âm thầm thở dài một cái, Trịnh Bồi An đối tiểu cô là thật sự không tệ, cam tâm tình nguyện nỗ lực, đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Hứa Thuần Lương cầm hai điếu thuốc cho hắn, tiểu cô cho ngài. Trịnh Bồi An tiếp nhận thuốc lá, mặt mày hớn hở nói. Có phát hiện hay không nàng đối ta càng ngày càng quan tâm rồi. Hứa Thuần Lương nói, cho ngươi hai điếu thuốc liền gọi quan tâm rồi. Trong lòng nhưng không tán đồng, nữ nhân nếu là thật tâm thích ngươi, không có khả năng mua cho ngươi thuốc hút, hút thuốc có hại cho sức khỏe đạo lý đơn giản như vậy ngươi không biết. Hai người uống một chén rượu. Trịnh Bồi An để ly rượu xuống nói, thế nào, ngươi tiểu cô gần nhất công việc thuận lợi sao, nàng tại sao lâu như thế cũng chưa trở lại. Ta cuối tuần dự định đi Nam Giang nhìn nàng đi. Hứa Thuần Lương nói, tiểu cô ý tứ người vẫn là đừng đi Nam Giang tìm nàng. Trịnh Bồi An sửng sốt một chút, lập tức lại nở nụ cười, nhất định là nàng cảm thấy ta đi trường học tìm nàng không tiện, không quan hệ, ta về sau không đi nàng đơn vị làm việc,
ta đến cho nàng điện thoại hẹn nàng. Hứa Thuần Lương nói, Trịnh Thúc, tiểu cô để cho ta hướng người nói rõ. Trịnh Bồi An cười nói, ta minh bạch, ta cái gì đều hiểu, Gia Văn mặt mũi mỏng, ta biết nàng chính là không có ý tứ, vẫn luôn là dạng này, đi qua ta liền nên càng chủ động một chút. Trịnh Thúc, ta tiểu cô có ý tứ là nàng cùng ngươi ở giữa chỉ có thể là bằng hữu, không thể nào tiến thêm một bước. Hứa Thuần Lương quyết định không tiếp tục để Trịnh Bồi An sống ở trong tưởng tượng, trực tiếp đánh nát giấc mộng của hắn, giúp hắn về đến trong hiện thực tới. Trịnh Bồi An sững sờ tại nơi đó, một lát sau, hắn bưng lên trước mặt rượu uống một hơi cạn sạch, cười ha ha nói, tiểu tử ngươi đủ xấu, cả ngày trêu cợt ta, không muốn ta làm ngươi cô phụ, chuyện này nhưng không phải do ngươi. Hứa Thuần Lương không nói chuyện lẳng lặng nhìn qua hắn, Trịnh Bồi An từ Hứa Thuần Lương tỉnh táo trong ánh mắt ý thức được cái gì, hắn lại rót chén rượu ực một cái cạn, không dùng bữa, có chút chân tay luống cuống ngồi ở chỗ đó, thấp giọng nói, nàng đối ta rất tốt, nàng không sẽ nói như vậy, Thuần Lương, ngươi giúp ta phân tích, là ta chỗ nào làm không tốt, gây nàng tức giận. Hứa Thuần Lương không nói chuyện, nhìn qua sầu mi khổ kiểm Trịnh Bồi An, trong lòng tràn đầy đồng tình. Hắn cũng không biết làm sao an ủi Trịnh Bồi An, lại cho Trịnh Bồi An rót đầy. Trịnh Bồi An cấp tốc làm một cái quyết định, Thuần Lương, ta hiện tại liền đi Nam Giang. Hứa Thuần Lương lắc đầu, Trịnh Thúc, ta tiểu cô đem ngươi trở thành bằng hữu, làm đại ca, nhưng là nàng chưa từng có đem ngươi trở thành người yêu, ngươi hiểu chưa? Nàng cùng ngươi là không thể nào. Trịnh Bồi An đã cầm không vững chén rượu, tay run rẩy, không ít rượu nước hắt vẫy ra, nửa đường lại đem rượu chén buông xuống. Nàng là có người hay không rồi? Hứa Thuần Lương lắc đầu. Trịnh Bồi An dùng sức cắn môi một cái, ta sẽ không bỏ qua, ta sẽ không bỏ qua. Sống đến Hứa Trường Thiện cái tuổi này, sớm đã rõ ràng một cái đạo lý, người luôn luôn phải học được từ bỏ, tỉ như hắn tiếp nhận nhi nữ đều không ở bên người hiện thực, tiếp nhận mình dần dần già đi, tiếp nhận tướng tổ tông truyền thừa biển chữ vàng dấu. Giải khai che tại trên biển hiệu vải nhung. Nhìn qua hồi xuân đường cái này ba cái bởi vì kinh lịch tuế nguyệt tẩy lễ mà dần dần phai màu chữ to màu vàng, Hứa Trường Thiện trong lòng khó tránh khỏi một trận thổn thức, hồi xuân đường danh tự cũng như cái này kim sắc một dạng phai màu, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ thấm vào thời gian bên trong, không có người lại nhớ kỹ hồi xuân đường, cũng không có người lại nhớ kỹ Hứa thị từng có huy hoàng, Hứa gia y thuật không người nối nghiệp. Nhi tử, cháu trai không người muốn ý theo nghề thuốc, tuy nói chính thức thu Trịnh Bồi An cái này đệ tử, nhưng hắn thiên phú không cao. Mà lại khuyết thiếu nghiên cứu nhiệt tình, trông cậy vào hắn có thể kế thừa y bát của mình hiển nhiên là không thể nào. Hứa Trường Thiện thầm nghĩ, tấm chiêu bài này chỉ sợ sẽ không lại thấy ánh mặt trời. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, lập tức nghe được nữ nhi Hứa Gia An thanh âm, cha, người ở đây sao? Hứa Trường Thiện lên tiếng, quay người đi ra ngoài, đối đại nữ nhi gần nhất tao ngộ hắn là rõ ràng, nhưng là nữ nhi không chủ động nói hắn là không gặp qua hỏi, nàng quyết định ly hôn cũng được. Tiếp tục gắn bó hôn nhân cũng được đều là tự do của nàng, mình không cách nào can thiệp, chỉ cần nàng có thể tiếp nhận, chỉ cần nàng bình an liền tốt. Về nhà tĩnh dưỡng trong khoảng thời gian này Hứa Gia An vô luận thân thể vẫn là tâm lý đều bình phục rất nhiều, sắc mặt trở nên hồng nhuận, nội tâm cũng so với quá khứ rộng rãi, rốt cục bước qua tới cái kia đạo khảm, con cháu tự có con cháu phúc, mình quản được nhất thời, không quản được một thế. Hứa Gia An là muốn theo phụ thân nói mình muốn về Hỗ Hải sự tình. Hứa Trường Thiện nhẹ gật đầu, từ khi nữ nhi xuất giá ngày đó trở đi, hắn liền nhận thức đến Hỗ Hải bên kia mới là nữ nhi nhà, mình nơi này chỉ là mẹ của nàng nhà. Khi nào thì đi? Ta nghĩ ngày mai đi. Hứa Gia An lúc nói chuyện không dám nhìn phụ thân con mắt, luôn cảm giác mình làm một kiện chuyện áy náy, cần chữa thương thời điểm nhớ tới phụ thân, chờ tổn thương dưỡng hảo liền muốn cách mở. Hứa Trường Thiện nói, đi thôi, trong nhà nhiều chuyện như vậy ngươi tổng lưu tại cũng không được. Hứa Gia An ngẩng đầu nhìn qua tóc trắng xóa phụ thân, cái mũi chua chua suýt nữa rơi lệ, Hứa Trường Thiện cười đập vỗ tay của nàng lưng, nhiều đại nhân, đừng giống như tiểu hài tử, thân thể ta còn cứng rắn, bên người có Thuần Lương, các ngươi không cần quải niệm ta. Hứa Gia An nói, cha, thật xin lỗi. Hứa Trường Thiện nói, lời này nói như thế nào, các ngươi đều là hảo hài tử, không hề có lỗi với ta địa phương, đúng, về sau ngày lễ ngày Tết tận lực trở lại thăm một chút, ta dù sao già. Chúng ta cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, bọn nhỏ có thời gian liền mang theo bọn hắn cùng đi. Hứa Gia An dưng dưng gật đầu, phụ thân không có nói trượng phu Lương Thụ Đức danh tự, nghĩ đến là cố ý hành động. Lúc này Cao Tân Hoa gọi điện thoại tới, nói cho Hứa Trường Thiện Trịnh Bồi An xảy ra chuyện,
hôm nay không biết Trịnh Bồi An cái nào gân không đúng, tại phòng cấp cứu lúc làm việc cùng thân nhân bệnh nhân phát sinh xung đột, tại chỗ đánh lớn ra tay, không kiềm chế được nỗi lòng Trịnh Bồi An một quyền đánh gãy đối phương mũi, bây giờ bị gọi vào khu quản hạt đồn công an. Cao Tân Hoa vốn là không muốn tìm Hứa Trường Thiện, nhưng hắn liên lạc không được Hứa Thuần Lương, Trịnh Bồi An lại không có gì thân nhân, thân nhất chính là hắn vị sư phụ này, Hứa Trường Thiện nghe xong để điện thoại xuống liền tiến đến đồn công an. Bởi vì hôm nay trong đám tổ chức một cái hội nghị trọng yếu, hội nghị yêu cầu tất cả tham dự người tại hội nghị trong lúc đó tắt máy hoặc đánh tới chế độ máy bay, Hứa Thuần Lương cũng tuân thủ quy tắc. Đông Châu cấp lãnh đạo đối lần này hội nghị phi thường trọng thị, tổ chức bên trên chuyên môn phái người tham gia hội nghị, giới thiệu mới tới Phó Cục trưởng Tương Kỳ Dũng, liền liền sinh bệnh ở nhà tĩnh dưỡng Vương Đồng An cũng lần đầu tiên tham gia lần này sẽ nghỉ. Chủ đề của hội nghị có hai cái, một là liên quan tới Phó Cục trưởng Tống Tân Vũ vi quy làm trái kỳ kết quả xử lý thông báo, hai là liên quan tới Tương Kỳ Dũng tiền nhiệm nói rõ. Vương Đồng An toàn bộ hành trình biểu hiện được phi thường nghiêm túc, hội nghị hôm nay đối cục dân chính ý nghĩa là cực kỳ trọng yếu, xưng là vượt thời đại đều không đủ, từ hôm nay trở đi mang ý nghĩa Tương Kỳ Dũng làm đại biểu thế lực mới phải hướng lãnh đạo của hắn quyền lực khởi xướng khiêu chiến. Vương Đồng An một mực ngày xưa tinh thần sa sút, nội tâm ngược lại có chút hưng phấn, có một chút hắn phi thường rõ ràng, Hứa Thuần Lương cùng Tương Kỳ Dũng rất khó hình thành thống nhất lập trường, nói cách khác hai người lợi ích là tồn tại xung đột, hắn nhìn người hay là có một bộ, Tương Kỳ Dũng quyền lực lòng tham nặng, mà Hứa Thuần Lương muốn thông qua mình để đạt tới trưởng khống cục dân chính mục đích, hai người trên một điểm này là không thể nào đạt thành nhất trí. Vương Đồng An trong lòng suy nghĩ, Hứa Thuần Lương đã có thể lợi dụng mình, chính mình đồng dạng có thể lợi dụng hắn. Mặc dù trong lòng cũng không tình nguyện, nhưng Vương Đồng An vẫn là tại trong hội nghị đại biểu cục dân chính đối vị này mới tới người đứng thứ hai biểu thị ra hoan nghênh cùng chờ mong, hắn phát biểu nhiệt tình mà chân thành tha thiết, bất quá tham dự hội nghị người ai cũng sẽ không đương thật, bên trong thể chế lời nói khách sáo thôi. Trái lại Tương Kỳ Dũng liền chân thực nhiều lắm, cũng cuồng vọng nhiều lắm, hắn cảm tạ lãnh đạo thành phố tín nhiệm, nhưng là không có cảm tạ Vương Đồng An, biểu thị kiên quyết hoàn thành lãnh đạo giao cho hắn nhiệm vụ, phải kiên quyết chỉnh đốn cục dân chính tồn ở bất chính chi phong. Tương Kỳ Dũng phát biểu quá trình bên trong, Vương Đồng An sắc mặt càng ngày càng khó coi, không đợi Kỳ Dũng phát biểu hoàn tất, Vương Đồng An liền biểu thị thân thể chịu không được, xin cáo từ trước. Tất cả mọi người có thể hiểu được, lúc đầu Vương Đồng An ngay tại tĩnh dưỡng kỳ, vẫn chưa tới lúc làm việc, chống đỡ đến bây giờ đã rất không dễ dàng, Vương Đồng An nửa đường rời đi cũng là cho thấy thái độ, lão tử đối ngươi Tương Kỳ Dũng rất khó chịu, cục dân chính còn chưa tới ngươi làm nhà làm chủ thời điểm, ngươi muốn chỉnh đốn. Người bằng cái gì chỉnh đốn? Người muốn chỉnh đốn ai? Tương Kỳ Dũng cũng không có bởi vì Vương Đồng An rời đi mà lựa chọn kết thúc, hắn phát biểu lại kéo dài gần 20 phút. Tham gia lần này hội nghị Hứa Thuần Lương phát hiện Tương Kỳ Dũng người này thật có chút cuồng, đến cục dân chính ngày đầu tiên, liền không che giấu chút nào dã tâm của hắn, không hiểu điệu thấp người hoặc là xuẩn, hoặc là hoàn toàn chính xác có được siêu cường thực lực, vừa ra trận liền lấy ra bế nghễ chúng sinh thái độ. Tương Kỳ Dũng không ngốc. Hắn hiển nhiên thuộc về cái sau, bối cảnh của hắn để hắn có thể lựa chọn tùy hứng, đến cục dân chính chỉ là hắn một cái ván cầu mà thôi. Kỳ thật Tương Kỳ Dũng mình cũng không muốn đến, cái này phó cục cũng không có nhiều phát huy không gian, kém xa hắn tại cổ tuyển chấn đương người đứng đầu tới thực sự. Hắn từ đầu đến cuối cho là mình là muốn hướng phía trước nhanh chân đi, ánh mắt muốn thả lâu dài. Hội nghị từ cùng là phó cục trưởng Trung Minh Yến chủ trì, nàng đáy lòng rất không thoải mái. Luận tuổi tác luận tư lịch nàng đều muốn thắng qua Tương Kỳ Dũng, nhưng bây giờ Tương Kỳ Dũng tới cái ngoặt nói vượt qua, bị tổ chức bên trên xác lập thứ nhất phó cục trưởng địa vị, nói cách khác, sau này mình chẳng những phải hướng Vương trưởng cục báo cáo còn muốn hướng Tưởng cục trưởng báo cáo. Chỗ lấy cuối cùng từ để nàng làm kết thúc tổng kết thời điểm, nàng cười cười, hời hợt nói câu tan họp. Hứa Thuần Lương tan họp sau vừa định lấy điện thoại cầm tay ra, liền thấy Tương Kỳ Dũng cười hướng mình đi tới. Hứa Thuần Lương cũng không thể giả bộ như làm như không thấy, cũng cười nghênh đón tiếp lấy, hắn cùng Tương Kỳ Dũng nắm tay, Tưởng cục, chuyện lớn như vậy tình đều giấu giếm ta, tại Đông Giang một chút tin tức đều không có tiết lộ cho ta. Tương Kỳ Dũng cười nói, tiểu Hứa A, ta không phải muốn gạt ngươi, ngày đó chúng ta gặp phải thời điểm ta cũng không có được tin tức, thượng cấp cái này bổ nhiệm với ta mà nói cũng là phi thường đột nhiên. Hắn hạ giọng nói thật, cục dân chính cái này cục diện rối rắm ta cũng không muốn tiếp A. Hứa Thuần Lương trong lòng âm thầm buồn cười, người này thật ngông cuồng, lãnh đạo để ngươi tới làm người đứng thứ hai, không phải để ngươi quản lý cục dân chính, ngươi cấp trên còn có lão Vương đâu.
Ngươi là phó chức, trong lòng không có điểm bức mấy. Hứa Thuần Lương nói, đúng vậy à, ta nghe nói trong thành phố muốn thành lập Tân Hồ Tân Khu, Cổ Tuyền Trấn lập tức liền muốn đại phát triển, thời điểm mấu chốt như vậy để ngươi đến cục dân chính, đổi thành trong lòng ta cũng không thoải mái. Hắn là cố ý kích thích Tương Kỳ Dũng, đừng mẹ nó đắc ý quên hình, chưa chừng bí thư cho ngươi chơi cái minh thăng ám hàng, sợ ngươi lưu tại Cổ Tuyền Trấn cho tương lai công việc tự tìm phiền toái. Hứa Thuần Lương câu nói này thẳng đâm Tương Kỳ Dũng trái tim, kỳ thật Tương Kỳ Dũng cũng từng có ý nghĩ như vậy, Tương Kỳ Dũng thiếu dung trở nên có chút mất tự nhiên. Tương Kỳ Dũng lại đi cùng Trung Minh Yến chào hỏi, Hứa Thuần Lương mau chóng rời đi, thực sự không thích cùng Tương Kỳ Dũng loại người này liên hệ, tại Tương Kỳ Dũng trên thân hắn thấy được không ít con cháu thế gia bệnh chung. Hứa Thuần Lương vừa mở ra điện thoại, Misco tin tức liền một cái tiếp theo một cái vang lên, hắn nhìn lướt qua WeChat, nhìn thấy Cao Tân Hoa nhắn lại. Nguyên lai Trịnh Bồi An bị đồn công an mang đi, Hứa Thuần Lương hơi chút suy nghĩ chuyện này khẳng định cùng ngày đó mình cùng Trịnh Bồi An nói chuyện có quan hệ. Tiểu cô minh xác thái độ sẽ không cùng Trịnh Bồi An xâm nhập phát triển, cho nên Trịnh Bồi An mới lại nhận ảnh hưởng lớn như vậy, tại trong lúc công tác không kiềm chế được nỗi lòng cùng thân nhân bệnh nhân phát sinh xung đột. Hứa Thuần Lương khó tránh khỏi có chút áy náy, hắn cùng văn phòng nói một tiếng, vội vàng tiến về đồn công an, nửa đường cho Cao Tân Hoa gọi điện thoại. Cao Tân Hoa nói cho người hắn đã bảo đảm ra, trước mắt trước tiên đem Trịnh Bồi An đưa về trong nhà, Hứa lão gia tử cũng đi theo đi qua. Hứa Thuần Lương đuổi tới Trịnh Bồi An trong nhà, nhìn thấy gia gia cùng Cao Tân Hoa một trái một phải ngồi tại Trịnh Bồi An bên người, Trịnh Bồi An rũ cụp lấy đầu hai tay che lấy đầu, thấy không rõ hắn là uể oải vẫn là hối hận. Cao Tân Hoa làm Trường Hưng bệnh viện bí thư không thể không nói hắn vài câu, thở dài nói, Trịnh Bồi An, ngươi cũng trưởng thành, công việc nhiều năm như vậy. Làm sao còn xúc động như vậy, thế mà khi làm việc trong lúc đó cùng thân nhân bệnh nhân đánh nhau, người biết cái này cho bệnh viện chúng ta mang đến bao lớn ảnh hưởng trái chiều sao? Trịnh Bồi An nói, thật xin lỗi, là ta sai, tất cả đều là lỗi của ta từ chức, ta không làm, tổng được rồi. Cao Tân Hoa cả giận nói, người thái độ gì? Sự tình gây xong, người từ chức liền bàn giao rồi. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Cùng lắm thì khai trừ ta. Nếu không các người đem ta cho đưa vào đi, ta tội ác tày trời, ta chính là một hỗn đản. Trịnh Bồi An cảm xúc vẫn không ổn định. Hứa Trường Thiện dùng ánh mắt ngăn lại Cao Tân Hoa nói tiếp, thở dài nói, Bồi An, ngươi đến cùng thế nào? Đi qua ngươi không dạng này à? Trịnh Bồi An mím môi, sư phụ, ta có lỗi với người. Hứa Trường Thiện nói, giữa chúng ta không cần nói xin lỗi, nhưng vô luận chỗ tại nguyên nhân gì, ngươi cũng không nên cùng thân nhân bệnh nhân đánh nhau à? Hứa Thuần Lương nói, đúng đấy, ta coi là loại chuyện này chỉ có thể xảy ra ở trên người ta, không nghĩ tới à, không nghĩ tới. Hứa Trường Thiện chừng cháu trai một chút, người bớt tranh cãi, vừa mới gọi điện thoại cho cái gì không tiếp. Hứa Thuần Lương nói, họp yêu cầu toàn viên tắt máy. Cao Tân Hoa nói, tiểu tử ngươi thời điểm then chốt không gặp người, lúc này còn tới làm gì. Sự tình đều xử lý xong, bệnh viện phương diện làm thông thân nhân bệnh nhân công việc. Là thân nhân bệnh nhân miễn phí kiểm tra trị liệu, cũng cho một bút bồi thường tiền, đổi lấy đối phương không khởi tố Trịnh Bồi An. Nhưng là đối phương không khởi tố cũng không có nghĩa là bệnh viện không xử lý, Trịnh Bồi An hành vi đã nghiêm trọng trái với bệnh viện điều lệ chế độ, chờ đợi hắn là nghiêm túc xử lý, vác một cái xử lý đều không đủ. Hứa Thuần Lương để bọn hắn về trước đi, mình đơn độc cùng Trịnh Bồi An nói chuyện, Cao Tân Hoa phải chạy về bệnh viện thương lượng chuyện này xử lý. Trịnh Bồi An đánh người ảnh hưởng đến không phải cá nhân hắn hình tượng, mà là cho toàn bộ Trường Hưng hình tượng tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Thời đại Internet nào có cái gì bí mật có thể nói, bác sĩ đánh bệnh nhân coi thường liên tiếp phát sinh đến khắp nơi đều là. Hứa Thuần Lương liên hệ Lục Minh, để hắn hỗ trợ tìm nguyên đơn vị ép một chút, sự tình huyên náo càng lớn, Trịnh Bồi An liền càng không tốt kết thúc. Trịnh Bồi An yên lặng phun khói lên, Hứa Thuần Lương phát hiện Trịnh Bồi An rút đến cũng không phải là tiểu cô để cho mình chuyển giao. Rót chén trà cho Trịnh Bồi An, uống nhiều một chút trà, đi trừ hỏa. Trịnh Bồi An nói, không có ý tứ, cho các ngươi thêm phiền toái. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, nhìn qua Trịnh Bồi An, bỗng nhiên cảm thấy có chút lạ lẫm. Trịnh Bồi An đột nhiên biểu hiện ra khách khí mang ý nghĩa một loại xa cách, hắn không biết là không phải là ảo giác của mình, cười cười nói, Trịnh Thúc, người khách khí với ta cái gì? Trịnh Bồi An lắc đầu, con người của ta hoàn toàn chính xác không có gì tiền đồ. Sống vô dụng rồi lớn tuổi như vậy, sự tình gì đều không làm xong, đều là lỗi của ta. Hứa Thuần Lương nói,
tại phòng cấp cứu công tác xác thực thường xuyên muốn đối diện một chút không thèm nói đạo lý người. Trịnh Bồi An nói, đã lựa chọn một chuyến này liền nên có cái này giác ngộ, là chính ta không có khống chế lại cảm xúc, oán không được người khác, Thuần Lương, ta quyết định từ chức. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, kỳ thật Trịnh Bồi An từ chức cũng tốt, tránh khỏi hai đầu hối hả, lấy Trường Thiện bệnh viện trước mắt kinh doanh tình trạng cùng hắn có cổ phần, Trường Hưng bên kia sớm đã trở thành gân gà. Trịnh Bồi An nói, Trường Thiện bên này ta cũng nghĩ lui cỗ. Hứa Thuần Lương hơi kinh ngạc nhìn qua Trịnh Bồi An, hắn đây là muốn triệt để cùng Hứa ra phân rõ giới hạn sao. Trường Thiện bệnh viện sinh ý phát triển không ngừng, mà lại đã bắt đầu phát triển lớn khỏe mạnh lĩnh vực, Trịnh Bồi An tại loại này lúc sau rời khỏi hiển nhiên là không sáng suốt, hắn làm ra quyết định như vậy, có thể thấy được tiểu cô đối với hắn tổn thương chi sâu. Hứa Thuần Lương nói, lui cỗ liền không cần thiết đi. Ta mệt mỏi, con người của ta cũng không nhiều lắm dã tâm cùng khát vọng, ta đánh giá một chút, hiện tại tiền đã đầy đủ ta qua tốt nửa đời sau, ta nghĩ thừa dịp mình còn đi được động, đi khắp nơi đi nhìn xem, Trường Thiện bệnh viện kinh doanh tình trạng tốt như vậy, khẳng định có rất nhiều người nghĩ tiếp nhận cổ phần của ta. Hứa Thuần Lương nói, coi như người nghĩ chuyển tay cũng không nên nóng lòng nhất thời. Trịnh Bồi An lắc đầu, Thuần Lương, ta hiện tại mới tính thấy rõ mình, kỳ thật ta tại Gia Văn mắt bên trong chẳng phải là cái gì. Hứa Thuần Lương nói, Trịnh Thúc, người đừng nghĩ lệch, ta tiểu cô nàng vẫn là rất tôn trọng ngươi, những năm này ngươi đối với chúng ta nhà trợ giúp nàng đều thấy được. Trịnh Bồi An cười khổ nói, không phải ta giúp các ngươi nhà, mà là nhà các ngươi đang giúp ta, lấy tư chất của ta điều kiện, là không đủ tư cách thành sư phụ đồ đệ, nhưng là hắn thu ta, Trường Thiện bệnh viện bên này cũng là các ngươi mang theo ta, ta đưa đến nhiều đại tác dụng trong lòng mình rõ ràng, người như ta đừng nói Gia Văn xem thường ta. Ngay cả chính ta đều xem thường chính mình. Hứa Thuần Lương cảm giác Trịnh Bồi An có chút cử chỉ điên rồ, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Trịnh Thúc, nếu không dạng này, người nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian, cổ phần chuyển nhượng sự tình sau này hãy nói. Trịnh Bồi An nói, ta quyết định tốt, nói với ngươi một tiếng cũng là từ đối với sư phụ tôn trọng. Hứa Thuần Lương nói, Trịnh Thúc, ta tiểu cô nàng thật không muốn thương tổn hại người. Trịnh Bồi An nói, minh bạch, cho tới nay đều là ta tự mình đa tình, nàng không sai, ngươi cũng yên tâm đi, ta coi như thương tổn tới mình, cũng sẽ không tổn thương nàng, không cần lo lắng cho ta, ta chính là bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, muốn đổi cái cách sống, may mà ta tới kịp. Hứa Thuần Lương về đến nhà, trước hắn một bước trở về ra ra ngồi trong nhà chờ lấy, mở miệng câu nói đầu tiên lại hỏi, có phải hay không cùng ngươi tiểu cô có quan hệ? Hứa Thuần Lương thở dài, đem chuyện này tiền căn hậu quả nói một lần. Hứa Trường Thiện nhíu mày nhăn chán, cầm điện thoại lên liền chuẩn bị cho nữ nhi gọi điện thoại. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian ngăn trở hắn, ra ra, đừng đánh nữa, như vậy tiểu cô áp lực lớn hơn. Nàng áp lực lớn, Bồi An có cái gì không tốt, mỗi một cái đều là dạng này, có mắt không tròng. Hứa Trường Thiện tức giận. Đại nữ nhi Hứa Gia An ngay tại phòng bếp, nghe được câu này đi ra, nàng lý giải phụ thân phẫn nộ, tại hôn nhân phương diện các nàng hai tỷ muội đều là kẻ thất bại. Nhưng dính đến muội muội sự tình, nàng cũng không thể không nói lời công đạo. Hứa Gia An ra nói, cha, ta biết người thích Trịnh Bồi An, người này cũng thật là không tệ, nhưng là không thể bởi vì hắn không tệ liền nhất định phải Gia Văn tiếp nhận hắn. Hứa Trường Thiện nói, đã không thích người ta liền nói sớm đi, tại sao muốn để Bồi An hiểu lầm. Hứa Thuần Lương thầm than, Gia Gia nhìn vấn đề vẫn là chính xác, lập trường cũng phi thường công bằng, cũng không có bởi vì mình nữ nhi mà che chở. Hứa Gia An nói, điểm này ta cũng cùng Gia Văn nói qua, nàng thử qua tiếp nhận Trịnh Bồi An, còn là không thể nào, nàng đối Trịnh Bồi An là huynh muội tình cảm. Hứa Trường Thiện tức giận đến đập lên cái bàn, không muốn nói với ta những này lấy cớ, Bồi An đợi nàng nhiều năm như vậy, đã không thể nào, liền sớm nói cho người ta, để Bồi An sớm một chút bỏ ý nghĩ này đi. Hứa Gia An nói, cái này trách không được Gia Văn, là Trịnh Bồi An mình nguyện ý chờ, ai có thể ngăn cản hắn. Hứa Trường Thiện nói, ngươi làm sao nói đâu, đã nhiều năm như vậy, Bồi An đối nàng thế nào? Đối chúng ta cái nhà này thế nào nàng không nhìn thấy? Trong nội tâm nàng không rõ ràng, dựa vào cái gì để người ta đợi nàng, là, nàng hôn nhân bất hạnh, nhưng đó cũng là nàng lựa chọn của mình, nàng chỉ ít còn có nhà có nữ nhi, Bồi An có cái gì? Hứa Gia An không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thuần Lương, ý là để Hứa Thuần Lương ra mặt nói một câu. Hứa Thuần Lương cười cười, đại cô, người đi làm cơm, hai người chúng ta mà tâm sự.
Hứa Gia An sớm biết phụ thân thái độ này vừa rồi liền không nên ra, nàng quay người về đi phòng bếp. Hứa Thuần Lương đi vào Gia Gia sau lưng giúp hắn xoa bóp đầu vai, Gia Gia, người đừng nóng giận, sự tình đã dạng này, chúng ta coi như muốn giúp cũng giúp không được. Hứa Trường Thiện nói, người tiểu cô sự tình là người cùng Bồi An nói. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, ta là cảm thấy chuyện này đau dài không bằng đau ngắn. Hứa Trường Thiện thở dài nói, chuyện của nàng mình không nói, còn phải thông qua ngươi. Còn giáo sư đại học, nhiều năm như vậy thư đều đọc, để nàng trở lại cho ta, ở trước mặt cùng Bồi An giải thích rõ ràng. Hứa Thuần Lương nói, đã tiểu cô đều nói không thể nào, để chính thúc hết hy vọng mặc dù tàn nhẫn điểm, nhưng dù sao cũng so để hắn ôm còn sót lại hy vọng tiếp tục chờ xuống dưới tốt. Hứa Trường Thiện trầm mặc xuống, qua một hồi lâu mới ảm đạm lắc đầu, ta già, không quản được. Hắn phi thường rõ ràng, chuyện tình cảm là không cách nào cưỡng cầu, việc này phát sinh không chỉ là Trịnh Bồi An mộng đẹp phá diệt, cũng là Hứa Trường Thiện lý tưởng phá diệt, trong lòng hắn Trịnh Bồi An là lý tưởng con rể, nếu như tiểu nữ nhi có thể lựa chọn Trịnh Bồi An, như vậy về sau cuộc sống của nàng trọng tâm có lẽ sẽ trở lại Đông Châu, hiện tại xem ra chỉ có thể là hắn hy vọng xa vời. Hứa Thuần Lương nói, đúng rồi, Trịnh thúc nghĩ lui cỗ. Hứa Trường Thiện biết được việc này tâm tình càng thêm nặng nề. Hắn đã sớm đem Trịnh Bồi An xem như nửa đứa con trai, những năm này ngoại trừ cháu trai làm bạn hắn nhiều nhất chính là Trịnh Bồi An. Trịnh Bồi An lui cỗ mang ý nghĩa từ đây cùng bọn hắn Hứa nhà phân rõ giới hạn, đôi này lão nhân ra tình cảm bên trên đâu chỉ là một cái thiên đại đả kích. Vào lúc ban đêm Hứa Trường Thiện cũng không ăn cơm, một người đi trong viện ngồi thật lâu, thẳng đến ánh trăng treo lên, trong viện rải đầy ngân sương, lão gia tử vẫn không hề rời đi ý tứ. Hứa Gia An cùng Hứa Thuần Lương cô cháu hai người xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua lão gia tử bóng lưng, Hứa Gia An nhỏ giọng nói, Thuần Lương, ngươi đi khuyên nhủ Gia Gia. Hứa Thuần Lương nói, khuyên không được, hắn đối Trịnh thúc tình cảm ngươi cũng không phải không biết, Trịnh thúc về sau sẽ không thường xuyên đến. Hứa Gia An thở dài nói, cái này Trịnh Bồi An cũng thật sự là, người lớn như vậy, làm sao tình cảm bên trên còn cùng cái thanh niên, hành động theo cảm tính, hồ đồ a. Hứa Thuần Lương nói, mỗi người đều có không nghĩ ra thời điểm, ta không có cảm thấy hắn hồ đồ. Hứa Gia An nói, Thuần Lương, ngày mai ta liền về Hỗ Hải, Gia Gia còn phải ngươi quan tâm. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, có thời gian nhiều trở lại thăm một chút, Gia Gia ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn là nghĩ các ngươi thường xuyên trở về. Hứa Gia An toát ra áy náy biểu lộ, nói khẽ, ta đã biết, về sau chỉ cần một có thời gian ta liền trở lại. Quan mới đến đốt ba đống lửa, Tương Kỳ Dũng tiền nhiệm sau lập tức bắt đầu một loạt thị sát, thông qua loại phương thức này mau chóng quen thuộc dân chính công việc. Trong thành phố từ vừa mới bắt đầu liền minh xác hắn người đứng thứ hai địa vị, trước mắt tiếp nhận chính là Tống Tân Vũ đi qua công việc, dân chính bệnh viện ngay tại chủ quản phạm vi. Tương Kỳ Dũng đến dân chính bệnh viện thị sát thời điểm, tân nhiệm viện trưởng Ngô Sĩ Kỳ bồi bạn tả hữu, Tương Kỳ Dũng hỏi thăm một chút dân chính bệnh viện vấn đề tương quan, Ngô Sĩ Kỳ trả lời phi thường cẩn thận. Dù sao hắn không rõ ràng cái này vị mới tới phó cục trưởng là thái độ gì. Tương Kỳ Dũng còn chuyên môn đi Mộc Lan kiểm tra sức khỏe trung tâm hiện trường nhìn một chút, từ trùng tu cấp bậc đó có thể thấy được nhà này kiểm tra sức khỏe trung tâm tiêu chuẩn không thấp. Tương Kỳ Dũng một câu để Ngô Sĩ Kỳ sinh ra cảnh giác, hắn hỏi thăm nhà này kiểm tra sức khỏe trung tâm có phải hay không Hứa Thuần Lương dẫn vào. Ngô Sĩ Kỳ biểu thị không rõ ràng, hắn chỉ là phụ trách kết nối công việc. Lúc ấy Mộc Lan tập đoàn đầu tư dân chính bệnh viện là Vương Cục quyết định. Tương Kỳ Dũng lại hỏi tiền nhiệm viện trưởng Tần Ngọc Kiều một ít chuyện, Ngô Sĩ Kỳ biểu thị mình cũng không rõ ràng nội tình, chỉ nói là Tần Ngọc Kiều đang quản lý bên trên xuất hiện một vài vấn đề, cho cục dân chính tạo thành tổn thất, chỗ lấy tự nhận lỗi từ chức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tương Kỳ Dũng thị sát về sau, Ngô Sĩ Kỳ trước tiên tướng tình huống thông báo cho Hứa Thuần Lương. Hắn vẫn còn có chút hơi khẩn trương, không bài trừ vị này phân công quản lý lãnh đạo có khởi binh ý hỏi tội. Hứa Thuần Lương để hắn không cần khẩn trương, Mộc Lan tập đoàn đầu tư kiểm tra sức khỏe trung tâm cũng không có tổn hại dân chính bệnh viện lợi ích, đoạn thời kỳ này dân chính bệnh viện cải biến là hướng phía có lợi cho cục dân chính phương hướng, thay đổi Tần Ngọc Kiều ăn cây táo rào cây sung hành vi. Hứa Thuần Lương nhưng trong lòng ý thức được Tương Kỳ Dũng sẽ không vô duyên vô cớ lựa chọn dân chính bệnh viện làm thị sát trọng điểm. Khả năng không bao lâu hắn liền sẽ đối với chuyện này làm văn chương. Quả nhiên không ra Hứa Thuần Lương sở liệu, Tương Kỳ Dũng tại kết thúc thị sát dân chính bệnh viện ngày thứ hai liền đem Hứa Thuần Lương gọi vào phòng làm việc của hắn.
Kể từ khi biết Tương Kỳ Dũng đến cục dân chính nhậm chức, Hứa Thuần Lương liền ôm định ngươi không đáng ta ta không gây nguyên tắc của ngươi, nếu như ngươi Tương Kỳ Dũng có thể cùng bình an vô sự tốt nhất, nếu như ngươi chủ động dẫm qua giới, xúc phạm ta lợi ích, ta mẹ nó mới mặc kệ đại gia ngươi là ai, Lỗ Nam thư ký không nổi a. Rất lớn sao, ta không tin hắn to đến qua Diệp lão. Hứa Thuần Lương đối căn phòng làm việc này là hết sức quen thuộc, đi qua thuộc về Tống Tân Vũ, hiện tại chủ nhân biến thành Tương Kỳ Dũng, bên trong thể chế có cái ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc, nếu như tiền nhiệm xảy ra chuyện, người kế nhiệm rất ít tiếp tục sử dụng tiền nhiệm văn phòng, đa số người đều ngại xúi quẩy, cái này cùng cái nào đó phòng ở đi ra biến cố thành nhà có ma một cái đạo lý, bọn hắn đều lo lắng ảnh hưởng tương lai mình tiền đồ. Tương Kỳ Dũng ở phương diện này cũng không giảng cứu, chỉ là để cho người ta triệt để quét dọn một chút, liền đồ dùng trong nhà đều không đổi, giá sách bên trong bày một chút hắn nhìn thư, đều là nào đó văn tuyển, nào đó tinh thần, nào đó báo cáo loại hình, Hứa Thuần Lương cho là hắn cũng chính là chứa giả vờ giả vịt, vậy mới không tin những sách này hắn thật có thể xem tiếp đi. Nếu như nói gian phòng bên trong thay đổi lớn nhất, chính là trên tường ảnh chụp, Tương Kỳ Dũng cùng hắn thân thúc thúc, Lỗ Nam bí thư Tương Thiên Nhạc chụp ảnh chung, bối cảnh là Trường Thành, không đến Trường Thành không phải hảo hán, bất quá Tương Kỳ Dũng muốn truyền đạt khẳng định không phải ý tứ này. Hứa Thuần Lương đi vào trong văn phòng, Tương Kỳ Dũng mỉm cười hô, tiểu Hứa, ngồi. Ngữ khí thân thiết, đầy mặt tiếu dung, nhưng là vẫn làm cho người từ đáy lòng sinh ra khoảng cách cảm giác. Vô luận dựa theo tuổi tác vẫn là chức vị Tương Kỳ Dũng gọi Hứa Thuần Lương một tiếng tiểu Hứa cũng không đủ, nhưng Hứa Thuần Lương nghe chính là không thoải mái. Tương Kỳ Dũng người này tràn đầy cảm giác ưu việt, luôn cảm thấy hơn người một bậc giống như. Hứa Thuần Lương nhìn một chút văn phòng, bên trong chỉ có ba người vị ghế sofa nhưng ngồi, nhớ qua được bố cục không phải cái dạng này. Hứa Thuần Lương vẫn là ngồi xuống, đi qua Tống Tân Vũ tại thời điểm, trên cơ bản sẽ tới ghế sofa bên này bồi tiếp Hứa Thuần Lương bình khởi bình tọa, nhưng Tương Kỳ Dũng không có ý nghĩ này, hắn nhận vì lần này gặp mặt chính là lãnh đạo tiếp kiến thuộc hạ, thậm chí đều không có chào hỏi Hứa Thuần Lương uống miếng nước. Có lẽ là cân nhắc không chu toàn, có lẽ là cho rằng không cần phải vậy. Tưởng cục tìm ta có công việc gì an bài. Tương Kỳ Dũng cười nói, tiểu Hứa, ngươi không cần khẩn trương, ta tìm ngươi chính là giải một chút tình huống. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm mắng, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta khẩn trương. Ánh mắt nhìn qua trên tường ảnh chụp, tưởng cục đây là tại Trường Thành chiếu A. Tương Kỳ Dũng quay đầu nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, đúng. Người này một thoại hoa thoại. Chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra là Trường Thành A. Hứa Thuần Lương cố ý nói, bên cạnh vị đại thúc kia là ai, nhìn xem có chút quen mắt đâu. Tương Kỳ Dũng cười cười, thúc thúc ta. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, trách không được nhìn có chút quen mắt, hai người dáng dấp thật giống. Tương Kỳ Dũng đem thoại để tranh thủ thời gian kéo trở về, ta hôm qua đi một chuyến dân chính bệnh viện. Thế nào A, thân thể ngươi không thoải mái, bệnh viện phương diện ta có người quen. Hứa Thuần Lương không đợi hắn nói xong cũng ngắt lời hắn. Tương Kỳ Dũng cho là hắn tại nguyền rủa mình, lắc đầu nói, ta rất khỏe, chủ yếu là nghe nói dân chính bệnh viện ra không ít vấn đề, cho nên tìm ngươi tìm hiểu một chút tình huống. Hứa Thuần Lương nói, tưởng cục, ngươi tìm nhầm người đi, ta hiện đang phụ trách văn phòng công việc, kiêm quản chính là xã cứu khoa, dân chính bệnh viện cũng không tại chức quyền của ta phạm vi bên trong, nếu không ngươi tìm Ngô Sĩ Kỳ. Nhưng Mộc Lan tập đoàn là ngươi giới thiệu qua đi à? Tương Kỳ Dũng nói thẳng. Hứa Thuần Lương không có phủ nhận, cười nói, ta dù sao cũng là cục dân chính một viên, nhìn thấy dân chính bệnh viện nhàn rỗi nhiều như vậy địa phương, cảm thấy đây cũng là đối quốc hữu tài nguyên một loại lãng phí, cho nên ta thì giúp một tay liên hệ một chút, cái này cũng không có gì, đều là ta phải làm. Tương Kỳ Dũng ý vị thâm trường nhìn qua Hứa Thuần Lương, tiểu tử ngươi có xấu hổ hay không? Thật sự cho rằng ta đem ngươi gọi tới là vì khích lệ ngươi. Thật coi ta dễ lừa gạt như vậy. Tương Kỳ Dũng nói, gần nhất ta nghe nói một chút truyền ngôn, nói ngươi cùng Mộc Lan tập đoàn tổng giám đốc Hạ Hầu Mộc Lan quan hệ không phải bình thường a. Ngươi đem Mộc Lan tập đoàn dẫn vào dân chính bệnh viện liền không sợ người nói xấu. Hứa Thuần Lương nói, thanh giả tự thanh, chúng ta cũng không thể bởi vì sợ người khác nói nhàn thoại liền không làm việc ngươi nói đúng hay không. Chỉ cần đối cục bên trong có chỗ tốt. Đối quốc gia có chỗ tốt, liền xem như thụ chút ủy khuất ta cũng nhận. Tương Kỳ Dũng đối Hứa Thuần Lương ăn nói khéo léo không muốn mặt lại có sâu một tầng nhận biết, ha ha cười một tiếng nói, tiểu Hứa, ta còn thực sự nhìn không ra ngươi giác ngộ cao như vậy. Hứa Thuần Lương nói, ta cảm thấy ngộ, chủ yếu là người chung quanh giúp đỡ.
Tương Kỳ Dũng trong nội tâm xông lên một đóa ngọn lửa, người này rõ ràng ở trong tối đâm đâm nói mình giác ngộ thấp. Tương Kỳ Dũng bưng lên giữ ấm chén nhấp một ngụm trà, người cùng Trường Thiện Giang ruột bệnh viện là quan hệ như thế nào? Hứa Thuần Lương nói, Tưởng cục, người có phải hay không có cái gì nan ngôn tri ẩn a? Tương Kỳ Dũng nụ cười trên mặt dần dần thu liếm, ta không sao, người không muốn cùng ta kéo đông kéo tây, hảo hảo trả lời vấn đề của ta. Hứa Thuần Lương cười nói, đừng không có ý tứ a, giống chúng ta loại này trường kỳ ngồi người của phòng làm việc, dễ dàng đến phương diện này mau bệnh. Ta nhìn ngươi sắc mặt xanh trắng, khóe mắt xích hồng, khí tức thô trọng, hẳn là tạng phủ âm dương mất cân đối, khí huyết không đủ, nóng ướt nội sinh, hạ xu thế đại tràng, trường kỳ ngồi lâu dẫn đến huyết mạch không được, gân mạch hoành giải mà thành trĩ. Tương Kỳ Dũng bị Hứa Thuần Lương một trận chuyên nghiệp chuyển vận làm cho có chút tức giận, nhưng lại không thể nào phát tác, chủ yếu là thật sự là hắn có phương diện này mau bệnh, không tính nghiêm trọng, cũng chính là ngẫu nhiên uống rượu thức đêm thời điểm phát tác, đi bệnh viện nhìn qua. Bệnh viện nói không cần khai đao, bảo thủ trị liệu là được, hai ngày trước đi Nam Giang chiêu thương thời điểm cũng phát tác qua, lâm thời mua một hộp mã ứng long liền hóa giải. Tương Kỳ Dũng hiện tại mỗi ngày kiên trì làm sách giang động tác, nghe nói có thể trì hoãn bệnh tình phát triển, bởi vì cho tới phương diện này vấn đề, hắn vô ý thức vụng trộm làm mấy lần, dù sao người khác không nhìn thấy, một bên làm một bên cạnh hướng Hứa Thuần Lương nói, ngươi chớ cùng ta tránh nặng tìm nhẹ, Trường Thiện bệnh viện có phải hay không các ngươi nhà mở. Hứa Thuần Lương lại nói, ngươi chỉ riêng làm sách giang động tác vô dụng. Tương Kỳ Dũng nâng lên một nửa cứng lại ở đó, người này không phải là mắt nhìn xuyên tường. Ta mẹ nó vụng trộm sách giang ngươi cũng có thể nhìn thấy. Không có khả năng a. Kỳ thật đối Hứa Thuần Lương loại cao thủ này tới nói, Tương Kỳ Dũng tứ chi động tác tinh tế căn bản chạy không khỏi pháp nhãn của hắn, rút dây động dừng, Tương Kỳ Dũng làm sách giang động tác thời điểm, thân thể cái khác cơ bắp bầy cũng tại cân đối vận hành. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta Hứa ra có độc nhất vô nhị bí phương, lấy kỹ thuật nhập cổ phần phương thức gia nhập Trường Thiện bệnh viện, hết thảy thủ tục đều là hợp lý hợp pháp, ta không có tham dự. Tương Kỳ Dũng nói, đó chính là nói ngươi cũng có cổ phần. Hứa Thuần Lương nói, chữa bệnh đến sớm làm, ngươi còn trẻ đừng không coi thành chuyện gì to tát, hiện tại ngươi cả ngày dựa bàn công việc, bình thường rượu trận lại nhiều, còn thường xuyên thức đêm, rất dễ dàng tăng thêm, đến lúc đó ngươi lại trị liệu liền muộn. Tương Kỳ Dũng thật sự là dở khóc dở cười, vừa đem thoại đề đạo nhập chính đề, hắn lại cho túi trở về, Tương Kỳ Dũng nói, người ban sơ có phải hay không giới thiệu Trường Thiện bệnh viện cùng dân chính bệnh viện hợp tác. Hứa Thuần Lương lắc đầu, không có, ta toàn bộ hành trình không có tham dự qua. Tương Kỳ Dũng nói, Mộc Lan tập đoàn hiện đang gầy dựng kiểm tra sức khỏe trung tâm kỳ thật chính là dùng Trường Thiện bệnh viện nhân viên y tế. Hứa Thuần Lương cười nói, người ta đưa tiền, thích dùng ai liền dùng ai. Chỉ cần bọn hắn dựa theo hợp đồng làm việc, không tổn hại cục dân chính lợi ích, chúng ta quản nhiều như vậy làm gì? Hứa Thuần Lương, người rất có thể quấn A, hiện tại có không ít người phản ứng ngươi ở trong đó có chỗ tốt. Hứa Thuần Lương nói, muốn nói xong chỗ cũng có, ta giải quyết dân chính bệnh viện phòng bệnh để đó không dùng vấn đề, là cục dân chính sáng tạo ra một bút không nhỏ thu nhập, cục dân chính rơi xuống chỗ tốt, cá nhân ta cũng liền rơi xuống tốt chỗ. Tương Kỳ Dũng nói, mới nhà tang lễ bên kia đơn vị thi công cũng là người giới thiệu a. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này ngươi phải hỏi Vương Cục, là hắn để cho ta đi liên hệ cùng giới thiệu cũng không đồng dạng, người mới đến khả năng đối tình huống không hiểu rõ lắm, nếu như đỉnh lập kiến thiết không tiếp nhận, mới tấn nghi quán công trình liền không thể đúng thời hạn hoàn thành, đây chính là thị trọng điểm công trình, quan hệ đến dân sinh đại kế, vạn nhất không thể định kỳ bàn giao công trình, các cấp lãnh đạo khẳng định phải truy trách. Đến lúc đó ra xét đánh khẳng định là phân công quản lý lãnh đạo. Tống Tân Vũ đã thua tiền, hẳn là không tới phiên hắn. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua Tương Kỳ Dũng, trong lòng tự nhủ, tiểu tử, liền ngươi cái này hạnh kiểm còn mẹ nó muốn theo ta đấu, kia loại chuyện này đến chất vấn ta. Ngươi nhà không sợ rời lên tảng đá đập chân của mình. Tương Kỳ Dũng nói, tiểu hứa, tại thể chế bên trong công việc phải hiểu được tránh hiểm nghi. Hứa Thuần Lương nói, không phải còn có câu nói gọi nâng hiền không tránh thân sao? Tương Kỳ Dũng nói, người đem Mộc Lan tập đoàn cùng đỉnh lập kiến thiết cùng cục dân chính hợp tác quá trình viết phần kỹ càng báo cáo nhanh cho ta, làm phân công quản lý bộ môn lãnh đạo, ta có tất phải hiểu rõ, muốn bảo đảm trong đó không có có vấn đề gì. Hứa Thuần Lương cười nói, tưởng cục là lo lắng ta tổn hại công mập tư trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Tương Kỳ Dũng nói, đem sự tình làm rõ ràng, sáng tỏ hóa công khai hóa. Cũng là đối người bảo vệ tốt nhất,
ngươi không cần xuyên tạc thiện ý của ta. Hứa Thuần Lương ngay trước Tương Kỳ Dũng bột móc ra điện thoại, trước cho Đinh Tứ gọi điện thoại, Đinh Tổng, ngày mai bắt đầu toàn diện đình công, lúc nào làm trở lại, chờ chúng ta tưởng cục đồng ý lại nói. Dân chính bệnh viện kiểm tra sức khỏe trung tâm cũng là Đinh Tứ phụ trách cải tạo trùng tu, Hứa Thuần Lương không cần đánh cái thứ hai điện thoại. Qua một hồi lâu, Tương Kỳ Dũng mới nhẹ gật đầu, thái độ của ngươi rất không phối hợp. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, tưởng cục, ta đã rất phối hợp, ngươi hẳn là không gặp qua ta không bạn mặt tốt, bất quá không quan hệ, nếu như ngươi thực tình muốn gặp, tại tương lai không lâu ta nguyện ý phơi bày một ít. Tương Kỳ Dũng đương nhiên có thể nghe ra hắn trong lời nói uy hiếp ý tứ, nhìn qua cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, Tương Kỳ Dũng nói, cục dân chính không phải ai nhà đất phần trăm, cũng không phải hành động theo cảm tính địa phương, bên trên cấp lãnh đạo phái ta đến chủ trì công việc. Ta liền muốn đối lãnh đạo phụ trách, đối cục dân chính phụ trách. Hứa Thuần Lương đứng lên nói, Tương cục, lúc nào khởi công ngươi cho ta biết. Đi ra Kỳ Dũng văn phòng, Hứa Thuần Lương lắc đầu, cái này Tương Kỳ Dũng cây đuốc thứ nhất liền đốt hướng về phía mình. Trước đây không lâu tại Nam Giang, Uông Kiến Minh còn chuyên môn tìm mình nói chuyện một lần, dụng ý phi thường minh hiển, chính là không muốn mình cùng Tương Kỳ Dũng đối nghịch. Hứa Thuần Lương nguyên bản cũng ôm nước giếng không phạm nước sông ý nghĩ. Nhưng Tương Kỳ Dũng không cho là như vậy a, đã ngươi chủ động dẫm đến đây, ta khẳng định không thể nhẫn nhục chịu đựng. Dương Hồng Căn lần này tới Đông Châu chuyên môn kéo một chút Nguy Sơn Hồ đặc sản cho Hứa Thuần Lương đưa tới. Hứa Thuần Lương để hắn đưa về đến trong nhà, lại trước cửa nhà mời Dương Hồng Căn ăn bữa cơm. Dương Hồng Căn hơi có chút thụ sủng nhược kinh, Hứa Thuần Lương mời hắn ăn cơm không chỉ là vì cảm tạ, cũng có dụng ý của hắn. Theo Hứa Thuần Lương biết, Dương Hồng Căn cùng Tương Thiên Nhạc có chút giao tình. Đây cũng là Tương Kỳ Dũng nhậm chức cổ tuyển trấn thời điểm cho hắn hỗ trợ nguyên nhân. Vài chén rượu hạ đỗ, Dương Hồng Căn ăn ngay nói thật, Tương Thiên Nhạc từng tại Nguy Sơn huyện làm qua, cũng là tại thời điểm này bọn hắn quen biết, bất quá trước khác nay khác, bây giờ người ta là Lỗ Nam bí thư, mình cùng người ta đã sớm không tại một cái phương diện bên trên, bất quá Tương Thiên Nhạc người này nhớ tình cũ, Tương Kỳ Dũng đến cổ tuyển trấn nhậm chức thời điểm, còn chuyên môn ủy thác hắn đến nhà bái phỏng chính mình. Dương Hồng Căn đối Tương Kỳ Dũng đánh giá là trẻ tuổi nóng tính, dựa vào lấy gia đình bối cảnh đối với người nào đều không thèm chịu nể mặt mũi, không qua người ta cuồng có cuồng lý do. Kỳ thật Dương Hồng Căn lần này tới cũng cho Tương Kỳ Dũng chuẩn bị lễ vật, nhưng tiếc Tương Kỳ Dũng liền điện thoại của hắn đều không tiếp, tặng lễ sự tình tự nhiên không thể nào nói tới. Dương Hồng Căn mặc dù không có trải qua đại học, thế nhưng là lịch duyệt xã hội cực kỳ phong phú, từ khi biết được Tương Kỳ Dũng đi cục dân chính. Liền dữ liệu được Hứa Thuần Lương cùng Tương Kỳ Dũng ở giữa sớm muộn cũng sẽ bộc phát một trận xung đột, hai cái này tuổi nhỏ người đều là cực kỳ siêu quần bạt tụy, con trai bảo bối của hắn Dương Tiến Tài sách giày cho người ta cũng không xứng. Bất quá ưu tú người chưa hẳn có thể ở chung hòa hợp, dựa theo lệ cũ đều là một núi không thể chứa hai hổ. Dương Hồng Căn đương nhiên có thể phát giác được Hứa Thuần Lương ý tứ, Hứa Thuần Lương muốn thông qua hắn hiểu rõ hơn Kỳ Dũng, tốt nhất có thể bắt lấy Tương Kỳ Dũng nhược điểm. Dương Hồng Căn mặc dù nói không ít, nhưng là tin tức hữu dụng cũng không nhiều, kỳ thật giống Tương Kỳ Dũng loại người này, đến cổ tuyển trấn chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, người ta nhất định là phải lớn bước đi lên phía trước. Dương Hồng Căn đáy lòng thái độ là hai bên đều không đứng đội, đồng thời lại có chút nhỏ chờ mong, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Hứa Thuần Lương cùng Tương Kỳ Dũng ai có thể đấu qua được ai. Có một chút hắn đã xác nhận, Hứa Thuần Lương tuyệt đối là gà trống bên trong chiến đấu gà. Mặc kệ đối thủ là ai hắn cũng dám chính diện khiêu chiến, dù sao lấy hắn tại cùng Hứa Thuần Lương trong lúc giao thủ thua trận, Khang Kiện tập đoàn Địch Bình Thanh cũng không có chiếm được tiện nghi. Đông Châu Tà, Dương Hồng Căn đi toilet thời điểm, thế mà gặp Địch Bình Thanh, hai người bởi vì Dương Sơn Nghĩa Địa Công Cộng hợp tác sinh non sự tình huyên náo có chút không thoải mái. Địch Bình Thanh yêu cầu Dương Hồng Căn một phương đối với hắn tổn hại mất làm ra bồi thường, Dương Hồng Căn cũng không phải loại lương thiện. Đầu tư đến Dương Sơn thôn tiền không dễ dàng như vậy lấy về, huống chi hắn tại trong chuyện này cũng không có được cái gì lợi ích. Hai người đối diện gặp gỡ, mặc dù không gọi được cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, lẫn nhau trên mặt cũng không có gì tiếu dung. Địch Bình Thanh nói, đây không phải Dương bí thư chi bộ sao? Hôm nay làm sao có rảnh đến Đông Châu rồi? Dương Hồng Căn nói, ta hộ khẩu chính là Đông Châu. Địch Bình Thanh nói, mình tới. À! Hứa chủ nhiệm mời ta ăn cơm, Dương Hồng Căn có chủ tâm cố ý để hắn khó chịu. Địch Bình Thanh nhẹ gật đầu, lão già này lập trường chuyển đổi khá nhanh, Dương Sơn Nghĩa Địa Công Cộng sự tình bên trên cắm lớn như vậy một té ngã, thế mà không có ghi hận Hứa Thuần Lương,
còn cùng hắn làm đến cùng một chỗ, Địch Bình Thanh mỉa mai nói, vẫn là Dương bí thư chi bộ am hiểu nắm chắc thế cục. Dương Hồng Căn nói, ta một cái nhỏ lão bách tính có thể xem hiểu cái gì thế cục. Người ta mời ta một thước, ta liền kính người ta một trượng, dù sao cũng so nhiệt tình mà bị hờ hững mạnh ngươi nói đúng không? Thông qua Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự tình, hắn tính thấy rõ Địch Bình Thanh sắc mặt, người này căn bản không thể cùng chung hoạn nạn, mình gặp được phiền phức thời điểm, Địch Bình Thanh căn bản liền thấy chết không cứu. Địch Bình Thanh nói, ta hai ngày trước để trợ lý đi tìm ngươi nói sự tình suy tính được thế nào? Dương Hồng Căn cười nói, cân nhắc cái gì a? Tất cả mọi người hao tổn, lúc trước chúng ta nhưng đã nói xong, phong hiểm chung gánh lợi ích cùng hưởng, Địch Tổng làm như thế làm ăn lớn, Tổng không lại bởi vì chút tiền lẻ như vậy cùng ta so đo a. Địch Bình Thanh cũng nở nụ cười, nói thì nói như thế, nhưng Lý Nhi không phải cái này Lý Nhi, Dương bí thư chi bộ hẳn là một cái người hiểu chuyện, không muốn bởi vì như vậy chút ít sự tình ảnh hưởng đến các ngươi gia tộc xí nghiệp tương lai phát dương. Dương Hồng Căn cười ha ha nói, gia tộc ngược lại là có, toàn thôn trên dưới hơn 2.000 lỗ hổng người, tính cả heo chó dê bò, kia qua được vạn, ta những cái kia xưởng nhỏ liền không gọi được cái gì xí nghiệp, cùng người Địch Tổng không thể so sánh, người là mang giày, ta là chân trần vĩnh viễn đuổi không lên các ngươi mang giày. Địch Bình Thanh nghe được có chút buồn bực, Dương Hồng Căn người này ngay tại chỗ là một phương bá chủ, hắn căn bản không sợ mình uy hiếp, câu nói này rõ ràng tại nói với mình, chân trần không sợ mang giày, người muốn chiến. Ta liền bồi ngươi chiến, chúng ta toàn thôn trên dưới mấy ngàn ngụm tử người, người muốn từ ta Dương Sơn thôn đem tiền lấy đi môn đều không có. Địch Bình Thanh không muốn lại cùng cái này địa đầu xà nói nhảm, đối với loại người này chỉ có thể cách dùng luật dạy hắn làm người. Lúc này một vị phong thái hiểu điệu trung niên Mỹ phụ đi tới, nàng là Tần Ngọc Kiều. Tần Ngọc Kiều trực tiếp đi hướng Địch Bình Thanh, đối một bộ lão nông bộ dáng Dương Hồng Căn căn bản đều không có nhìn lên một cái, lão Địch. Tại sao lâu như thế a? Lý tiên sinh bọn hắn đều đang đợi. Địch Bình Thanh hướng Dương Hồng Căn nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Dương Hồng Căn đưa mắt nhìn Địch Bình Thanh đi vào bình hồ sảnh, lắc đầu quay trở về phòng nhỏ. Sau khi trở về đêm vừa mới gặp được Địch Bình Thanh sự tình cùng Hứa Thuần Lương nói, Hứa Thuần Lương nghe xong lập tức hứng thú, nhất là nghe được Tần Ngọc Kiều cũng tại. Tần Ngọc Kiều không có đem Dương Hồng Căn để vào mắt, nhưng là Dương Hồng Căn nhận biết nàng. Cùng cục dân chính đã từng quen biết người người nào không biết dân chính một cành hoa a. Hứa Thuần Lương quyết định đi qua lên tiếng kêu gọi, hắn đối Địch Bình Thanh cùng nhau người sinh ra một chút hứng thú. Hứa Thuần Lương đến thăm phi thường mạo muội, cũng vượt quá Địch Bình Thanh ngoài ý liệu, bởi vì hắn cảm thấy Hứa Thuần Lương coi như biết mình ở chỗ này cũng hẳn là lựa chọn né tránh, không nghĩ tới thế mà chủ động bưng rượu tìm tới cửa. Hứa Thuần Lương vừa xuất hiện, bên trong căn phòng bầu không khí lập tức trở nên có chút xấu hổ. Đầu tiên lúng túng là Tần Ngọc Kiều, nàng chuyện xấu Hứa Thuần Lương biết, nhược điểm bị người nắm ở trong tay chột dạ a. Sau đó lúng túng là bị Yến Thỉnh chủ khách nhạc tinh tập đoàn chấp tổng giám đốc hành Lý Sương Hách, càng thêm lúng túng là Lý Sương Hách nhi tử Lý Huyền Bân, con hàng này tại Đông Châu Viện Bảo tàng bị Hứa Thuần Lương trước mặt mọi người đánh qua. Còn có một cái lúng túng người là Đông Châu Cục Vệ Sinh Cục trưởng Hồ Chính Kim, ăn cơm khách bị người quen bắt lại cái hiện hình. Hứa Thuần Lương ý thức được mình lần này đến đáng giá, hắn đầu tiên liên tưởng đến chính là Bình Thanh đầu tư bệnh truyền nhiễm viện mới viện 50 ức, trong âm thầm đã sớm cùng Hạ Hầu Mộc Lan phân tích qua, Địch Bình Thanh mặc dù có tiền, nhưng là thực lực của hắn còn chống đỡ không nổi lớn như vậy đầu tư, phía sau khẳng định còn có cái khác bỏ vốn người, hiện tại cuối cùng có chút manh mối, Địch Bình Thanh phía sau màn người hợp tác hẳn là Nhạc Tinh tập đoàn. Lý Huyền Bân nhìn thấy Hứa Thuần Lương sát na, trong ánh mắt bắn ra xấu hổ giận dữ đan xen ánh mắt. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở nói, ta nghe nói Địch Tổng cùng Tần viện tại, cho nên tới lên tiếng kêu gọi, không nghĩ tới đều là người quen a. Địch Bình Thanh mặt không đổi sắc nói, Hứa chủ nhiệm khách khí, mau mời ngồi. Hứa Thuần Lương nói, không ngồi, kính mọi người một chén rượu liền trở về. Hắn cầm từ bản thân phân đồ uống rượu, không được, ta còn là từng cái kính, không phải có sai lầm lễ tiết. Địch Tổng, người nói có đúng hay không? Địch Bình Thanh nói, vẫn là mọi người cùng nhau đi. Hắn bất đắc dĩ đứng dậy, người này muốn từng cái kính xuống dưới, còn không biết muốn chậm trễ bao lâu thời gian, đây không phải mời rượu, căn bản chính là quấy cục. Hứa Thuần Lương nói, vậy cũng không được, Lý Tổng tại, ta cùng Lý Tổng cũng đã từng quen biết, có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất, chúng ta người Trung Quốc coi trọng nhất chính là lễ tiết, bằng hữu tới có rượu ngon, xài lang đến. Ha ha, Lý Tổng khẳng định là bằng hữu.
Hứa Thuần Lương đi vào Lý Sương Hách trước mặt, nâng chén mời rượu. Lý Huyền Bân dẫn đầu nói, cha ta không uống rượu. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua Lý Sương Hách, vậy liền lấy trà thay rượu, ta không ngại a. Lý Huyền Bân còn muốn nói chuyện, bị Lý Sương Hách ngăn lại, Lý Sương Hách nâng chung trà lên đứng dậy, Hứa tiên sinh khách khí. Bọn hắn đụng đụng chén, Hứa Thuần Lương uống một hơi cạn sạch. Lý Sương Hách lướt qua liền thôi, Hứa Thuần Lương cũng không có làm khó hắn, ánh mắt nhìn về phía Lý Huyền Bân, Lý Huyền Bân bưng chén rượu lên, nghĩ thầm, ta há sợ ngươi sao? Hứa Thuần Lương lại nói, ngươi là vãn bối, chúng ta người Trung Quốc là giảng quy củ. Vòng qua Lý Huyền Bân đi vào Tần Ngọc Kiều trước mặt, Tần Việt, nghe nói ngươi đi khỏe mạnh, nhìn thấy ngươi có tốt như vậy phát triển, thật sự là vì ngươi cao hứng a. Tần Ngọc Kiều đối Hứa Thuần Lương hận đến nghiến răng, người này hiện tại nói cái gì ngồi châm chọc, nếu như không phải hắn, mình bây giờ còn êm đẹp ngay trước dân chính bệnh viện viện trưởng, nàng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, tiểu Hứa, ta cũng không uống rượu. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không uống rượu, chẳng lẽ tin tức của ta có sai, ta nhưng nghe nói Tần viện trưởng tửu lượng rất tốt đâu. Địch Bình Thanh nói, như vậy đi, ta thay nàng uống. Hứa Thuần Lương nói, Địch Tổng thật sự là trọng tình trọng nghĩa. Địch Bình Thanh quyết định mau chóng kết thúc người này làm dối, bưng lên trước mặt phân đồ uống rượu, Hứa chủ nhiệm, ta hy vọng chúng ta không thể tổng nhìn chằm chằm đi qua, phải dùng phát triển ánh mắt nhìn về phía trước, người nói có đúng hay không. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Địch Tổng là có đại trí tuệ người, câu nói này khiến người tỉnh ngộ. Hắn ngửa đầu tướng rượu trong bầu uống một hơi cạn sạch, cười nói, ta sẽ không quấy rầy các vị nhã hứng, tin tưởng chúng ta về sau còn có cơ hội gặp mặt. Hứa Thuần Lương mặc dù đi, nhưng Địch Bình Thanh bên này bầu không khí đã hoàn toàn để hắn làm hỏng, Lý Huyền Bân tức đến xanh mét cả mặt mày, Hứa Thuần Lương không có cùng hắn uống rượu, còn nói hắn là vãn bối, thật sự là thù cũ chưa báo lại thêm mới hận. Địch Bình Thanh trận này tiệc tối bởi vì Hứa Thuần Lương làm rối tan rã trong không vui, trở về thời điểm, Địch Bình Thanh nửa đường xuống xe, để lái xe tướng Tần Ngọc Kiều trước đưa trở về. Mùa thu ý dần dần dày, ban đêm lên gió, lá rụng bay khắp nơi múa, Địch Bình Thanh thói quen dựng thẳng lên cổ áo, đi hướng Châu Sơn Thiền Viện. Trúc Châu Sơn Thiền Viện là một tòa mới xây Phật tự, bình thường hương hỏa liền không thế nào vượng, đến ban đêm càng là trước cửa vắng vẻ, nặc lớn thiền viện trống trải không người. Địch Bình Thanh đi vào trước sơn môn, gõ vang vòng cửa, qua một hồi lâu, mới có người qua tới mở thiên môn. Mở cửa là một vị trung niên tăng nhân, nhìn thấy Bình Thanh lập tức cung kính hợp thành chữ thập, Địch Bình Thanh đi qua cho nơi này quyên không ít tiền. Địch Bình Thanh nói, đại sư ở đây sao? Trung niên tăng nhân cung kính nói, địch thí chủ xin mời đi theo ta. Địch Bình Thanh đi theo trung niên tăng nhân tiến về tăng xá khu, hắn phi thường rõ ràng bố cục của nơi này. Trước mắt nơi này tổng cộng cũng chỉ có 5 tên tăng nhân, trong đó một tên vẫn là qua đến giúp đỡ. Trung niên tăng người tới đèn sáng thiền phòng trước gõ cửa một cái, nghe được đáp lại sau hướng Bình Thanh hợp thành chữ thập cáo lui. Địch Bình Thanh đẩy cửa ra đi vào, bên trong một vị lão giả cùng một vị lão tăng tương đối ngồi xếp bằng. Lão tăng chính là ở kinh thành vì cho chất nhi Nghiêm Hồng báo thù hướng Hạ Hầu Tôn xuất thủ, phản mà bị phế rơi võ công Viên Dung, lão giả kia là Bì Môn bốn đại trưởng lão một trong Mạnh Hoài Nghĩa. Lúc ấy Mạnh Hoài Nghĩa vì nghĩ cách cứu viện môn chủ đối Viên Dung xuất thủ, tại chỗ tướng Viên Dung đánh cho thổ huyết, tất cả mọi người cho rằng là Mạnh Hoài Nghĩa phế bỏ Viên Dung võ công, nhưng chân chính nội tình chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng, Mạnh Hoài Nghĩa xuất thủ liền năm thành lực đều không có, tại hắn đánh trúng Viên Dung trước đó, Viên Dung đã bị Hạ Hầu Tôn trọng thương, cho nên khoản nợ này thật không tính được tới trên đầu của hắn, bằng không bọn hắn cũng không có khả năng ngồi cùng một chỗ. Địch Bình Thanh đến cũng không gây nên Viên Dung bất kỳ phản ứng nào, Mạnh Hoài Nghĩa cười nói, ta còn tưởng rằng Địch Tổng không hội kiến chúng ta những này nghèo bằng hữu đâu. Địch Bình Thanh nói, Mạnh trưởng lão chỉ giáo cho, hẳn là tiểu đệ có chỗ tiếp đón không được chu đáo. Mạnh Hoài Nghĩa nói, Địch Tổng sinh ý bận rộn, một ngày trăm công ngàn việc, trong lúc cấp bách có thể tới gặp thấy chúng ta đã là đáng quý, chúng ta sao lại có bị lãnh đạm chi cảm. Địch Bình Thanh hiểu rõ vô cùng Mạnh Hoài Nghĩa lão gia hỏa này tính nết, hắn vẫn cho rằng mình tại bốn đại trưởng lão bên trong tư lịch già nhất, nhưng hiện thực lại là, hắn tại bốn đại trưởng lão bên trong lẫn vào kém cỏi nhất, không nói mình cùng Hoàng Vọng Lân, coi như cha Hữu Lương cũng mạnh hơn hắn được nhiều. Mạnh Hoài Nghĩa trách không được người khác, hiện tại thời đại thay đổi, ai còn làm những cái kia hạ lưu nghề, cũng chỉ có nghề chính của hắn vẫn là thu mua quá thời hạn dược phẩm, chế tạo thuốc giả, cả ngày tại luật pháp biên giới điên cuồng thăm dò.
Nếu như không phải trước mắt Mạnh Hoài Nghĩa có giá trị lợi dụng, Địch Bình Thanh là khinh thường cùng loại người này làm bạn, Viên Dung cũng giống như vậy, đều đã theo không kịp đương kim thời đại thủy triều lưu, chẳng mấy chốc sẽ bị triệt để đào thải. Bất quá tại Bì Môn nội bộ hai người này còn ủng có lực ảnh hưởng nhất định, Địch Bình Thanh còn cần làm chút mặt ngoài công phu, cùng bọn hắn đạt thành liên minh. Một mực không nói gì, Viên Dung thở dài nói, Địch trưởng lão cũng có chỗ khó xử của mình, Mạnh trưởng lão liền không cần là cưỡng cầu. Địch Bình Thanh vây quanh Tiểu Phương bàn khoanh chân ngồi xuống, Viên Dung rót cho hắn chén trà, tự nhiên ngửi thấy trên người hắn mùi rượu. Địch Bình Thanh nói, đại sư thân thể khá hơn chút nào không? Viên Dung nói, nhận được địch trưởng lão chiếu cố, bần tăng thân thể mặc dù phục hồi như cũ, nhưng đã trở thành một người phế nhân. Mạnh Hoài Nghĩa nói, còn không phải Hạ Hầu Tôn tâm ngoan thủ lạt, ngươi cùng hắn nhiều năm như vậy huynh đệ, hắn vậy mà một điểm tình cảm đều không nói. Viên Dung chán nản nói, liền đã cứu tính mạng hắn Vũ Viên Nghĩa còn không phải như vậy bị hắn thanh lý môn hộ. Đáng thương ta đứa cháu kia sống không thấy người chết không thấy xác. Mạnh Hoài Nghĩa nói, Hạ Hầu Tôn làm điều ngang ngược, không để ý bị môn lợi ích, vì bản thân chi tư, không tiếc giết hại huynh đệ, chúng ta há có thể ngồi yên không lý đến. Hắn nói xong đưa ánh mắt về phía Địch Bình Thanh, Địch trưởng lão, người nói chúng ta phải nên làm như thế nào. Địch Bình Thanh nói, hắn hiện tại một lòng nghĩ đem môn chủ chi vị truyền cho nữ nhi của hắn, nếu là Hạ Hầu Mộc Lan thông qua được bì môn 6 kỹ khảo hạch, chúng ta cũng không nói cho tốt, chỉ có thể phụng nàng làm chủ. Mạnh Hoài Nghĩa lạnh hừ một tiếng nói, bì môn 6 kỹ há lại dễ dàng như vậy nắm giữ, người cũng không tránh khỏi quá đề cao Hạ Hầu Mộc Lan. Địch Bình Thanh nói, mọi thứ đều có ngoại lệ, nếu như Hạ Hầu Tôn cho rằng không có khả năng, liền sẽ không tiếp nhận khảo hạch điều kiện. Viên Dung gật đầu nói, không tệ. Hạ Hầu Tôn rất ít làm chuyện không có nắm chắc. Mạnh Hoài Nghĩa nói, kia có thế nào, chúng ta đã cho Hạ Hầu Mộc Lan xiết một đạo kim cô chú, ta cũng không tin nàng có thể chung thân không gả. Địch Bình Thanh nói, cái kia đạo kim cô chú chẳng qua là cái hình thức thôi, một khi Hạ Hầu Mộc Lan trở thành môn chủ, nàng tự nhiên có thể đem chi vứt bỏ. Viên Dung nói, bì môn nếu là rơi vào một nữ tử chi thủ chẳng phải là luân vì người khác trò cười. Mạnh Hoài Nghĩa nói, cũng không thể nói như vậy. Lan Hoa Môn không giống rơi trong tay nữ nhân. Địch Bình Thanh có chút không vui nhíu mày, hắn đối Mạnh Hoài Nghĩa người này còn ôm ngắm nhìn thái độ, Mạnh Hoài Nghĩa là một đầu lão hồ ly, kỳ thật hắn đối người nào làm môn chủ cũng không đáng kể, chân chính quan tâm là tự thân lợi ích, ngược lại là Viên Dung đối Hạ Hầu Mộc Lan phản đối càng kiên quyết một chút, Viên Dung chất nhi Nghiêm Hồng nên là chết tại Hạ Hầu Tôn trong tay, đừng nhìn Viên Dung đã xuất ra, nhưng là hắn tướng Nghiêm Hồng nhìn thành con trai, món nợ này hắn tất nhiên là đòi lại. Địch Bình Thanh nói, ta vốn muốn tìm môn chủ hảo hảo nói chuyện, nhưng hắn hiện tại thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, từ khi kinh thành hiện thân về sau, cùng ngoại giới lại đoạn mất liên lạc. Mạnh Hoài Nghĩa cười lạnh nói, hắn người môn chủ này nên được thật sự là tự tại, mấy năm này bởi vì bế quan dứt khoát tướng môn bên trong sự vụ giao cho hắn khuê nữ, căn bản không có kết thúc môn chủ trách nhiệm, nếu như hắn lần trước không ở kinh thành hiện thân, ta còn tưởng rằng hắn đã chết. Viên Dung nói, kỳ thật bì môn sớm đã là nữ nhi của hắn đang quản. Địch Bình Thanh nói, nếu như rơi vào Hạ Hầu Mộc Lan trong tay coi như bỏ qua, chỉ ít nàng là môn chủ về sau, nhưng có người chúng ta không thể không phòng. Mạnh Hoài Nghĩa thấp giọng nói, Hứa Thuần Lương. Địch Bình Thanh gật đầu nói, căn cứ ta nắm giữ tình huống, họ Hứa tiểu tử cùng Hạ Hầu Mộc Lan quan hệ cực kỳ mật thiết, bọn hắn không những ở sự nghiệp bên trên hai bên cùng ủng hộ, tự mình còn có thể là tình nhân quan hệ. Mạnh Hoài Nghĩa không có hảo ý cười nói không chừng đã sớm xài qua rồi giường, mẹ nó, môn chủ làm tiện nghi cha vợ cũng không biết sao. Còn lại hai người đều không có cười, Viên Dung nói, theo ta được biết, cháu của ta mất tích một chuyện cũng cùng Hứa Thuần Lương có quan hệ. Địch Bình Thanh nói không chừng hại chết người chất nhi kẻ cầm đầu chính là người này. Viên Dung song quyền nắm chặt tựa hồ nhận đồng Địch Bình Thanh thuyết pháp. Mạnh Hoài Nghĩa nói, kia họ Hứa tiểu tử tuổi còn trẻ, chẳng lẽ sẽ có lá gan lớn như vậy? Không thể nào, hắn là thể chế bên trong người. Địch Bình Thanh ha ha cười nói, thể chế bên trong người, người quên tước môn, bọn hắn làm việc thủ đoạn so với ngũ độc giáo chi tàn nhẫn chỉ có hơn chứ không kém. Viên Dung nghiến răng nghiến lợi nói, không tệ, còn nhiều, rất nhiều ra vẻ đạo mạo mặt người giả thú hạng người. Địch Bình Thanh nói, Hạ Hầu Mộc Lan nếu như thuận lợi trở thành môn chủ liền mang ý nghĩa chúng ta toàn bộ bì môn ngày sau sẽ rơi vào Hứa Thuần Lương trong tay. Mạnh Hoài Nghĩa nói, dựa vào cái gì?
hắn có tài đức gì trưởng khống bỉ môn? Hạ hầu Mộc Lan tinh minh như vậy, nữ nhân hẳn là không hồ đồ như vậy đi. Địch Bình Thanh nói, nữ nhân một khi động tình, làm việc liền không thể theo lẽ thường mà nói. Mạnh Hoài Nghĩa nói, địch trưởng lão, người nói chúng ta phải làm gì? Địch Bình Thanh nói, quyền lực là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng tốt có thể mọi việc đều thuận lợi, có thể dùng không tốt ngược lại sẽ đả thương mình, nếu là bì môn xảy ra sự tình, thân là bì môn đời môn chủ, hạ hầu Mộc Lan ra dập lửa là chuyện đương nhiên, nếu như nàng không diệt được đám lửa này. Địch Bình Thanh cố ý không có đem câu nói này nói xong, ánh mắt phân đừng xem Mạnh Hoài Nghĩa cùng Viên Dung một chút. Mạnh Hoài Nghĩa nói, như vậy đám lửa này đầu tiên liền sẽ bỏng chính nàng. Viên Dung nói, chỉ là đám lửa này ứng làm như thế nào thả. Địch Bình Thanh nói, trước đó không lâu, Đông Châu bạo phát một trận giả mạo ngụy liệt dược liệu sự kiện, lúc ấy chuyện này còn liên lụy tới Mộc Lan tập đoàn. Mạnh Hoài Nghĩa gật đầu nói, chuyện này ta biết, bất quá sau đó chứng minh cùng Mộc Lan tập đoàn không có quan hệ. Địch Bình Thanh nói, chuyện này ngược lại dẫn dắt ta, Mộc Lan tập đoàn đến tột cùng là như thế nào lập nghiệp, người khác không rõ ràng, ta lại rất rõ ràng. Môn chủ đem Vũ Viên Nghĩa đá ra khỏi cục, hắn quên năm đó Vũ Viên Nghĩa là như gì giúp hắn, Vũ Viên Nghĩa nắm giữ trong tay hắn quá nhiều bí mật, có một số việc ngươi chỉ cần làm qua liền sẽ lưu lại ký ức, không phải ngươi nghĩ tẩy liền có thể tẩy trắng. Mạnh Hoài Nghĩa nhắc nhở, Mộc Lan tập đoàn hiện tại là quốc gia trung y thuốc cục quản lý trọng điểm nâng đỡ xí nghiệp, chuyển ngược lại bọn hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng. Địch Bình Thanh cười hắc hắc nói, ai nói muốn đối phó Mộc Lan tập đoàn rồi. Bì môn huynh đệ đồng khí liên chi, một phương gặp nạn bát phương trợ giúp, thân là môn chủ càng là không thể đổ cho người khác, nếu như bì môn huynh đệ xảy ra chuyện, hạ hầu cha con ngồi yên không lý đến, liền chứng minh bọn hắn đức không xứng vị, nếu như bọn hắn xuất thủ tương trợ, liền sẽ tại bất chi bất giác tự rước lấy họa. Mạnh Hoài Nghĩa hai mắt sáng lên, hắn bỗng nhiên minh bạch. Viên Dung nói, ta giống như minh bạch hẳn là từ nơi nào châm lửa. Thần nông tập đoàn tổng giám đốc Tào Bình Nghĩa là khi tiến vào tháng 11 ngày đầu tiên bị cảnh sát mang đi, nguyên nhân gây ra là thần nông tập đoàn kỳ hạ hai nhà gia công nhà máy tại đột kích kiểm tra bên trong bị phát hiện tồn kho đại lượng vi phạm lệnh cấm dược liệu, tại thần nông tập đoàn xuất phẩm nhiều lượt thuốc đông y thuốc bào chế bên trong phát hiện quốc gia nghiêm lệnh cấm chỉ thành phần. Đối Tào Bình Nghĩa tới nói cái này có thể nói là trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ, từ khi thay đổi lề lối ủng hộ hạ hầu Mộc Lan về sau, hắn thật vất vả mới thở ra hơi. Y dược bộ môn quản lý buông lỏng đối với hắn giám thị, thần nông tập đoàn còn tiến vào quốc gia trung y thuốc cục quản lý tăng thêm nâng đỡ danh sách, mắt thấy hết thảy chính hướng tốt phương hướng phát triển thời điểm, ai có thể nghĩ náo loạn một màn này. Tào Bình Nghĩa phản ứng đầu tiên chính là sai lầm, nhưng khi giám thị bộ môn xuất ra tương ứng kiểm tra báo cáo về sau, Tào Bình Nghĩa một trái tim chìm đến đáy cốc, nếu như tội danh ngồi vững, hắn tránh không được lao ngục tai ương. Hắn tuyên bố mình cũng không biết rõ tình hình. Nhất định là tại sản xuất bên trong cái nào đó khâu xảy ra vấn đề. Cảnh sát lần này đến có chuẩn bị, đem hắn đi qua phi pháp thu mua thu thập dược liệu chứng cứ đem ra, ở trong đó liền bao quát cùng Vũ Viên Nghĩa giao dịch ghi chép. Vũ Viên Nghĩa không chỉ cùng thần nông tập đoàn làm qua giao dịch, hắn đi qua tại bì môn cũng là nhân vật hết sức quan trọng, liền môn chủ hạ hầu tôn đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi, người khác không có khả năng không thèm chịu nể mặt mũi. Một tuần bên trong, cùng bì môn tương quan nhiều cái nhân vật trọng yếu xí nghiệp đều tao ngộ đột kích kiểm tra, nhiều tên bì môn tai to mặt lớn bị gọi đến hỏi lời nói, ở trong đó cũng bao gồm Mạnh Hoài Nghĩa, Hoàng Vọng Lân bọn người. Trận gió lốc này quét sạch toàn bộ bì môn, một cái tiếp theo một cái vấn đề nổi lên, trong đó vấn đề nghiêm trọng nhất còn không phải sử dụng vi phạm lệnh cấm dược liệu, mà là dính líu liên thủ lũng đoạn nâng lên dược liệu giá thị trường, không phải pháp thu hoạch bạo lợi. Trận này đột nhiên xuất hiện phong bão ban sơ cũng không dính đến hạ hầu Mộc Lan cùng nàng dưới cờ Mộc Lan tập đoàn. Nhưng là hạ hầu Mộc Lan cũng vô pháp không đếm xỉa đến, nàng là bì môn đại diện môn chủ, bì môn thành viên liên tiếp không ngừng xảy ra chuyện, nàng nhất định phải có hành động. Kỳ thật tiến vào thế kỷ 21 đến nay, bì môn tổ chức kết cấu đã tương đương lỏng lẻo, mọi người làm theo ý mình, các làm các sinh ý, Mộc Lan tập đoàn cũng không có rút ra bọn hắn bất luận cái gì phí tổn. Vô luận tại kinh tế bên trên vẫn là xí nghiệp quản lý bên trên đều không tồn tại phụ thuộc quan hệ, nhưng là có một chút, những này bì môn thành viên y dược xí nghiệp rất nhiều nguyên vật liệu đều từ Mộc Lan tập đoàn mua sắm, đây cũng là cống lên một loại nào đó hình thức. Bốn đại trưởng lão bởi vì đặc địa này đi một chuyến Tiếu Thành gặp mặt hạ hầu Mộc Lan, hy vọng nàng có thể ra mặt lắng lại trước mắt phong ba.
Đây là gặp ở kinh thành bột về sau, bốn đại trưởng lão một lần nữa tề tựu một lần. Hạ hầu Mộc Lan hai ngày này cũng nghiêm lệnh Mộc Lan tập đoàn kỳ hạ xí nghiệp tiến hành nghiêm tra tự tra, nhất định phải bảo đảm dược liệu của bọn họ cùng sản phẩm không có vấn đề. Gió thổi báo giông bão sắp đến, nàng cũng có loại dự cảm bất tường, trận gió lốc này sớm muộn cũng sẽ giáng lâm đến trên người của bọn hắn. Bốn đại trưởng lão từng cái bình tĩnh gương mặt, Địch Bình Thanh cùng cha Hữu Lương hai người bởi vì không có từ sự tình dược liệu ngành nghề, cho nên cũng không có chịu ảnh hưởng, nhưng là bọn hắn cũng biểu hiện ra đối bỉ môn hiện trạng lo lắng. Mạnh Hoài Nghĩa dẫn đầu làm khó dễ, hạ hầu tiểu thư, bỉ môn chính sử thời buổi rối loạn, bản môn huynh đệ nhiều cái vật nghiệp đều bị thanh tra thanh toán, mong rằng đời môn chủ có thể ngăn cơn sóng dữ, dẫn đầu chúng ta đi ra khốn cục. Hạ hầu Mộc Lan đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, chuyện gần nhất phi thường kỳ quái, giống như một trận nhằm vào bỉ môn thống nhất hành động, bất quá nàng cũng rõ ràng, bị tra những xí nghiệp này hoặc nhiều hoặc ít tồn đang vấn đề. Hạ hầu Mộc Lan nói, Mạnh trưởng lão, lão nhân gia ngài giống như quên, căn cứ bỉ môn 10 năm trước lập hạ mới quy, tất cả bỉ môn đệ tử tại trên phương diện làm ăn tự chịu trách nhiệm lời lỗ, phong hiểm từ gánh. Mạnh Hoài Nghĩa làm ra một bộ dáng khiếp sợ, ngươi là đời môn chủ, chẳng lẽ mắt thấy bỉ môn huynh đệ gặp nạn ngươi liền nhẫn tâm chẳng quan tâm. Địch Bình Thanh thở dài nói, đời môn chủ, không thể bởi vì cuộc phong ba này không có lan đến gần ngươi, liền có thể không đếm xỉa đến, phải biết chúng ta bỉ môn đệ tử đồng khí liên chi, môi hở răng lạnh đây này. Bốn đại trưởng lão bên trong cha Hữu Lương thuộc về hàng tiểu bối, hắn tại loại trường hợp này rất ít nói chuyện. Hoàng Vọng Lân cũng không nói chuyện, hắn tại quan sát hạ hầu Mộc Lan phản ứng. Hạ hầu Mộc Lan nói, ta cũng không có nói ta mặc kệ, hiện tại thời đại thay đổi, không thể lại dùng đi qua bộ kia phương thức kinh doanh, cho nên mới sẽ tại 10 năm trước ra sân khấu mới quy, trừ bỏ cha trưởng lão bên ngoài, các người ba vị đều tham dự mới quy định ra, hẳn là phi thường rõ ràng, mới quy đầu thứ nhất chính là muốn tại kinh doanh trong hoạt động tuân thủ pháp luật, ân tình không hơn được pháp. Hoàng Vọng Lân gật đầu nói, không tệ, ân tình không hơn được pháp, 10 năm trước chế định mới quy chủ yếu là bỉ môn người bên trong tâm tan rã, đã khuyết thiếu quá khứ lực ngưng tụ, cuối cùng mọi người đã mất đi tín ngưỡng, ở thời đại này nước chảy bèo trôi, tôn trọng tiền tài, cho nên mới quyết định làm ra mấy điểm trọng yếu cải cách, cũng là từ đó trở đi, mọi người riêng phần mình có được càng lớn quyền tự chủ, không cần hướng trong môn phái nộp lên trên rút thành. Hoàng Vọng Lân nói tới đều là sự thật, nếu như dựa theo quy củ cũ, bì môn đệ tử có trách nhiệm theo năm hướng môn chủ nộp lên trên bộ phận lợi ích, căn cứ địa vị cao thấp, rút thành khác biệt. Hủy bỏ rút thành về sau. Mọi người liền làm theo ý mình, kỳ thật từ đó trở đi bỉ môn liền đã chỉ còn trên danh nghĩa, đã 10 năm không có nộp lên trên lợi ích, hiện tại xảy ra chuyện, từng cái đến tìm người ta ra mặt, tại tình tại lý đều không thể nào nói nổi. Mạnh Hoài Nghĩa nói, Hoàng trưởng lão lời ấy sai rồi, cái gì gọi là ân tình không hơn được pháp. Nếu như trong môn huynh đệ xảy ra chuyện, mọi người từng cái khoanh tay đứng nhìn, sao còn muốn bỉ môn làm cái gì? Lại nói chúng ta cũng không phạm pháp chi chỗ. Lần này rõ ràng là có người tại nhằm vào bỉ môn gây sự, hạ hầu tiểu thư, người cái này đời môn chủ như là bất kể, vậy liền mời môn chủ ra, chúng ta ở trước mặt xin chỉ thị hắn phải làm gì. Hạ hầu Mộc Lan nói, môn chủ đang lúc bế quan, loại chuyện này không cần kinh động hắn. Mạnh Hoài Nghĩa cười lạnh nói, môn chủ đối hạ hầu tiểu thư thật sự là yên tâm a, cái này cũng khó trách, Mộc Lan tập đoàn không có việc gì, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Hạ hầu Mộc Lan lạnh lùng nhìn qua Mạnh Hoài Nghĩa nói, Mạnh trưởng lão lời này có ý tứ gì? Ta làm sao nói qua việc không liên quan đến mình, ta làm sao lại muốn khoanh tay đứng nhìn? Bì môn xảy ra chuyện, ta đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, thật có chút sự tình nhất định phải nói rõ ràng, nếu như chứng minh có ít người là bị oan uổng, ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ, nhưng nếu như có ít người bị thẩm tra xác thực, ta không có khả năng bởi vì hắn là bì môn đệ tử mà uổng chú ý pháp luật. Địch Bình Thanh cười một tiếng nói, pháp luật đối mỗi người cũng không phải là hết thảy bình đẳng, hạ hầu tiểu thư kinh thương nhiều năm, cũng nên rõ ràng pháp luật cùng quy tắc quan hệ trong đó, chỉ cần ngươi giỏi về lợi dụng quy tắc, pháp luật liền là ngươi ô dù, nếu như ngươi không hiểu quy tắc, pháp luật chính là của ngươi kim cô chú. Hạ hầu Mộc Lan đối chọi gay gắt nói, địch trưởng lão đã đối quy tắc lĩnh ngộ như thế thấu triệt, như vậy không bằng liền từ ngươi bỏ ra bột giải quyết những vấn đề này như thế nào. Địch Bình Thanh bị nàng ngược lại đem một quân, thầm than tiểu nữ tử này cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, khẽ mỉm cười nói, nhiều đầu to mang nhiều chụp mũ, còn có một câu gọi muốn mang vương miện tất nhận nặng, Mộc Lan tiểu thư là đời môn chủ,
Bì môn trên dưới đều phụng ngươi làm chủ, Địch Mỗ sao dám làm thay. Hạ Hầu Mộc Lan nói đồng khí liên chi môi hở răng lạnh chính là ngươi, dự định không đếm xỉa đến khoanh tay đứng nhìn cũng là ngươi, Địch trưởng lão tả hữu đều là đạo lý đâu. Địch Bình Thanh bị nàng ở trước mặt vạch trần lại không đỏ mặt chút nào, thở dài nói, chúng ta nếu là có biện pháp làm gì đến Thiếu Thành tìm ngươi. Người nào không biết Mộc Lan tiểu thư cùng thượng cấp bộ môn quản lý quan hệ không phải bình thường đây này. Mạnh Hoài Nghĩa nói, lúc trước Hoàng trưởng lão Huệ Nhân Đường gặp được phiền phức, vẫn là đời môn chủ hỗ trợ giải quyết. Hoàng Vọng Lân nguyên bản không nói lời nào, nhưng nghe đến đó không thể nếu không nói, hắn tuyên bố nói, Huệ Nhân Đường xảy ra chuyện, ta cũng không cầu Hạ Hầu tiểu thư xuất thủ tương trợ, là ta một vị tiểu hữu hỗ trợ giải quyết hỏi đề. Mạnh Hoài Nghĩa quỷ dị cười một tiếng, còn không phải như vậy, người vị kia tiểu hữu là Hứa Thuần Lương đi. Nếu như hắn không phải xem ở cùng Mộc Lan tiểu thư quan hệ bên trên, hắn há sẽ giúp ngươi. Hạ Hầu Mộc Lan nghe hắn nói năng lỗ mãng tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, Mạnh trưởng lão, xin ngài tự trọng. Mạnh Hoài Nghĩa nói, ta tiền quan tài đều sắp bị người cho móc rỗng, có cái gì không dám nói, Mộc Lan tiểu thư ngươi thân là đời môn chủ có trách nhiệm giải quyết bì môn vấn đề trước mắt, dẫn mọi người đi ra khốn cảnh, ngươi nếu là không có có năng lực như thế, liền mời môn chủ ra chủ trì đại cục. Hạ Hầu Mộc Lan nói, Mạnh trưởng lão, ngươi quên thân phận của mình. Mạnh Hoài Nghĩa nói, là ta phạm thượng, nhưng Mộc Lan tiểu thư cũng không cần quên, ngươi bây giờ chỉ là đại diện môn chủ, một ngày không có thông qua bì môn 6 kỹ khảo hạch, ngươi cũng không phải là danh chính ngôn thuận bì môn môn chủ. Địch Bình Thanh trong lòng thầm vui, Mạnh Hoài Nghĩa công khai làm khó dễ để Hạ Hầu Mộc Lan ở vào cực kỳ lúng túng tình trạng, trước mắt có thể ra ổn định cục diện chỉ có Hạ Hầu Tôn nếu là trốn tránh không ra. Bì môn người tâm rời bỏ, ai cũng sẽ không phục tiểu nha đầu này. Một mực không nói gì cha Hữu Lương bỗng nhiên mở miệng nói, mời Mạnh trưởng lão tự trọng, căn cứ môn quy, đời môn chủ hành xử quyền lực trong lúc đó, giống như là môn chủ thân phận, Mạnh trưởng lão vừa rồi ngôn từ có mạo phạm môn chủ chi ngại. Mạnh Hoài Nghĩa sừng sốt một chút, nhìn hằm hằm cha Hữu Lương, làm sao gặm hạt dưa đập ra một cái con dẹp đến. Cái này dựa vào hắn lão tử quan hệ tiếp ban lăn lộn đến chấp pháp trưởng lão cá nhân liên quan cũng dám ra đây nói chuyện, còn công khai đứng đội Hạ Hầu Mộc Lan. Địch Bình Thanh cũng không nghĩ tới cha Hữu Lương sẽ ở thời điểm này ra mặt ủng hộ Hạ Hầu Mộc Lan, nói khẽ, Mạnh trưởng lão cũng là quan tâm bản môn huynh đệ, cảm xúc kích động có thể lý giải. Cha Hữu Lương nói, như thế nào đi nữa kích động cũng cần hiểu được tôn ti, phạm thượng chính là bì môn tối kỵ, ta thân là bì môn chấp pháp trưởng lão. Có quyền yêu cầu ngươi hướng đời môn chủ ở trước mặt tạ lỗi. Hắn đứng dậy đi về phía trước một bước, chân phải đạp ở nền đá trên mặt, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, dưới chân đá xanh lại bị hắn đạp đến rạn nứt ra. Mắt thấy tình cảnh trước mắt, Mạnh Hoài Nghĩa hít vào một ngụm khí lạnh, người này rõ ràng là đang hướng về mình biểu hiện ra thực lực, nếu như Hạ Hầu Mộc Lan ra lệnh một tiếng, không bài trừ người này sẽ hướng tự mình ra tay khả năng. Hoàng Vọng Lân nói, tất cả mọi người là vì trong bản môn sự tình, vẫn là tỉnh táo lại, Mạnh trưởng lão, ngươi tuổi tác tại trong chúng ta dài nhất, đối với trong môn phái quy củ so với chúng ta càng rõ ràng hơn, liền xem như vì các huynh đệ sốt ruột, cũng không thể tại Mộc Lan tiểu thư trước mặt phát ngôn bừa bãi. Địch Bình Thanh xem như thấy rõ, bọn hắn bốn đại trưởng lão nội bộ cũng không đồng ý, hắn cùng Mạnh Hoài Nghĩa trước mắt là đạt thành liên minh, nhưng là Hoàng Vọng Lân rõ ràng đứng đội Hạ Hầu Mộc Lan, bất qua hắn biểu hiện được còn không tính minh hiển. Cái này cha Hữu Lương ngược lại để bọn hắn không có nghĩ tới, tiểu tử này một mực buồn bực không lên tiếng, vốn cho rằng là cái bảo sao hay vậy, mượn gió bẻ măng cá nhân liên quan, nhưng không nghĩ tới người này lại là Hạ Hầu Mộc Lan tử trung. Cha Hữu Lương ánh mắt sáng ngời tiếp cận Mạnh Hoài Nghĩa nói, Mạnh trưởng lão, phải nên làm như thế nào ngươi không rõ ràng sao? Mạnh Hoài Nghĩa cảm giác một cỗ áp lực vô hình tựa như lấp kín tường hướng mình áp bách mà đến, nội tâm không tự chủ được giật cả mình, hắn ý thức được. Nếu như mình lại không có chỗ biểu thị, cha Hữu Lương thật dám tại chỗ hướng hắn xuất thủ. Mạnh Hoài Nghĩa cáo già, thà bị gãy chứ không chịu cong bốn chữ này cùng hắn không có chút quan hệ nào, hắn tranh thủ thời gian hướng Hạ Hầu Mộc Lan ôm quyền khom người nói, đời môn chủ, vừa rồi ta nhất thời nóng vội, chỗ mạo phạm mong rằng người nhiều hơn nguyên lượng. Hạ Hầu Mộc Lan nói, Mạnh trưởng lão tâm tình ta có thể lý giải, lớn tuổi như vậy cũng không cần có như thế lớn tức giận, không phải tức điên lên thân thể luôn luôn không tốt. Người nói có đúng hay không? Nàng đi về phía trước mấy bước, đi nâng Mạnh Hoài Nghĩa, Mạnh trưởng lão vẫn là ngồi xuống đi. Mạnh Hoài Nghĩa ánh mắt nhìn qua dưới chân của nàng, Hạ Hầu Mộc Lan mỗi đi một bước đều dẫm nát một tảng đá xanh,
nhìn như đi được nhẹ nhàng, nhưng dưới chân lại ẩn chứa vỡ bia nứt đá lực lượng, Mạnh Hoài Nghĩa đơn giản không thể tin tưởng mình con mắt. Chẳng những là hắn, ba vị trưởng lão khác cũng sửng sốt, Hạ Hầu Mộc Lan rõ ràng tại biểu hiện ra thực lực, nàng căn bản không cần tra Hữu Lương cái này hộ pháp trưởng lão xuất thủ, chỉ cần nàng nguyện ý, tại chỗ là có thể đem Mạnh Hoài Nghĩa cho tươi sống đá chết. Mạnh Hoài Nghĩa trong thời gian ngắn tuần tự nhận hai lần uy hiếp, khó tránh khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Địch Bình Thanh nhìn ở trong mắt, cũng ý thức được sự tình không có hắn tưởng tượng bên trong thuận lợi, hắn đối Hạ Hầu Mộc Lan hiểu rõ là nàng này rất có đầu óc buôn bán, tại Hạ Hầu Tôn bế quan mấy năm tướng Mộc Lan tập đoàn kinh doanh đỏ náo nhiệt lửa chính là chứng cứ rõ ràng, bất quá hắn đối Hạ Hầu Mộc Lan vũ lực cũng không hiểu rõ, hôm nay Hạ Hầu Mộc Lan lấy phương thức như vậy công khai biểu hiện ra chính là tại nói cho bọn hắn, nàng cũng không phải dễ trêu. Địch Bình Thanh cảm thấy có chút không ổn, khả năng hắn đánh giá thấp Hạ Hầu Mộc Lan thực lực, có lẽ nàng thật có thể thông qua bỉ môn 6 kỹ khảo hạch cũng chưa chắc có biết. Hạ Hầu Mộc Lan nhẹ giọng thở dài nói, đất này bột chất lượng cũng quá kém, đến mai đến toàn bộ đổi một lần. Hoàng Vọng Lân trong lòng cười thầm, Hạ Hầu Tôn nữ nhi há lại dễ trêu như vậy, lần này Bình Thanh triệu tập bọn họ chạy tới bức thoái vị, hiển nhiên đá vào tấm sắt bên trên. Mạnh Hoài Nghĩa nói, đúng vậy a, ta tính kiến thức đến cái gì gọi là bã đậu công trình. Hoàng Vọng Lân trong lòng tự nhủ lão già này thật không biết xấu hổ, người ta chính là xông ngươi tới, ngươi thế mà vẫn không cảm giác được đến xấu hổ. Địch Bình Thanh không chút hoang mang nhấp một ngụm trà nói, Mộc Lan tiểu thư dự định như thế nào giải quyết bì môn trước mắt gặp phải khốn cảnh đâu. Hạ Hầu Mộc Lan một lần nữa ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình, mỉm cười nói, ta nghĩ trước nghe một chút các vị ý kiến của trưởng lão. Nàng quyết định hôm nay bức thoái vị kẻ cầm đầu chính là Địch Bình Thanh, chỗ lấy ánh mắt từ đầu đến cuối tiếp cận hắn. Mạnh Hoài Nghĩa đã bị tuần tự trấn nhiếp hai lần, trong thời gian ngắn là không dám xuất đầu, Địch Bình Thanh tự nhiên không thể tiếp tục tránh ở sau lưng châm ngòi thổi gió, hắn tướng chén trà buông xuống, theo ta được biết, Hạ Hầu tiểu thư cùng nước trong nhà y dược cục quản lý quan hệ rất tốt, có thể hay không vận dụng ngươi nhân mạch, thừa dịp sự tình không có làm lớn chuyện trước đó, mau chóng tướng ảnh hưởng khống chế lại. Hạ Hầu Mộc Lan nói, địch trưởng lão từ chỗ nào nghe được tin tức? Địch Bình Thanh cũng không chính diện trả lời nàng đặt câu hỏi, tiếp tục nói, cuộc phong ba này nếu như tiếp tục kéo dài, rất có thể sẽ lan đến gần chúng ta ở đây mỗi người, không nói những cái khác, chỉ cần một liên thủ lũng đoạn thị trận, nâng lên dược liệu giá cả cái tội danh này một khi chứng thực, liền sẽ ép tới thuốc tông huynh đệ không ngẩng đầu được lên. Địch Bình Thanh là ám chỉ Hạ Hầu Mộc Lan tập đoàn cũng khó thoát ảnh hưởng. Hắn hiện tại chủ doanh là khỏe mạnh dưỡng lão, nhận ảnh hưởng ngược lại nhỏ nhất. Hạ Hầu Mộc Lan nói, thanh giả tự thanh, chúng ta chưa làm qua sự tình, chịu nổi cha. Địch Bình Thanh nói, còn có câu nói gọi muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, tha thứ ta nói thẳng, bì môn tại dược liệu thị trường sinh ý ở vào tuyệt đối dẫn trước địa vị, không biết có bao nhiêu đồng hành đỏ mắt, sau lưng không biết có nhiều ít người nghĩ các ngươi xảy ra chuyện, một kình rơi vạn vật sinh đạo lý tất cả mọi người phải hiểu. Trong lúc nguy cấp, mong rằng mọi người buông xuống bản thân tư lợi, liên thủ trung độ nan quan. Địch Bình Thanh lời nói này nói đến dõng dạc, nghĩa chính ngôn từ, nhưng Hạ Hầu Mộc Lan nhưng nhìn ra người này không biết đang đánh cái gì chủ ý xấu. Hạ Hầu Mộc Lan nói, địch trưởng lão nói có lý, ta có một ý tưởng, không biết có được hay không. Bốn vị trưởng lão đều làm ra rửa tai lắng nghe tư thái. Hạ Hầu Mộc Lan nói, đã tra ra vấn đề tự nhiên phải nghĩ biện pháp giải quyết. Không có tra được chưa hẳn không tồn tại vấn đề, cho nên chúng ta nên phòng ngừa chu đáo, trước tiến hành tự tra, phát hiện vấn đề kịp thời giải quyết, thanh trừ tai họa ngầm, cũng chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản ảnh hưởng tồi tệ tiến một bước khuếch đại. Hoàng Vọng Lân nói, Mộc Lan tiểu thư nói cực phải. Còn lại ba người cũng đi theo gật đầu. Hạ Hầu Mộc Lan nhìn xem Hoàng Vọng Lân nói, đã mấy vị như thế tán đồng, chuyện này liền giao cho. Nói đến đây nàng cố ý dừng lại một chút. Tất cả mọi người cho rằng nàng sẽ đem chuyện này giao cho Hoàng Vọng Lân, lại nghĩ không ra nàng lời nói xoay chuyển, giao cho địch trưởng lão phụ trách. Địch Bình Thanh biểu lộ kinh ngạc, Hạ Hầu Mộc Lan đây là đưa bóng phản đá cho mình, hắn nếu là không tiếp, Hạ Hầu Mộc Lan sẽ nói hắn đối bản môn huynh đệ thờ ơ, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, nếu như hắn tiếp xuống, nếu như còn có huynh đệ xảy ra chuyện, Hạ Hầu Mộc Lan sẽ nói hắn chấp hành bất lực. Địch Bình Thanh nhíu mày một cái nói. Việc này can hệ trọng đại, ta. Hạ Hầu Mộc Lan mỉm cười nói, ngươi nếu là cảm giác đến tự mình một người tinh lực không cách nào chiếu cố, có thể để Mạnh trưởng lão giúp ngươi. Mạnh Hoài Nghĩa mới không muốn gây cái phiền toái này,
hoảng hốt vội nói, ta hiện tại cũng là trọng điểm giám sát đối tượng, nề Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo, đâu còn có tinh lực chiếu cố những chuyện này. Hạ Hầu Mộc Lan nói, cũng có đạo lý, như thế nói đến Địch trưởng lão trách vô bằng thải. Địch Bình Thanh thầm mắng cô nàng này tâm cơ đủ nặng, tình thế đến loại tình trạng này hắn không thể không đồng ý, chỉ có thể gật đầu nói, ta hết sức nỗ lực, hy vọng có thể là bì môn tận một phần lực. Hạ Hầu Mộc Lan nói, lấy Địch trưởng lão năng lực, chỉ cần tận tâm làm tốt chuyện này cũng không khó. Lần này tất cả mọi người minh bạch, Hạ Hầu Mộc Lan đem Địch Bình Thanh đường lui cho chặn lại, ý là chỉ cần ngươi Địch Bình Thanh nguyện ý đi làm, nhất định có thể làm tốt, nếu như ngươi làm không tốt đó chính là không có tận tâm tận lực. Địch Bình Thanh lần này đến đây không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, há có thể cam tâm cứ thế mà đi, thoại phong nhất chuyển nói, sáu kỹ khảo hạch ngày tới gần, Mộc Lan tiểu thư chuẩn bị đến như thế nào. Hạ Hầu Mộc Lan lạnh nhạt cười nói, Địch trưởng lão không cần lo lắng, sau kỹ khảo hạch đối ta mà nói chẳng qua là cái đi ngang qua sân khấu thôi, việc cấp bách là giải quyết bì môn nguy cơ trước mắt. Bì môn đang đứng ở bấp bênh chi tế, ta cho rằng toàn môn trên dưới nên lấy ứng đối với lần này nguy cơ làm trọng, thời khắc mấu chốt không thể lay động lòng người, cho nên ta đề nghị tướng 61 khảo hạch kéo dài thời hạn một tháng, không biết các vị trưởng lão ý như thế nào. Địch Bình Thanh thật muốn vung mình một cái tai con chim, mình không có việc gì sách 6 khảo hạch làm gì. Lần này cho Hạ Hầu Mộc Lan một cái kéo dài cơ hội, nàng yêu cầu kéo dài thời hạn đơn giản là còn không có chuẩn bị kỹ càng. Địch Bình Thanh vụng trộm hướng Mạnh Hoài Nghĩa đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Mạnh Hoài Nghĩa trong lòng tự nhủ lại để cho ta xông ở phía trước, hắn lập tức nói, đã định ra tới ngày há có thể tùy ý sửa đổi, hiện tại toàn môn trên dưới đều biết 6 kỹ khảo hạch sự tình, chờ mong Mộc Lan tiểu thư danh chính ngôn thuận leo lên môn chủ chi vị, có thể nào để trong môn huynh đệ thất vọng. Cha Hữu Lương nói, đến tột cùng là ứng đối nguy cơ trước mắt nặng lại còn là 6 kỹ khảo hạch trọng yếu. Phi thường lúc cần đi phi thường sự tình. Hoàng Vọng Lân nói, ta cũng cảm thấy Mộc Lan tiểu thư nói rất có đạo lý, Mộc Lan tiểu thư hiện tại muốn xuất lĩnh chúng ta giải quyết gặp phải nguy cơ, làm sao có thời giờ đi chuẩn bị khảo hạch sự tình, chỉ hoãn một tháng cũng theo lý thường đương nhiên. Địch Bình Thanh xem như triệt để minh bạch, Hoàng Vọng Lân thời khắc mấu chốt đều là đứng tại Hạ Hầu Mộc Lan một bên. Nói không chừng cha Hữu Lương chính là hắn an bài ra mặt, bốn đại trưởng lão, hai bên hai so hai đánh ngang, tăng thêm đời môn chủ Hạ Hầu Mộc Lan, hắn cùng Mạnh Hoài Nghĩa ngược lại ở vào thế yếu, mà lại Hạ Hầu Mộc Lan yêu cầu trì hoãn khảo hạch lý do phi thường đầy đủ, nếu như chính mình kiên trì không đồng ý ngược lại rõ rệt mình nhằm vào Hạ Hầu Mộc Lan, ước gì nàng không cách nào thông qua 6 kỹ khảo hạch. Một tháng liền một tháng. Hắn cũng không tin về sau kéo dài một tháng Hạ Hầu Mộc Lan liền có thể thuận lợi thông qua 6 kỹ khảo hạch. Coi như nàng có thể thông qua, nguy cơ trước mắt liền đã đủ nàng uống một bình, hiện tại chỉ là mở bắt đầu, kế tiếp còn có phiền toái càng lớn chờ lấy nàng. Nghĩ tới đây, Địch Bình Thanh gật đầu nói, đã như vậy, ta cũng đồng ý tướng 6 kỹ khảo hạch kéo dài thời hạn một tháng. Mạnh Hoài Nghĩa trong lòng hết sức buồn bực, Địch Bình Thanh ngươi mẹ nó coi như ta, nói xong công thủ đồng minh, ta mẹ nó leo đi lên. Người nhà rút lui ta cái thang, lão tử hiện tại như thế nào xuống đài. Hạ Hầu Mộc Lan nói, Mạnh trưởng lão, ngươi làm được nghề nghiệp chúng ta đều phi thường rõ ràng, lần này bị môn phiền phức cũng bởi vì ngươi mà lên. Mạnh Hoài Nghĩa hiện tại chủ doanh phạm vi chính là thu mua bán quá thời hạn dược phẩm, chế giả bán giả, tiến vào thế kỷ 21, bị môn bên trong người cũng rất nhanh thức thời, có rất ít người lại làm loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng hạ lưu doanh sinh, chẳng những thất đức phong hiểm tính còn cực lớn. Mạnh Hoài Nghĩa đi qua cũng bởi vì loại chuyện này đi vào qua, nhưng hắn ngoại trừ làm cái này chút kinh doanh cái khác cũng không am hiểu. Mạnh Hoài Nghĩa bị Hạ Hầu Mộc Lan ở trước mặt vạch trần nội tình, mặt mo phát nhiệt, Mộc Lan tiểu thư chỉ giáo cho. Há có thể tướng tất cả trách nhiệm đẩy lên trên người của ta. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ngươi làm cái gì chính ngươi rõ ràng, thân là bốn đại trưởng lão một trong, bì môn là số không nhiều nguyên lão, ngươi nên nghiêm lấy kiểm chế bản thân, tuân thủ luật pháp. Trở thành trong môn huynh đệ tấm gương, người hỏi hỏi mình, xứng đáng đức cao vọng trọng bốn chữ này sao? Mạnh Hoài Nghĩa còn muốn phân biệt. Hạ Hầu Mộc Lan căn bản không nói cho hắn cơ hội, già mà không kính, nối giáo cho giặc. Lúc nói chuyện một đôi mắt phượng không giận tự uy tiếp cận lại là Địch Bình Thanh. Mạnh Hoài Nghĩa có chút thẹn quá hóa giận, lão phu là bì môn cúc cung tận tụy, không màng sống chết hơn nửa đời người, người một cái hoàng mao nha đầu có tư cách gì giáo huấn ta? Cha Hữu Lương nói, Mạnh trưởng lão, đời môn chủ nếu là không có tư cách, như vậy toàn bộ bì môn liền không ai có tư cách. Mạnh Hoài Nghĩa chỉ vào cha Hữu Lương giận dữ hét,
Ngươi im ngay, ngươi bất quá là dựa vào cha ngươi thể diện mới tiến vào bí môn, ngươi vị trí là làm thế nào đạt được người nào không biết. Cha Hữu Lương nói, Mạnh trưởng lão, ngươi vũ nhục ta, ta có thể không so đo với ngươi, ngươi vũ nhục cha ta ta nhưng nuốt không trôi khẩu khí này. Hắn hướng Hạ Hầu Mộc Lan ôm quyền khom người, đời môn chủ, Mạnh Hoài Nghĩa vũ nhục gia phụ, dựa theo môn quy, ta có quyền hướng hắn đưa ra quyết đấu. Mạnh Hoài Nghĩa một trái tim trong nháy mắt chìm xuống dưới, quyền sợ trẻ trung, huống chi cha Hữu Lương bản thân liền là cao thủ, nhìn qua còn không tới kịp thu thập mặt đất, hắn nuốt nước miếng một cái. Hạ Hầu Mộc Lan nói, Mạnh trưởng lão ý như thế nào? Mạnh Hoài Nghĩa ha ha cười nói, xem ra các ngươi thông đồng tốt khi dễ ta một cái lão nhân gia, tốt, tốt, tốt. Hắn nói ba chữ tốt, nhưng cuối cùng không gật đầu tiếp nhận khiêu chiến, hắn lại không ngốc, thật cùng cha Hữu Lương động thủ, không được bị đánh chết tươi. Mạnh Hoài Nghĩa lúc nói chuyện không quên nhìn Địch Bình Thanh một chút, trong lòng thầm mắng, chó nhập, người mẹ nó ngược lại là giúp ta nói một câu, lão tử rơi đến bây giờ quẫn cảnh còn không duyên cớ là bởi vì ngươi. Địch Bình Thanh nói, khó trách bì môn những năm này không ngừng suy sụp, ngoại bộ nguy cơ lửa xém lông mày, nội bộ không suy nghĩ đồng tâm hiệp lực nhất trí đối ngoại, ngược lại trước làm lên nội đấu, Mộc Lan tiểu thư, chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn đến đồng môn tương tàn sao? Hạ Hầu Mộc Lan mỉm cười, đối đồng môn đối thủ không nhất định đều là đồng môn tương tàn, chấp pháp trưởng lão xuất thủ hơn phân nửa cũng là vì thanh lý môn hộ. Mạnh Hoài Nghĩa cái trán đầy mồ hôi, thật đúng là không thể xem thường cô nàng này, nàng hôm nay là muốn đối với mình đuổi tận giết tuyệt sao? Ta liền làm điểm quá thời hạn dược phẩm thuốc giả sinh ý, đây cũng là bì môn truyền thống hạng mục, dựa vào cái gì thanh lý ta? Địch Bình Thanh nói, nếu là luận đến đối bì môn nỗ lực, chúng ta ai cũng không so ra kém Mạnh trưởng lão. Mạnh trưởng lão vì bì môn tao ngộ hơn 10 năm lao ngục tai ương, không có có công lao, cũng có khổ lao. Hạ Hầu Mộc Lan nói, xem ra Địch trưởng lão đối mới quy cũng không hiểu nhiều lắm, bì môn bên trong người không thể ước thúc tự thân hành vi, trái với pháp luật, vì quốc pháp chỗ không dung, tự nhiên muốn mình nhận gánh trách nhiệm, chẳng lẽ còn muốn kéo lấy toàn bộ bì môn cùng hắn cùng một chỗ học thuộc lòng. Mạnh trưởng lão, thời đại thay đổi, có chút kinh doanh nên thu tay lại vẫn là mau chóng thu tay lại. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, dẫn xuất đại phiền toái, không những mình muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm, sẽ còn ảnh hưởng đến chúng ta bì môn danh dự, nếu cho bì môn tạo thành bất kỳ tổn thất nào, coi như ta nhớ tới tình cũ tha ngươi, trong môn huynh đệ cũng sẽ không tha cho ngươi. Mạnh Hoài Nghĩa vẫn mạnh miệng, ta không hề có lỗi với bì môn địa phương. Hạ Hầu Mộc Lan nói, tốt nhất như thế, ngươi trở về mau chóng tướng việc buôn bán của mình liệu làm rõ, nếu như cho bì môn mang đến phiền phức. Ta sẽ không giảng bất luận cái gì thể diện. Mạnh Hoài Nghĩa lần này đến đây không những không thể chiếm được tiện nghi ngược lại là tự tìm khó coi, hắn lại không cần phải lưu lại, xoay người rời đi, liên thanh cáo từ đều không nói. Địch Bình Thanh tốt xấu hướng Hạ Hầu Mộc Lan tạm biệt, vội vàng đuổi theo. Tại bãi đỗ xe mới đuổi kịp Mạnh Hoài Nghĩa, hảo môn khuyên lơn, lão Mạnh, người nghe ta nói. Mạnh Hoài Nghĩa dừng bước lại chỉ vào Bình Thanh nghiến răng nghiến lợi nói. Đều là ngươi ra chủ ý ngu ngốc, ta công kích phía trước, thời khắc mấu chốt ngươi liền câu nói đều không giúp ta nói. Địch Bình Thanh nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Nói hết lời tướng Mạnh Hoài Nghĩa khuyên đến trên xe, rời đi Mộc Lan dược liệu căn cứ, Mạnh Hoài Nghĩa tức giận để lái xe dừng xe, đẩy cửa xe ra đi xuống. Địch Bình Thanh biết lão gia hỏa này tức sôi ruột, cùng đi theo cho hắn bên trên khói, lại giúp hắn đốt. Mạnh Hoài Nghĩa quay người nhìn lại Mộc Lan căn cứ phương hướng, cả giận nói, một cái miệng còn hôi sữa hoàng mao nha đầu thế mà dám giáo huấn ta. Coi như nàng lão tử cũng không dám đối ta nói như thế. Địch Bình Thanh trong lòng tự nhủ ngươi lúc này ngạnh khí, vừa rồi tại sao không nói. Kỳ thật hắn cũng chướng mắt Mạnh Hoài Nghĩa nhân vật này, nếu như không phải Mạnh Hoài Nghĩa trước mắt đối với hắn hữu dụng, hắn liền chính mắt cũng không sẽ nhìn lão già này. Địch Bình Thanh bồi cười nói, Mạnh lão ca không nên tức giận. Ta cũng không nghĩ tới nhà đầu kia sẽ như thế cuồng vọng. Mạnh Hoài Nghĩa nói, người tốt đều để ngươi làm, ngươi vì sao muốn đồng ý 6 kỹ khảo hạch kéo dài thời hạn. Địch Bình Thanh thở dài nói, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra Hoàng Vọng Lân cùng cha Hữu Lương tất cả đều đứng tại nàng bên kia. Mạnh Hoài Nghĩa nói, chẳng lẽ là môn chủ ở sau lưng thao túng. Địch Bình Thanh nói, ta thừa nhận là ta đối tình thế đoán chừng không đủ, ta vốn cho rằng Hoàng Vọng Lân sẽ bảo trì trung lập. Không nghĩ tới hắn thế mà sớm đứng ở Hạ Hầu Mộc Lan một phương. Mạnh Hoài Nghĩa nói, cha Hữu Lương tên vương bát đản kia khi nào thành Hạ Hầu Mộc Lan chó săn. Địch Bình Thanh nói,
nhà đầu này vẫn còn có chút thủ đoạn. Mạnh Hoài Nghĩa nói, đi qua cũng không nghe nói võ công của nàng lợi hại như vậy. Địch Bình Thanh nói, hổ phụ không sinh khuyển nữ, nghĩ đến là từ môn chủ nơi đó đạt được chân truyền. Đây chẳng phải là nói sáu kỹ khảo hạch đối với nàng mà nói cũng không hề khó khăn. Địch Bình Thanh lo lắng cũng là điểm này, mặc dù Hạ Hầu Mộc Lan chủ động tướng khảo hạch hướng về sau chậm trễ một tháng, nhưng ai nào biết nàng có phải hay không cố tình bày mê trận. Địch Bình Thanh nói, ta nhìn nàng có họa thủy đông dẫn nghĩ pháp. Mạnh Hoài Nghĩa hướng Địch Bình Thanh chủ động xích lại gần một chút, có ý tứ gì? Địch Bình Thanh nói, vừa mới nàng đối ngươi tự dưng chỉ trích, ngươi nói nàng có thể hay không đem chủ yếu trách nhiệm đều đẩy lên trên người của ngươi. Mạnh Hoài Nghĩa càng nghĩ khả năng càng lớn, hung hăng hít một hơi thuốc lá nói, thật coi ta là quả hồng mềm sao. Ta ngược lại muốn xem nàng có thể làm gì được ta. Địch Bình Thanh nói, ngươi cũng không cần lo lắng, đoán chừng mấy ngày nay liền sẽ có người xuất thủ. Nhằm vào bì môn trận gió lốc này tự nhiên cũng đưa tới Hứa Thuần Lương chú ý, Mộc Lan tập đoàn hiện tại mặc dù chưa bị tác động đến trong đó, nhưng là Thần Nông tập đoàn đã bị tra, mà Thần Nông tập đoàn tiến vào quốc gia trung y thuốc quản lý cục trọng điểm bồi dưỡng dự khuyết danh sách, cũng là tại Hứa Thuần Lương vận hành hạ. Hạ Hầu Mộc Lan ngay đầu tiên liền hướng Hứa Thuần Lương thông báo nội bộ tình huống, nàng có chút bận tâm việc này sẽ cho Hứa Thuần Lương mang đến ảnh hưởng không tốt. Hứa Thuần Lương không để cho nàng dùng vì chính mình lo lắng, ai cũng không thể vì người khác làm ra cam đoan, liền nói Tào Bình Nghĩa người này, lấy hắn kinh tế lợi ích thả tại vị trí thứ nhất phương thức kinh doanh, sớm tối đều sẽ xảy ra chuyện. Hứa Thuần Lương vẫn là liên hệ một chút mẹ nuôi Lâm Tư Cẩn, đem Thần Nông tập đoàn sự tình hướng nàng làm cái một cái báo cáo. Lâm Tư Cẩn đối loại chuyện này thấy rất nhạt, không có người nào quy định mắc phải sai lầm xí nghiệp không thể tiến vào bồi dưỡng danh sách, cũng không có người nào có thể bảo chứng tiến vào danh sách xí nghiệp không phạm sai lầm lầm, bọn hắn chỉ là giám thị cơ cấu, xảy ra vấn đề bọn hắn sẽ triệt tra tới cùng. Đối với Thần Nông tập đoàn, bọn hắn trước đây liền đã điều tra qua nhiều lần, lần này xảy ra chuyện ngược lại đã chứng minh bọn hắn trước đây điều tra tính chính xác. Lâm Tư Cẩn đồng thời tiết lộ cho Hứa Thuần Lương một cái tình huống. Nhất là vấn đề nghiêm trọng còn không phải dược liệu chất lượng, mà là liên thủ lũng đoạn dược liệu thị trường, khống chế thuốc bắc giá cả, nếu như tra ra xác thực, tương quan xí nghiệp đều sẽ bị truy trách, chí ít đều phải đối mặt một chương giá trên trời hóa đơn phạt. Lâm Tư Cẩn còn thu được một phong cử báo tín, báo cáo những dược liệu này xí nghiệp sản xuất hơn phân nửa đều thuộc về một cái cổ lão tổ chức, bì môn, cái này bịt kín một tầng tập thể phạm tội sắc thái, lần này Trung y thuốc cục quản lý liên hợp nhiều bộ môn hành động. Nhất định phải triệt tra tới cùng. Lâm Tư Cẩn trong điện thoại cũng không có nói quá kỹ càng, bất quá để lộ ra tin tức đã để Hứa Thuần Lương cảm thấy có chút không ổn. Hạ Hầu Mộc Lan là bì môn đời môn chủ, mặc dù bì môn tổ chức này chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng là tại ban ngành liên quan trong mắt cũng không phải cái dạng này, sẽ cho rằng bọn họ là có tổ chức có dự mưu phạm tội, nhiễu loạn dược liệu thị trường, quấy nhiễu bình thường kinh doanh hoạt động, thậm chí sẽ mang theo hắc ác danh hào, một khi như thế. Hạ Hầu Mộc Lan tình cảnh tất nhiên gian nan. Hạ Hầu Mộc Lan nhận vì lần này phiền phức đại khái xuất đến từ bì môn nội bộ, có thể bốc lên cuộc phong ba này người khẳng định đối bì môn tình huống nội bộ có xâm nhập hiểu rõ. Hiểm nghi lớn nhất khóa chặt tại Vũ Viên Nghĩa trên thân, bởi vì nhiều nhà hòa thuận bì môn tương quan dược sĩ đều đã từng cùng Vũ Viên Nghĩa làm qua sinh ý, lấy Thần Nông tập đoàn làm thí dụ, đi qua cùng Vũ Viên Nghĩa giao dịch chủ yếu là nhớ tới tình cũ. Không nghĩ tới ngày xưa nhất niệm chi từ đổi lấy hôm nay bị cắn ngược lại một cái. Tào Bình Nghĩa tại nộp một bút cách xù tiền đặt cọc về sau, tạm thời lấy được tự do, từ khi hắn bị mang đi tra hỏi về sau, Thần Nông tập đoàn cũng bắt đầu tiến hành nghiêm khắc tự tra, không có người so Tào Bình Nghĩa rõ ràng hơn phát đã sinh cái gì, hắn cho là mình bị đồng môn thiết kế. Địch Bình Thanh đích thân tới ân cần thăm hỏi để Tào Bình Nghĩa ít nhiều có chút cảm động, dù sao tại hiện tại tình trạng dưới. Tất cả mọi người đối với hắn chỉ sợ tránh không kịp, nào có người chịu tới đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bì môn huynh đệ đồng khí liên chi, nghe coi như xong, tuyệt đối đừng coi là thật. Tào Bình Nghĩa căn bản liền không có trông cậy vào bì môn có thể ra mặt giúp hắn giải quyết phiền phức, hắn cùng Bình Thanh quan hệ cũng không tệ, nhưng về sau bởi vì hắn công khai đảo hướng Hạ Hầu Mộc Lan một phương, thậm chí dẫn đầu ủng hộ Hạ Hầu Mộc Lan trở thành môn chủ phản đối bì môn sáu kỹ khảo hạch. Bởi vậy cùng Bình Thanh sinh ra một chút vết rách. Thân là bì môn cốt cán một trong Tào Bình Nghĩa đương nhiên biết rõ Bình Thanh ngấp nghé môn chủ chi vị thật lâu. Địch Bình Thanh lần này đến đây đánh lấy truyền đạt môn chủ chỉ thị cờ hiệu, cùng Tào Bình Nghĩa gặp mặt về sau,
tướng Thiếu Thành hội nghị nội dung đơn giản hướng Tào Bình Nghĩa nói một lần. Tào Bình Nghĩa nghe được đời môn chủ để bọn hắn nghiêm ngặt tự tra, trách nhiệm tự phụ thời điểm, không khỏi bùi ngùi thở dài, nghĩ không ra phong bạo tiến đến thời điểm, chúng ta những này bì môn đệ tử đều thành không có mẹ hài tử, đã mọi thứ đều dựa vào chính chúng ta, còn lưu tại bì môn làm cái gì? Địch Bình Thanh nói, Tào lão đệ a, ngươi chẳng lẽ còn thấy không rõ tình thế, không phải bì môn xảy ra vấn đề, mà là có người xảy ra vấn đề. Tào Bình Nghĩa đương nhiên biết rõ Địch Bình Thanh chỉ người là ai, hắn không có lập tức phát biểu ý kiến. Địch Bình Thanh nói, từ khi môn chủ bế quan, môn chủ vị trí trên thực tế liền rơi vào cô nàng kia trong tay, kỳ thật chỉ cần nàng có thể dẫn dắt bì môn hảo hảo phát triển, là bì môn tận tâm tận lực, ta cũng không có gì nhìn pháp, nhưng ngươi xem một chút nàng từ khi lên làm đời môn chủ đến nay làm cái gì. Địch Bình Thanh dừng lại một chút nói, kỳ thật ngươi so ta rõ ràng hơn, nhân hòa đường không phải liền là nàng từ trên tay ngươi lấy đi. Tào Bình Nghĩa nói, nhân hòa đường là ta cam tâm tình nguyện chuyển nhường cho nàng. Địch Bình Thanh cười hắc hắc nói, người ta như thế bằng hữu nhiều năm, ở trước mặt ta ngươi cần gì phải nói dối, là nàng cùng Hứa Thuần Lương liên thủ từ trong tay ngươi cướp đi cổ phần, kia họ Hứa tiểu tử ỷ vào cấp trên có người, chăm làm khó dễ ngươi thần nông thuốc nghiệp, ngươi cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới nhịn đau cắt thịt. Tào Bình Nghĩa thở dài, Địch Bình Thanh lại nhắc lên sự đau lòng của hắn chuyện cũ, nhân hòa đường là một tảng mỡ dày, hắn đã ăn vào miệng bên trong, lại không thể không phun ra. Địch Bình Thanh nói, thân là đời môn chủ, cấu kết ngoại nhân lợi dụng thủ đoạn hèn hạ chèn ép trong môn huynh đệ, cái này đã trái với môn quy, ngươi vì lấy đại cục làm trọng không chịu nói, nhưng chúng ta tất cả đều nhìn ở trong mắt. Tào Bình Nghĩa cười khổ nói, việc này không đề cập tới cũng được. Địch Bình Thanh nói, ngươi không muốn nhắc tới, chúng ta liền không đề cập tới, nhưng ngươi có hay không cảm thấy lần này phát sinh ở trên thân thể ngươi sự tình cùng lần trước rất giống. Tào Bình Nghĩa trong lòng thầm than, đâu chỉ rất giống. Đơn giản chính là giống nhau như đúc, hắn cũng hoài nghi là Hạ Hầu Mộc Lan lại lần nữa hướng tự mình ra tay, nhưng là hắn cũng không có chứng cứ gì, cũng nghĩ không ra Hạ Hầu Mộc Lan ra tay với mình lý do. Địch Bình Thanh nói, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, ta thống kê một chút xảy ra chuyện xí nghiệp, tồn tại một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là cùng cái nào đó tập đoàn sinh ý có cạnh tranh, nếu như các ngươi đều đổ, như vậy cuối cùng được lợi chính là ai? Tào Bình Nghĩa nói, nhưng nàng làm như vậy lại có chỗ tốt gì? Địch Bình Thanh nói, một nhà độc đại, độc bá thuốc bắc thị trường, ngươi đừng tưởng rằng bọn hắn giúp ngươi tiến vào cái gọi là bảo hộ danh sách liền có thể tín nhiệm, đánh một bàn tay cho một viên táo ngọt sự tình ai cũng sẽ làm, ngẫm lại ngươi tổn thất lợi ích, so với ngươi từ bọn hắn nơi đó đạt được đơn giản không đáng giá nhắc tới. Tào Bình Nghĩa nói, ta lần này là bị thiết kế. Không chỉ ngươi một cái, Tào lão đệ, ngươi thông minh như vậy người. Chẳng lẽ không có phát hiện chỉ có sản nghiệp của nàng bình an vô sự? Tào Bình Nghĩa nói, chỉ là, ta vẫn không hiểu, nàng làm như vậy đến tột cùng có chỗ tốt gì? Nếu là bì môn huynh đệ sinh ý đều xảy ra sự tình, bì môn thanh thế gặp khó, có lẽ từ đây không gượng dậy nổi, nàng cái này đời môn chủ cũng sẽ nhận ảnh hưởng a. Địch Bình Thanh lắc đầu nói, bì môn, sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, người ta những lão nhân này khả năng còn tại hồ. Nàng loại này tuổi trẻ hậu bối sao lại tướng bì môn coi thành chuyện gì to tát. Vì lợi ích, nàng không tiếc trở thành quan phương công cụ, chèn ép đồng môn bảo toàn mình, lấy tranh thủ càng nhiều hồi báo. Tào Bình Nghĩa càng nghe càng cảm thấy Bình Thanh nói rất có đạo lý, thấp giọng nói, Hoắc huynh có thể là ta chỉ điểm một con đường sáng. Địch Bình Thanh nói, ta hôm nay tới đây chính là vì giúp ngươi, ta không thể trơ mắt nhìn xem bì môn mấy ngàn năm truyền thừa xấu trên tay của nàng. Mới nhà tang lễ đã đình công 3 ngày, liền tại nhà tĩnh dưỡng Vương Đồng An cũng không giữ được bình tĩnh, hắn cho trước mắt tại trong đám chủ trì công tác Tương Kỳ Dũng gọi điện thoại, vừa tiếp thông liền chất vấn, tiểu Tương, ngươi đến cùng tình huống như thế nào? Có biết hay không mới nhà tang lễ nếu như không thể đúng hạn hoàn thành hậu quả? Tương Kỳ Dũng không chút hoang mang, hỏi ngược lại, Vương Cục, là Hứa Thuần Lương hướng ngươi hồi báo a? Vương Đồng An nói, cái gì Hứa Thuần Lương? Chuyện này cùng hắn lại có quan hệ gì? Tương Kỳ Dũng trong lòng tự nhủ không quan hệ mới là lạ. Vương Cục, ngày đó Hứa Thuần Lương tại phòng làm việc của ta, ở ngay trước mặt ta cho thi công phương gọi điện thoại ra lệnh cho bọn họ đình công, ta cũng không có hạ đình công mệnh lệnh, ngươi thật giống như tìm nhầm người. Vương Đồng An thầm mắng người này thật sự là cuồng vọng, ta mặc dù ở nhà nhưng ta cuối cùng vẫn là cục dân chính cục trưởng, người này đối ta vậy mà không có biểu hiện ra một tơ một hào tôn trọng. Tiểu Tương, ngươi là hắn lãnh đạo,
hiện tại cục dân chính chủ trì công tác cũng là ngươi, ngươi sao có thể nói ra loại này không chịu trách nhiệm. Nếu như không có chỉ thị của ngươi, ta không tin Hứa Thuần Lương sẽ để cho thi công phương ngừng công. Tương Kỳ Dũng nói, Vương Cục, ta mặc dù tới thời gian không dài, thế nhưng là ta đối tình huống bên trong nhiều ít cũng biết một chút, phụ trách mới nhà tang lễ công trình cùng trước mắt tại dân chính bệnh viện trùng tu Mộc Lan kiểm tra sức khỏe trung tâm chính là cùng một cái công ty, đều là Đình Lập Kiến Thiết. Đình Lập Kiến Thiết lão bản Đinh Tứ cùng Hứa Thuần Lương quan hệ không phải bình thường, ta cho rằng trong này khả năng tồn tại trao đổi ích lợi vấn đề. Vương Đồng An cả giận nói, Tiểu Tương, ngươi có chứng cứ sao? Ngươi cũng không phải ngày đầu tiên công việc, có biết hay không một cái lãnh đạo nói chuyện phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Không có chứng cứ không thể nói lung tung. Tương Kỳ Dũng nói, ta có thể tìm tới chứng cứ. Vương Đồng An nói, ta cho rằng thái độ làm việc của ngươi có vấn đề. Ngươi đối đồng nghiệp của mình ôm lấy thành kiến, Tiểu Tương, ta minh bạch nói cho ngươi, Đình Lập Kiến Thiết không phải Hứa Thuần Lương tìm đến, là ta tìm đến, ngươi muốn tìm chứng cứ, hướng ta đến a. Tương Kỳ Dũng nhíu mày, căn cứ hắn giải, Vương Đồng An cùng Hứa Thuần Lương quan hệ cũng không có gì đặc biệt, làm sao lại đối với hắn như thế che chở. Vương Cục, ngươi hiểu lầm. Vương Đồng An nói, ta không có hiểu lầm, Tiểu Tương, ta biết ngươi có chút năng lực, nhưng ngươi năng lực mạnh hơn. Một người cũng không làm được sự tình, để ngươi chủ trì công việc, không phải để ngươi đơn đả độc đấu, thân vì một cái lãnh đạo, phải hiểu được đoàn kết đồng sự, điều động tất cả mọi người tính tích cực, ngươi làm như vậy xuống dưới, sẽ chỉ rời xa đồng sự rời xa quần chúng, trong công tác là một loại thụt lùi hành vi. Tương Kỳ Dũng vốn định đổi trở về, nhưng nghĩ lại, hiện tại Vương Đồng An dù sao cũng là mình lãnh đạo trực tiếp, nếu như mình về đổi, rất có thể sẽ chọc giận hắn. Vương Đồng An hướng lãnh đạo cấp trên báo cáo cũng có khả năng. Tương Kỳ Dũng nói, Vương Cục, người vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi, chuyện này ta có thể xử lý tốt. Ta nghỉ ngơi thật tốt, ta có thể an tâm sao? Tiểu Tương, ta nhưng nói cho ngươi, mới nhà tang lễ kiến thiết trong thành phố là cho chúng ta hạ tử mệnh lệnh, nếu là bởi vì ngươi cá nhân nguyên nhân kéo chậm công trình tiến độ, đến trễ kỳ hạn công trình, chính ngươi hướng cấp trên giải thích. Vương Đồng An nói xong tức giận đã cúp điện thoại. Tương Kỳ Dũng cũng tướng điện thoại phủ lên, có chút buồn bực đưa điện thoại di động ném ở trên bàn làm việc. Hắn nghĩ nghĩ, cầm lấy cố nói cho văn phòng gọi điện thoại, để cho người ta thông chi Hứa Thuần Lương tới gặp hắn. Trọn vẹn qua một giờ, Hứa Thuần Lương mới đi đến phòng làm việc của hắn. Tương Kỳ Dũng một đoán chính là người này cố ý kéo dài, trong lòng của hắn kìm nén một đám lửa, đối diện cười tủm tỉm đi tới Hứa Thuần Lương, thậm chí không có chào hỏi hắn ngồi xuống. Hứa Thuần Lương mới mặc kệ hắn, mình hướng trên ghế salon ngồi xuống, lần này Hứa Thuần Lương là mang chén trà của mình tới, ngờ tới Tương Kỳ Dũng không sẽ chủ động pha trà cho hắn, lão tử tự chuẩn bị, hôm nay chính là muốn hảo hảo mài mài ngươi tính tình. Tương Kỳ Dũng nói ngay vào điểm chính, Hứa Thuần Lương, ngươi có ý tứ gì? Hứa Thuần Lương nói, Tương Cục có ý tứ gì? Ta có chút không rõ ngươi ý tứ a. Tương Kỳ Dũng cưỡng ép khống chế lại vỗ bàn xúc động, Hứa Thuần Lương. Người tại sao muốn để Đình Lập Kiến Thiết đình công? Hứa Thuần Lương nói, không phải để bọn hắn đình công, công trình còn đang tiến hành, ta là để bọn hắn chỉnh lý một phần công trình rõ ràng chi tiết danh sách, quay đầu cho Tương Cục đưa tới, để Tương Cục hảo hảo điều tra thêm, nếu như Tương Cục cho rằng bên trong không có vấn đề, công trình mới có thể toàn diện bắt đầu, nếu như tra ra vấn đề, cái này Đình Lập Kiến Thiết không cần cũng được, đương nhiên, nếu là tra ra vấn đề của ta, người cùng nhau đem ta cho xử lý. Tương Kỳ Dũng nói, ngươi thái độ gì? Căn cứ đối các vị lãnh đạo đối chúng ta cục dân chính chăm chú phụ trách thái độ, ngày đó cùng Tương Cục nói chuyện về sau. Hứa Thuần Lương vặn ra chén trà đóng, chậm rãi nhấp một ngụm trà, rất không giảng cứu đem uống đến miệng bên trong một mảnh lá trà, phốc. Thóa tại Tương Kỳ Dũng văn phòng trên sàn nhà. Tương Kỳ Dũng thầm mắng người này cuồng vọng, còn không tin ta chỉ không được ngươi. Hứa Thuần Lương lại nhấp một ngụm trà mới nói, vừa rồi ta nói đến chỗ nào rồi? Tương Kỳ Dũng nói, ngươi nói ngày đó chúng ta nói chuyện về sau. Đúng rồi, nhìn ta trí nhớ này, gần nhất công việc bận quá, ta tấp nập quên sự tình, Tương Cục, ngày đó cùng ngươi nói chuyện về sau, ta cho rằng ngươi nói đều đúng, ngươi là tại bảo vệ ta cuối cùng tuổi còn rất trẻ, đối có chút sự tình nhận biết không đủ khắc sâu, không đủ tỉnh táo, giống ta dạng này người trẻ tuổi không thể bằng vào lấy đầy ngập nhiệt tình đi làm việc, đầu tiên phải giống như Tương Cục một dạng hiểu được bảo vệ mình. Cho nên ta liền để tương quan đơn vị tiến hành tự tra, nếu như tra không xảy ra vấn đề. Chúng ta cũng yên lòng, người nói có đúng hay không? Tương Kỳ Dũng nói,
ta cũng không có để ngươi bò bò giữ mình, Hứa Thuần Lương, tự cha có thể, nhưng là ngươi để bọn hắn đình công liền không đúng, nếu như làm trễ nải kỳ hạn công trình, ngươi có thể nhận gánh trách nhiệm sao? Hứa Thuần Lương nói, không đình công, chậm trễ kỳ hạn công trình cũng so tham ô mục nát mạnh hơn, nếu như làm trễ nải kỳ hạn công trình, ta khẳng định gánh chịu không được trách nhiệm, cấp trên vấn trách, cái thứ nhất là vương cục, sau đó là ngươi, ta chính là cái tiểu nhân vật, ngươi cũng không thể suy nghĩ đem ta đẩy đi ra gánh tội thay, tương cục, ngươi sẽ không làm thứ chuyện thất đức này à. Tương Kỳ Dũng tức đến xanh mét cả mặt mày, mắng ai thất đức đâu. Ngươi mới thất đức. Tương Kỳ Dũng nói, 5 ngày, trong vòng 5 ngày nhất định phải tự tra hoàn thành, đem kết quả báo cáo cho ta, không có vấn đề, lập tức khởi công, toàn lực tăng tốc kiến thiết. Hứa Thuần Lương nói, tương cục, ngươi thật giống như quên, ta là chủ nhiệm phòng làm việc, ngươi nói những chuyện này cùng ta không quan hệ nhiều lắm, ta cũng không có quyền lực này, ta có thể xung làm ngươi cùng thi công phương ở giữa cầu lương, nhưng là ta không thể thay thế tác dụng của ngươi. Tương Kỳ Dũng ha ha cười lạnh nói, tiểu Hứa, ngươi tại dùng loại phương thức này tướng ta quân a. Hứa Thuần Lương giả trang ra một bộ kinh ngạc không hiểu dáng vẻ, tương cục, ngươi làm sao lại loại suy nghĩ này? Con người của ta từ trước đến nay công và tư rõ ràng, coi như ta bí mật không thế nào thích ngươi, nhưng ta trong công tác vẫn là phục tòng mệnh khiến nghe chỉ huy, ngươi dù sao cũng là lãnh đạo của ta. Tương Kỳ Dũng nói, công và tư rõ ràng tốt nhất, có câu nói ta cũng nói cho ngươi, ta thái độ đối với ngươi rất không thích, ngươi đang lợi dụng dạng này tiêu cực phương thức cho công việc chế tạo chướng ngại, là không chịu trách nhiệm. Hứa Thuần Lương nói, tương cục, ngươi chớ vội cho ta chụp mũ, để cho ta đem cùng phía đầu tư thi công phương quan hệ làm rõ ràng tả minh bạch hướng ngươi hồi báo là ngươi, hiện tại ta dựa theo chỉ thị của ngươi đi làm, ngươi còn nói ta tiêu rất đúng đợi công việc, tương cục, ta tại thể chế bên trong công việc cũng có một đoạn thời gian, nói câu ngươi không thích nghe, ta liền chưa thấy qua ngươi như thế xoắn suýt lãnh đạo, ngươi đến cùng muốn ta như thế nào? Ngươi đến tột cùng là để cho ta hướng đông vẫn là hướng tây? Tương Kỳ Dũng cầm điện thoại lên, bấm Cảnh Thanh Tùng điện thoại, ngay trước Hứa Thuần Lương bột lớn tiếng nói, Cảnh Thanh Tùng đồng chí, ngươi giúp ta thông chi thi công phương, để bọn hắn lập tức làm trở lại kiến thiết, nếu như bọn hắn không cách nào tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành, trong đám sẽ truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Hứa Thuần Lương khinh thường nở nụ cười, cái này cũng không có trốn qua Kỳ Dũng con mắt, Tương Kỳ Dũng cúp điện thoại về sau cả giận nói, ngươi cười cái gì? Hứa Thuần Lương nói, tương cục đối tình huống cụ thể giống như không rõ lắm, ta đề nghị ngươi vẫn là hảo hảo điều tra một chút, tốt nhất đem tất cả thi công hợp đồng đều lý một lần, làm rõ ràng ngươi truy cứu trách nhiệm đối tượng lại nói. Tương Kỳ Dũng nói, Hứa Thuần Lương, ngươi thật cảm thấy ngoại trừ đỉnh lập kiến thiết, Đông Châu liền không có kiến thiết đơn vị có thể nhận xây mới nhà tang lễ công trình. Hứa Thuần Lương nói, đây không phải ta một cái chủ nhiệm phòng làm việc có thể cân nhắc sự tình, nếu như ngươi cho rằng đỉnh lập kiến thiết đang thi công tồn đang vấn đề, ngươi đều có thể để bọn hắn bị loại. Tương Kỳ Dũng nói, ngươi có thể đi, hắn làm người phách lối, nhưng là hắn chịu không được người khác phách lối. Hứa Thuần Lương lắc đầu, tương cục a, người này không tốt lắm ở chung. Hắn cầm chén trà nghênh ngang rời đi. Hứa Thuần Lương sau khi đi, Tương Kỳ Dũng lập tức để cho người ta đem mới nhà tang lễ kiến thiết hợp đồng đều đưa tới. Tương Kỳ Dũng ở phương diện này bài tập làm không đủ đầy đủ, hắn biết đỉnh lập kiến thiết là nửa đường tham gia, thuộc về chuyển bao hợp đồng, nhưng là hắn đối phần này hợp đồng cũng không có cẩn thận nghiên cứu qua, sau khi xem mới ý thức tới hợp đồng đối đỉnh lập kiến thiết ước thúc không đủ, ai đều không phải người ngu, Đinh Tứ từ Triệu Hiểu Mậu trong tay tiếp nhận cái này cục diện rối rắm. Đầu tiên nghĩ đến chính là tận khả năng giảm bớt trách nhiệm, nóng lòng thoát khốn Triệu Hiểu Mậu làm ra không ít nhượng bộ. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì, Triệu Hiểu Mậu vẫn là phải gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Tương Kỳ Dũng người này cũng là không dễ dàng chịu thua hạng người, Hứa Thuần Lương khiêu khích khơi dậy hắn mãnh liệt lòng háo thắng, hắn hưng khởi tướng đỉnh lập kiến thiết đá ra khỏi cục suy nghĩ, hắn lại không phải là không có phương diện này người mạch. Dựa theo Tương Kỳ Dũng ý nghĩ, hắn tìm được trước một cái đáng tin cậy kiến trúc thương tới đón bàn, sau đó mượn cớ đem đỉnh lập kiến thiết đá ra khỏi cục, cho Hứa Thuần Lương một bài học, cũng tốt thừa cơ lập uy. Nhưng hắn rất nhanh liền nhận rõ một cái hiện thực, quen thuộc kiến trúc thương nghe xong là mới nhà tang lễ công trình, ngựa bên trên biểu thị cự tuyệt, không phải nói mới nhà tang lễ công trình không kiếm tiền, mà là ai cũng không có can đảm đi kiếm cái này tiền. Huống chi trong vòng người nào không biết Đinh Tứ là kẻ hung hãn, không đáng vì như thế điểm công trình đắc tội hắn. Không có đạt thành ý nguyện, Tương Kỳ Dũng vừa tìm được mới nhà tang lễ tổng nhận thầu thương Triệu Hiểu Mậu, hỏi thăm hắn tướng công trình chuyển bao sự tình,
Triệu Hiểu Mậu không có nghe hai câu liền đã cúp điện thoại. Tương Kỳ Dũng trong lòng cái này phiền muộn a, hắn càng nghĩ, chuyện này chỉ có hai cái phương pháp giải quyết, một là hắn chịu thua, một là thông qua cách khác hướng Hứa Thuần Lương tạo áp lực, để Hứa Thuần Lương cúi đầu. Tương Kỳ Dũng tại vào lúc ban đêm đi Uông Kiến Minh trong nhà, vừa vặn gặp đồng dạng tới làm khách Uông Kiến Thành. Tương Kỳ Dũng cùng Uông Kiến Thành đã sớm nhận biết, vẫn là bạn học thời đại học, hàn huyên vài câu, Uông Kiến Thành một cách tự nhiên hỏi Tương Kỳ Dũng đi mới đơn vị tình huống công tác. Tương Kỳ Dũng thở dài nói, công việc này so ta trong dự đoán độ khó lớn hơn. Uông Kiến Minh nghe được hắn thở dài một tiếng, lại nghe hắn nói ra lời như vậy, lập tức minh bạch Tương Kỳ Dũng là đến từ mình nơi này cầu viện tới. Sớm tại tướng Tương Kỳ Dũng đặt ở cái này cương vị mới bắt đầu, Uông Kiến Minh đối các loại nhưng có thể tính liền có dự phán, suy đoán 8-9 phần 10 cùng Hứa Thuần Lương có quan hệ. Tương Kỳ Dũng mang theo con cháu thế ra coi trời bằng vung ngạo khí, Hứa Thuần Lương lại là cái kiệt ngạo bất tuần tính tình, hai người này gặp gỡ không va chạm ra châm lửa hoa ngược lại là kỳ quái. Uông Kiến Minh cười nói, mới tới mới đơn vị làm việc khó tránh khỏi gặp được một vài vấn đề, ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi nhất định có thể vượt qua. Tương Kỳ Dũng nghe ra Uông Kiến Minh cũng không muốn nhúng tay công tác của hắn, lại không cam tâm không thu hoạch được gì trở về, nhắm mắt nói, Kiến Minh ca, ta cũng không gạt người, ta hôm nay tới là hướng người tìm xin giúp đỡ đến. Uông Kiến Minh nói, người tìm đến ta hỗ trợ, xem ra gặp phải phiền phức cũng không nhỏ. Tương Kỳ Dũng nói đến cũng không tính được cái gì đại phiền toái. Hắn đem Hứa Thuần Lương trong công tác cùng hắn làm đối kháng sự tình nói. Uông Kiến Minh nghe hắn nói xong không có tỏ thái độ, trong lòng thầm suy nghĩ cười, Tương Kỳ Dũng tiểu tử này lần này đụng tới kẻ khó chơi, đối tiểu tử này tới nói không thể nói là chuyện xấu, thúc thúc hắn Tương Thiên Nhạc liền xin nhờ Uông Kiến Minh phải thật tốt bồi dưỡng Tương Kỳ Dũng, tăng cường đối với hắn rèn luyện, hảo hảo áp chế hắn ngạo khí, Uông Kiến Minh an bài tương đương cho hắn rèn luyện cơ hội. Uông Kiến Thành nói, Hứa Thuần Lương tiểu tử này đến đâu mà đều không an phận, bất quá Kỳ Dũng, ngươi cùng hắn tại sao có thể có mâu thuẫn a? Tương Kỳ Dũng nói, ta cũng không rõ ràng, ta đối với hắn vẫn luôn rất khách khí, ta đoán chừng là bởi vì ta đi cục dân chính cản hắn tấn thăng con đường. Uông Kiến Minh trong lòng thầm than, cái này Tương Kỳ Dũng đầu não cũng không phải quá tỉnh táo, ngươi cho rằng người người giống như ngươi, tuổi còn trẻ liền có thể lên tới phó phòng vị trí. Hứa Thuần Lương nhưng không có nhà ngươi bối cảnh. Uông Kiến Thành nói, lấy ta đối hắn giải, hắn không đến mức đi. Ta cảm giác hắn người này tại bên trong thể chế chính là hòa với chơi, không có mạnh như vậy quyền lực muốn. Tương Kỳ Dũng nói, đó là bởi vì ngươi cùng hắn không có lợi hại xung đột. Uông Kiến Minh nói, tiểu Tương, sinh ra mâu thuẫn chưa hề đều không phải là một người vấn đề, vừa rồi ta nghe ngươi từ đầu đến cuối đang nói không phải là hắn, ngươi có suy nghĩ hay không qua ngươi tự thân có cái gì làm được chỗ không đủ. Tương Kỳ Dũng nói, ta là dựa theo điều lệ làm việc, khả năng ta xúc phạm hắn một chút lợi ích. Lúc này Uông Kiến Minh điện thoại vang lên, hắn đứng dậy đi nghe, trong phòng khách chỉ còn lại Tương Kỳ Dũng cùng Uông Kiến Thành. Uông Kiến Thành cùng Tương Kỳ Dũng quan hệ không tệ, hắn nhìn ra đại ca đối Tương Kỳ Dũng sự tình không có hứng thú gì, đoán chừng cũng không thể là vì Tương Kỳ Dũng ra mặt, làm một người đứng xem, Uông Kiến Thành cũng cho rằng Tương Kỳ Dũng bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này tìm đến đại ca hỗ trợ có chút nhỏ nói thành to, chuyện này chỉ có thể chứng minh hắn khiếm khuyết năng lực lãnh đạo cùng câu thông kỹ xảo. Tương Kỳ Dũng thấp giọng nói, người cùng Hứa Thuần Lương rất quen. Uông Kiến Thành nhẹ gật đầu, hai người các ngươi coi như không thể trở thành bằng hữu cũng không nên trở thành địch nhân. Tương Kỳ Dũng nói, ngươi là không biết hắn có bao nhiêu phách lối, ta tốt xấu là hắn lãnh đạo, hắn căn bản không nể mặt ta. Uông Kiến Thành nói, hắn chính là cái tính khí kia, ăn mềm không ăn cứng. Tương Kỳ Dũng nói, ta đối với hắn đủ khách khí. Hắn hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Uông Kiến Minh gọi điện thoại còn chưa có trở lại. Uông Kiến Thành có chút muốn cười, người đừng xem, ta đại ca nhất thời bán hội sẽ không trở về. Tương Kỳ Dũng lại không ngốc, minh bạch Uông Kiến Minh hẳn là sẽ không quản chuyện này, có chút hối hận qua đến chuyến này. Uông Kiến Thành nói, ta cho ngươi một cái đề nghị, ngươi chớ cùng hắn đấu, nếu là hắn hỗn khởi đến, không sợ trời không sợ đất, cái gì đều có thể không thèm đếm xỉa. Tương Kỳ Dũng nói, ta còn đừng sợ hắn. Uông Kiến Thành nói, người đương nhiên không sợ, nhưng không cần phải vậy, sự tình làm lớn chuyện, người có người lật tẩy, nhưng hắn cũng có a. Uông Kiến Thành hướng Tương Kỳ Dũng tới gần một chút, hạ giọng nói, Diệp lão là hắn ông nội nuôi ngươi không phải không biết a. Tương Kỳ Dũng ngây ngẩn cả người, Diệp lão.
Cái nào Diệp lão, không phải là... Uông Kiến Thành nhẹ gật đầu. Tương Kỳ Dũng minh bạch, khó trách Hứa Thuần Lương phách lối như vậy, hắn chỉ biết là Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết đã từng nói qua yêu đương, hiện tại sớm đã chia tay, nhưng là hắn cũng không biết Hứa Thuần Lương cùng Diệp gia còn có như thế mật thiết. Quan hệ, coi như thúc thúc hắn nhìn thấy Diệp lão cũng phải cúi đầu cười bồi. Uông Kiến Thành nói, người A, vẫn là đi học thời điểm bộ dáng, tính tình cũng nên thu vừa thu lại. Tương Kỳ Dũng lần này nghe lọt được, thấp giọng nói, thật không phải vấn đề của ta, hắn thật ngông cuồng. Uông Kiến Thành nói, ta mặc dù không hỗn thể chế, nhưng ta cũng biết chức vị càng cao càng hẳn là điệu thấp, ta đại ca lời nói mới rồi ngươi nghe không hiểu A, ngươi nói người khác thời điểm, có phải hay không hẳn là trước suy tính một chút từ mình, ngươi liền không có một chút xíu làm được chỗ không đúng. Tương Kỳ Dũng nói, bây giờ suy nghĩ một chút, ta tại một số phương diện làm được thật có chút không đủ, được rồi, ta không theo hắn so đo. Uông Kiến Thành nói, nghĩ như vậy là được rồi, người căn bản là không cần phải vậy cùng hắn đưa khí, người đi cục dân chính có thể ngốc bao lâu, người nhất định đi lên phía trước, nhìn thấy cái đinh người nhất định phải đưa nó dẫm bằng, người không sợ đem từ mình chân ghim. Tương Kỳ Dũng nói, đúng, người nói đúng. Uông Kiến Thành nói, như vậy đi, ta quay đầu tổ cái cục, chúng ta ba người cùng một chỗ ngồi một chút, để các ngươi chén rượu mẫn ân cừu. Tương Kỳ Dũng vẻ mặt đau khổ nói, uống rượu thôi được rồi. Ta coi như hai cái cũng uống bất quá hắn một cái. Phụ trách Bạch Mộ Sơn, Loan Ngọc Xuyên hai tông án mạng cảnh sát Liễu Thanh Sơn chuyên tới một chuyến Đông Châu tiến hành điều tra lấy chứng, bởi vì trước đây có quá nhiều lần tiếp xúc, Lục Kỳ tiếp nhận trong cục cắt cử chuyên phụ trách tiếp đãi cùng đi. Liễu Thanh Sơn đến Đông Châu ngày thứ hai liên hệ Hứa Thuần Lương, hy vọng cùng hắn gặp mặt một lần, gặp mặt địa phương chính là Hứa gia đã từng mở hồi xuân đường địa phương, hiện tại bề ngoài vẫn là tại Hứa Thuần Lương danh nghĩa. Chỉ bất quá cho người khác mướn làm mỹ dung cơ cấu. Hứa Thuần Lương cũng có một đoạn thời gian rất dài chưa có tới nơi này, bình thường người thuê cùng hắn lại không cần gặp mặt, dù sao đến thời gian liền sẽ chủ động đem tiền đánh tới tài khoản của hắn bên trong. Bởi vì định ngày hẹn thời gian còn sớm, thẩm mỹ viện còn không có mở cửa, ba người liền ở bên ngoài ngồi xuống, ngoài trời cái bàn còn là đã đi qua Hứa Thuần Lương mua được để ở chỗ này. Liễu Thanh Sơn nói, Hứa chủ nhiệm tuổi còn trẻ liền đã thực hiện tài phú tự do, thật là khiến người ta hâm mộ. Hứa Thuần Lương cười nói, Đông Châu địa phương nhỏ cùng tỉnh thành không thể so sánh, nếu như mặt tiền này ở vào Nam Giang, ta ngược lại thật ra có hy vọng thực hiện tài phú tự do. Lục Kỳ nói, Liễu đội, ngài là không tìm hiểu tình huống, chân chính đáng tiền chính là hồi xuân đường tấm chiêu bài này. Liễu Thanh Sơn nói, ta cũng đã được nghe nói, hảo hảo làm sao không làm. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, ta nói các ngươi là đến tra án vẫn là cha ta. Liễu Thanh Sơn cười nói, ngươi đừng hiểu lầm, tình huống ta hầu hết đã hiểu rõ, hôm nay chính là nghĩ tới đây nhìn xem, còn có chính là muốn theo ngươi gặp mặt một lần, ngươi đi qua cho ta đã giúp nhiều lần như vậy bận bịu, ta đều không có tới kịp cảm tạ ngươi. Hứa Thuần Lương nói, dối trá không phải, tại Nam Giang thời điểm, ngươi có thể nói qua, chỉ muốn gặp được ta chuẩn không có công việc tốt. Mỗi lần có án tình trọng đại phát sinh, ta đều trùng hợp ở đây. Liễu Thanh Sơn cùng Lục Kỳ cùng một chỗ nở nụ cười, Hứa Thuần Lương nhìn Lục Kỳ một chút, tiểu tử này cũng không có sớm cùng mình lộ chân tướng, Liễu Thanh Sơn đến cùng tới làm gì? Liễu Thanh Sơn đem Nam Giang bên kia tiến triển giới thiệu sơ lược một chút, tai nạn xe cộ trọng thương Tô Vân Toàn may mắn tránh thoát một kiếp, hiện tại người đã vượt qua kỳ nguy hiểm, mệnh là bảo vệ, bất quá bị thương quá nặng, nửa đời sau có thể muốn cùng xe lăn làm bạn. Đôi này một vị tâm nội khoa chuyên gia tới nói tương đương chức nghiệp kiếp sống triệt để bị hủy diệt. Căn cứ bọn hắn trước mắt nắm giữ tư liệu, đã cơ bản loại bỏ Tiết An Lương hiểm nghi, hiện tại Tiết An Lương đã được tha, nhưng là trong ngắn hạn còn cần lưu tại Nam Giang, tùy thời phối hợp cảnh sát điều tra. Hứa Thuần Lương nói, Liễu đội, kỳ thật người không cần thiết nói với ta những này, ta lại không phải là các ngươi hệ thống bên trong, người đem những này nội bộ tư liệu nói cho ta, có phải hay không dính líu để lộ bí mật. Liễu Thanh Sơn cười nói, ta cũng không có trông cậy vào ngươi gia nhập chúng ta điều tra đội ngũ, Hứa chủ nhiệm, ta phát hiện một loạt chuyện này kỳ thật đều là vây quanh xương rồng phát sinh. Hứa Thuần Lương trong lòng cười thầm, hiện tại mới phát hiện sao? Lão Liễu đang phá án phương diện ngộ tính xem ra cũng không có gì đặc biệt. Liên quan tới xương rồng manh mối ta không phải đã sớm cung cấp cho ngài sao? Liễu Thanh Sơn gật đầu nói, đúng, ta lần này tìm ngươi chủ yếu là muốn biết một chút. Những cái kia xương rồng bên trong đến tột cùng là cái gì nội dung, vì sao lại gây nên nhiều như vậy chú ý,
Bạch Mộ Sơn cùng Loan Ngọc Xuyên bọn hắn tại sao muốn tốn hao như thế lớn đại giới đến sưu tập xương rồng. Hứa Thuần Lương nói, ta không biết. Có thể hay không giúp ta dẫn gặp một chút Hứa lão tiên sinh. Hứa Thuần Lương nói, ta cảm thấy vẫn là không nên quấy rầy ông nội ta, hắn đối với chuyện này cũng là hoàn toàn không biết gì cả, nếu như hắn lúc trước biết xương rồng chân quý như vậy, hắn cũng sẽ không tùy tiện quyên ra ngoài. Liễu Thanh Sơn nói, Tô Vân Toàn gần đây phản ứng một chút tình huống, theo như hắn nói, Loan Ngọc Xuyên bệnh tình kinh lịch một lần rất kỳ quái lặp đi lặp lại, hắn còn nói, ngươi đã từng đã cứu Loan Ngọc Xuyên tính mệnh. Hứa Thuần Lương nói, không có khoa trương như vậy, ta chỉ là trùng hợp giúp hắn làm cái tim phổi khôi phục. Liễu Thanh Sơn nói, ta hiểu rõ một chút cùng ngày ngươi nghĩ cách cứu viện Loan Ngọc Xuyên tình huống, giống như không phải tim phổi khôi phục đơn giản như vậy. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Liễu nội, người điều tra trọng điểm hẳn là đặt ở ai giết người phương hướng, mà không phải ai cứu được người, ta cứu người ta còn có tội à. Liễu Thanh Sơn nói, người không nên hiểu lầm, ta không có điều tra người ý tứ, ta chỉ là đối xương rồng nội dung sinh ra lòng hiếu kỳ, ta hoài nghi là không phải là bởi vì những này xương rồng mới đưa đến tử vong của bọn hắn. Lục Kỳ nói, căn cứ Tô Vân Toàn hồi ức, Loan Ngọc Xuyên xảy ra chuyện cùng ngày hắn gặp được một cái đã chết đi nữ nhân. Lục Kỳ nói tới chính là Bùi Lâm, kỳ thật Hứa Thuần Lương khi biết sau chuyện này trước tiên nói cho hắn, Lục Kỳ nói như vậy liền xảo diệu tướng cái này một tiết biến mất, Tô Vân Toàn sau khi tỉnh dậy đã đem hết thảy bàn giao ra. Liễu Thanh Sơn nói, Tô Vân Toàn phát sinh tai nạn xe cộ trước đã từng đi trường đảng tìm ngươi, hắn đem chuyện này nói cho ngươi. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, chuyện gì? Hắn nhìn thấy Bùi Lâm, hoang đường, Bùi Lâm đều đã chết lâu như vậy, làm sao có thể xuất hiện? Ta nhìn cái này Tô Vân Toàn trạng thái tinh thần có vấn đề, các ngươi có phải hay không trước tìm người chuyên gia giúp hắn giám định một chút. Liễu Thanh Sơn nói, chúng ta toàn diện điều tra tỉnh nhân y cùng ngày màn hình giám sát, rốt cục vẫn là có phát hiện. Lục Kỳ nói, hoàn toàn chính xác phát hiện một nữ tử cùng Bùi Lâm trưởng đến cơ hồ giống nhau như đúc. Hứa Thuần Lương nói, có ảnh chụp sao? Cho ta xem một chút. Liễu Thanh Sơn cười cười, từ trong túi công văn xuất ra một cái phong thư. Từ bên trong rút ra mấy tấm hình đưa cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương tiếp nhận dần dần quan sát, trên tấm ảnh nữ nhân thật là Bùi Lâm, cái này cũng không có gì thật là kỳ quái, Tô Vân Toàn có thể điều tra màn hình giám sát, cảnh sát cũng được, mà lại bọn hắn nắm giữ tài nguyên càng toàn bộ. Hứa Thuần Lương quan sát ảnh chụp quá trình bên trong bỗng nhiên sửng sốt một chút, bởi vì hắn thấy được mình, nhìn thấy mình đang cùng một nữ nhân nói chuyện, nữ nhân kia rõ ràng chính là Bùi Lâm. Thật là sống gặp quỷ. Hứa Thuần Lương xích lại gần nhìn kỹ một chút, là mình không sai, nhưng mình không cùng Bùi Lâm đã gặp mặt a, cảnh tượng này ngược lại là có chút quen thuộc, hắn nhớ lại, ngày đó hắn rõ ràng là cùng Tô Tình một khởi uống trà, làm sao trên tấm ảnh đổi thành Bùi Lâm, Hứa Thuần Lương có thể kết luận cái này ảnh chụp sử dụng kỹ thuật thủ đoạn. Hứa Thuần Lương tướng ảnh chụp đưa trả lại cho Liễu Thanh Sơn, giả. Ta biết. Hứa Thuần Lương hơi kinh ngạc nhìn qua Liễu Thanh Sơn, biết ngươi còn đưa cho ta nhìn. Liễu Thanh Sơn nói, đạt được những hình này về sau, chúng ta đầu tiên tìm khoa kỹ thuật làm giám định, mặc dù ảnh chụp xử lý rất tốt, nhưng vẫn là phát hiện rất nhiều người vì tu đồ vết tích, chúng ta cảm thấy hứng thú không phải những hình này, mà là bọn hắn tại sao muốn đem ngươi cho liên lụy tiến đến. Hứa Thuần Lương nói, vấn đề này giống như không nên ta đến trả lời đi. Liễu Thanh Sơn nói, theo ta được biết, Long Cổ nhà bảo tàng kim chủ là Loan Ngọc Xuyên. Loan Ngọc Xuyên những năm này đều tại giúp đỡ Bạch Mộ Sơn tiến hành xương rồng cất giữ cùng công việc nghiên cứu, vì thế đầu nhập vào đại lượng tiền tài, người cũng trợ giúp bọn hắn liên lạc qua. Hứa Thuần Lương trong lòng khẽ giật mình, người biết chuyện này cũng không nhiều, chẳng lẽ là Mặc Hàm hướng cảnh sát cung cấp tình báo. Liễu Thanh Sơn nói, chúng ta trên cơ bản có thể kết luận, gần nhất một hệ liệt bản án đều cùng xương rồng có quan hệ, nói xác thực cùng xương rồng phía trên văn tự nội dung có quan hệ. Lần này tới Đông Châu chính là vì tìm căn nguyên tố nguyên, hy vọng có thể để lộ chân tướng. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, ta tuyệt đối ủng hộ, kỳ thật lớn nhất người bị hại chính là chúng ta Hứa gia. Liễu Thanh Sơn từ Hứa Thuần Lương nơi này không thể đến bất kỳ muốn đáp án, Hứa Thuần Lương đối với hắn ngược lại là phi thường khách khí, còn mời hắn giữa trưa cùng nhau ăn cơm giúp hắn bày tiệc mời khách, Liễu Thanh Sơn lấy cớ công vụ bề bộn lời nói dịu dàng tạ tuyệt, tiếp xuống hắn còn phải đi Đông Châu viện bảo tàng. Lục Kỳ không có cùng đi Liễu Thanh Sơn cùng một chỗ tiến về, mặc dù cục thành phố để hắn cùng đi điều tra, nhưng là song phương dù sao lệ thuộc vào khác biệt đơn vị, có một số việc Liễu Thanh Sơn cũng không muốn hắn ở đây.
Liễu Thanh Sơn rời đi về sau, Lục Kỳ nói cho Hứa Thuần Lương, Nam Giang cảnh sát đã tra được cái kia cực giống Bùi Lâm nữ nhân nhiều đoạn video, có thể xác định chính là, nữ nhân kia dáng dấp cùng Bùi Lâm cơ hồ giống nhau như đúc. Bởi vì Loan Ngọc Xuyên cũng là chết bởi cây thầu dầu độc tố, cùng lúc trước Bùi Lâm đối phó Dương Mộ Phong thủ pháp cơ hồ giống nhau như đúc, cho nên Lục Kỳ nhận là nữ nhân này khẳng định cùng Bùi Lâm có một loại nào đó không muốn người biết quan hệ. Theo điều tra xâm nhập, cảnh sát cũng tra ra một chút manh mối, ở trong đó Tiết An Lương xuất thân cũng bị trọng điểm chú ý, Tiết Nhân Trung mặc dù sớm đã trậu vàng rửa tay, nhưng là Nam Tiết Bắc Tạ thanh danh vẫn hiển hách, Tiết An Lương thành là Bạch Mộ Sơn học sinh động cơ tự nhiên nhận hoài nghi. Lục Kỳ cũng không cùng Hứa Thuần Lương cùng nhau ăn cơm, hắn còn phải bồi lão bà đi làm sinh kiểm, Lâm Lệ dự tính ngày sinh liền tại tháng sau. Hứa Thuần Lương điều khiển hắn vài câu, nhắc nhở hắn tận lực không muốn kinh động ra ra, lão gia tử đối xương rồng chuyện về sau cũng không rõ ràng. Buổi trưa, Hứa Thuần Lương nhận được Tiết An Ninh điện thoại, Tiết An Ninh lần này tới điện, chủ yếu là đối Hứa Thuần Lương trong khoảng thời gian này trợ giúp biểu thị cảm tạ, đồng thời cũng nghĩ cùng hắn hẹn cái thời gian gặp mặt. Mục đích còn là vì nàng bệnh tình của phụ thân. Hứa Thuần Lương biểu thị mình đoạn thời gian gần nhất đều tại Đông Châu, tùy thời xin đợi bọn hắn đến. Tiết An Ninh gọi điện thoại thời điểm, Tiết Nhân Trung liền ngồi ở một bên, trên thân bọc lấy chăn lông, trong phòng mở ra gió mát, bất quá hắn vẫn tại run lẩy bẩy, U Minh Hàn Ngọc độc tính lần nữa phát tác, nếu như không chiếm được kịp thời trị liệu, chỉ sợ hắn đã ngày giờ không nhiều. Lần này nếu như không phải nhi tử bị cuốn vào Bạch Mộ Sơn án mạng, hắn cũng sẽ không chuyên đến Nam Giang một chuyến, hiện tại cảnh sát điều tra cuối cùng có manh mối, hết thảy bắt đầu hướng phía có lợi cho nhi tử phương hướng phát triển, sơ bộ chứng minh Tiết An Lương cùng Bạch Mộ Sơn án mạng không quan hệ. Tiết An Ninh mới vừa rồi cùng Hứa Thuần Lương trò chuyện toàn bộ hành trình đều mở miễn đề, Tiết Nhân Trung nghe được rõ ràng, nhìn thấy phụ thân chịu khổ hàn độc dáng vẻ, Tiết An Ninh có chút đau lòng, đi vào phụ thân bên người ngồi xổm xuống, ôm phụ thân đầu vai, nhỏ giọng nói, cha. Ngày mai chúng ta liền đi Đông Châu. Tiết Nhân Trung thở dài nói, có việc cầu người a. Tiết An Ninh nói, người thật quyết định tướng bí mật nói cho hắn biết. Tiết Nhân Trung nói, vậy phải xem nhìn hắn muốn biết cái gì. Tiết An Ninh nói, cha, kỳ thật ta hiện tại chỉ muốn chúng ta người một nhà có thể bình an, những chuyện khác đều không trọng yếu. Tiết Nhân Trung cười khổ nói, bình an nói dễ, nào có dễ dàng như vậy làm được. Lúc này có khách đến. Người đến là Thiên Phàm Tập đoàn Tổng Giám đốc Trần Thiên Phàm, tại Tiết An Ninh dẫn dắt xuống tới đến Tiết Nhân Trung trước mặt. Trần Thiên Phàm tại Tiết Nhân Trung trước mặt cung kính dị thường, tướng lễ vật trong tay đặt ở trên bàn trà, khom người hướng về phía trước nắm chặt Tiết Nhân Trung tay ân cần nói, cha nuôi, người thân thể ra sao? Tiết Nhân Trung nói, còn không có trở ngại, sao ngươi lại tới đây? Trần Thiên Phàm nói, cha nuôi, An Lương xảy ra chuyện thời điểm ta tại Nghê Hồng. Sau khi về nước mới biết được gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngài cũng thế, phát sinh chuyện lớn như vậy vì cái gì không trước tiên cho ta biết. Tiết Nhân Trung ho khan một tiếng nói, sự tình đều đã phát sinh, nói cho ngươi cũng vô sự vô bổ, làm gì thêm một người lo lắng. Trần Thiên Phàm nói, cha nuôi, người đây là coi ta là thành người ngoài, không có người, nào có ta hôm nay. Tiết Nhân Trung vỗ vỗ mờ u bàn tay của hắn, nói khẽ, ngồi xuống nói chuyện. Trần Thiên Phàm lúc này mới ngồi xuống, mỉm cười nói, ta tìm bằng hữu hỏi thăm một chút, An Lương sẽ không có chuyện gì. Tiết Nhân Trung thở dài, tai bay vạ gió, chuyện này rõ ràng là có người muốn giá họa cho hắn. Trần Thiên Phàm nói, ta đã tìm người điều tra chuyện này, tra ra thủ phạm thật phía sau màn ta tuyệt không tha cho hắn. Tiết Nhân Trung lắc đầu nói, tình huống rắc rối phức tạp, chỉ cần An Lương bình an vô sự liền tốt, hiện tại tuyệt không phải nhúng tay thời cơ tốt nhất. Trần Thiên Phàm hạ giọng nói, chuyện này là không phải họ Mặc nha đầu làm ra. Tiết Nhân Trung nói, Loan Ngọc Xuyên cùng Bạch Mộ Sơn đều là nàng người, nàng sao sẽ làm ra loại này tự đoạn hai tay sự tình. Đối nàng không có nửa điểm chỗ tốt, ta nhìn nàng cũng là bị nhầm vào mục tiêu một trong. Trần Thiên Phàm nói, có lẽ là nàng nghĩ độc bá tiên thiên kinh cho nên mới diễn ra cái này ra khổ nhục kế. Tiết Nhân Trung nói, người khác sự tình ta không quan tâm, cũng không muốn nhúng tay. Người tốt nhất không nên khinh cử vọng động, miễn cho bị người khác lợi dụng. Đúng. Tiết Nhân Trung nói, Hứa Thuần Lương thật không đơn giản, người về sau cùng hắn ở chung muốn nhiều mấy phần cẩn thận, nhớ lấy, nhất định không thể bại lộ quan hệ giữa chúng ta. Cha nuôi người yên tâm, hắn sẽ không biết. Trần Thiên Phàm ngây người gần một giờ phương mới rời đi, Tiết
Tiết An Ninh thay cha đem hắn đưa đi ra cửa, trở lại phụ thân bên người. Tiết Nhân Trung nói, là ngươi đem An Lương sự tình nói cho hắn biết. Tiết An Ninh lắc đầu nói, không có, An Lương sự tình náo như thế lớn, hắn nghe nói cũng rất bình thường. Tiết Nhân Trung lạnh lùng nói, hắn có vẻ như trung hậu, kỳ thực tâm cơ thâm trầm, thật cho là ta không biết hắn tính toán nhỏ nhặt. Tiết An Ninh nói, có phải hay không Trần Lão Đao để lại cho hắn một phần địa đồ. Cho nên hắn mới có thể đi Nguy Sơn đảo tìm kiếm tiến vào dưới nước chìm thành mật đạo. Tiết Nhân Trung nói, Trần Lão Đao năm đó cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào dưới nước chìm thành, năm đó hắn nhất định cõng ta nhóm cầm đi thứ nào đó, ta bị vây ở U Minh Hàn Ngọc trong quan thời điểm, ta phi thường rõ ràng, lúc ấy Trần Lão Đao liền tại phụ cận, hắn thấy chết không cứu, thẳng nếu không phải về sau ngươi Bác Nghiêm tìm đến, ta đã sớm bị sống sờ sờ chết ngạt ở trong quan tài ngọc. Tiết An Ninh nói, vậy ngài còn đối Trần Thiên Phàm tốt như vậy? Tiết Nhân Trung cười lạnh nói, đó là bởi vì hắn đối với chúng ta còn có chút tác dụng, hắn tự cho là thông minh, coi là có thể giấu giếm được con mắt của ta, nằm mơ. Nói đến đây, hắn lại kịch liệt ho khan. Tiết An Ninh mau chóng tới giúp phụ thân vỗ phía sau lưng, qua một hồi lâu, Tiết Nhân Trung Phương mới bớt đau đến, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, ta chỉ sợ ngày giờ không nhiều. Tiết An Ninh nói, cha, sẽ không, Hứa Thuần Lương không phải đáp ứng sẽ giúp ngươi giải độc sao. Tiết Nhân Trung nói, ngươi hẳn là rõ ràng, hắn không gặp được muốn đồ vật là không thể nào ra tay giúp ta giải độc, cũng được, ta lại đi chiếu cố hắn, đúng, An Lương đâu. Hắn hôm nay đi Long Cổ nhà bảo tàng hỗ trợ chỉnh lý vật phẩm, bên kia hỏa hoạn sau tổn hại vô cùng nghiêm trọng, Bạch Mộ Sơn sau khi chết, đối bên kia tình huống quen thuộc nhất chính là hắn. Tiết Nhân Trung nhíu mày, cái kia nơi thị phi vẫn là rời xa cho thỏa đáng, ngươi để hắn trở về, ta có việc tìm hắn. Mỗi người đều hiếu kỳ. Tiết An Lương cũng không ngoại lệ, cảnh sát đã cơ bản giải trừ hắn hiểm nghi, kinh lịch một phen đại khởi đại lạc Tiết An Lương đối Bạch Mộ Sơn chết phi thường tò mò, nhất là tại Long Cổ khoa học về động thực vật quán cháy về sau. Hắn đi theo Bạch Mộ Sơn bên người học tập công việc đã có một đoạn thời gian rất dài, Long Cổ nhà bảo tàng từ Chu Hoài Kiến lập đến chính thức mở ra, hắn càng là toàn bộ hành trình kinh lịch, có thể nói hắn đối nhà bảo tàng đồ cất giữ thuộc như lòng bàn tay. Tiết An Lương phi thường tò mò Long Cổ nhà bảo tàng tổn hại tình huống, thông qua tham gia văn vật chỉnh lý công việc, hắn nghĩ chứng thực một sự kiện, lần này đến cùng có phải hay không cùng một chỗ đơn thuần phóng hỏa án. Tổn hại nghiêm trọng nhất cũng không phải là công cộng khu triển lãm, mà là xương rồng viện bảo tàng khố phòng, trong này phong tổn lấy đại lượng văn vật quý giá. Tiết An Lương biết khố phòng tầng hầm có kho bảo hiểm, khu vực này đi qua liền hắn đều không có được phép từng tiến vào, bởi vì văn vật tầm quan trọng. Chỉ có Bạch Mộ Sơn bản người mới có thể mở ra kho bảo hiểm đại môn. Long Cổ nhà bảo tàng mặc dù là Bạch Mộ Sơn sở kiến, nhưng là quyền sở hữu thuộc về Loan Ngọc Xuyên. Loan Ngọc Xuyên sau khi chết, dựa theo luật pháp quy định, hắn hợp pháp người thừa kế là đệ đệ của hắn Điền Trung Ngọc Thành. Hôm nay lần này văn vật kiểm kê cũng là tại Điền Trung Ngọc Thành yêu cầu hạ tiến hành. Điền Trung Ngọc Thành chuyên từ Nghê Hồng chạy đến xử lý ca ca hậu sự, hắn cũng không phải là Nghê Hồng người, mà là về sau nhập tịch. Điền Trung Ngọc Thành sớm đã minh xác biểu thị, hắn sẽ không mang đi Bạch Mộ Sơn danh hạ bất luận cái gì văn vật, tại kiểm kê chỉnh lý về sau, sẽ toàn bộ quyên cho quốc gia, cái này cũng vẫn có thể xem là lựa chọn sáng suốt, xương rồng nhà bảo tàng cất giữ bên trong, không thiếu cấp bậc quốc bảo văn vật, văn bảo đảm bộ môn chắc chắn sẽ không ngồi nhìn những này văn vật đổ hải ngoại. Cùng đi Điền Trung Ngọc Thành cùng một chỗ đến đây còn có con của hắn Điền Trung Nhân Nhất cùng nữ nhi Điền Trung Tĩnh Tử. Điền Trung một nhà đã từ Bạch Mộ Sơn di vật bên trong tìm được kho bảo hiểm chìa khóa cùng mật mã, Tiết An Lương cũng theo cùng bọn hắn cùng một chỗ lần thứ nhất tiến vào căn này kho bảo hiểm. Đánh mở an toàn kho đại môn, tiến vào bên trong, lập tức liền phát hiện bên trong đồ cất giữ đã sớm bị cướp sạch không còn, Bạch Mộ Sơn khi còn sống vẫn lấy làm kiêu ngạo an phòng biện pháp căn bản không chịu nổi một kích. Tướng mạo cực giống Bạch Mộ Sơn Điền Trung Ngọc Thành, nhìn qua trống rỗng kho bảo hiểm, không khỏi nhíu mày. Điền Trung Nhân Nhất nói, trong quá khứ có cái gì? Tiết An Lương nhìn thấy hắn nhìn mình chằm chằm, Phương mới ý thức tới hắn là tại hỏi mình, lập tức lắc đầu nói, ta không biết. Điền Trung Nhân Nhất nói, ngươi là hắn tín nhiệm nhất học sinh, ngươi lại không biết. Tiết An Lương cười khổ nói, ta và các ngươi, hôm nay là lần đầu tiên tiến vào kho bảo hiểm. Điền Trung Ngọc Thành nói, hắn trời sinh tính đa nghi, rất khó tín nhiệm người khác, Tiết tiên sinh, cảm ơn ngươi trợ giúp. Người có thể đi bận biểu chính mình sự tình. Tiết An Lương nghe ra hắn hạ lệnh trục khách, biết điều cáo từ rời đi.
Đến đi ra bên ngoài, mưa thu tí tách dưới đất, Tiết Han Lương nhìn qua tòa này vừa xây thành liền bị thiêu hủy nhà bảo tàng, căn cứ trước mắt hiểu rõ đến tình huống, Điền Trung Ngọc Thành đã quyết định tướng nơi này tất cả văn vật quyên hiến cho Nam Giang Viện Bảo tàng. Nam Giang Viện Bảo tàng sẽ chuyên môn mở một triển lãm cá nhân sảnh dùng để cất giữ những này văn vật, tòa này thiêu hủy nghiêm trọng long cổ nhà bảo tàng về sau đã không có tồn tại tất yếu. Điền Trung Ngọc Thành ý nghĩ là tướng nơi này một lần nữa cải biến thành một mảnh lâm viên, biểu tượng bên trong ngày hữu hảo, ý nghĩ của hắn cũng đã nhận được Nam Giang ngành tương quan đồng ý. Tiết An Lương ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời âm u, trong lòng yên lặng hướng Bạch Mộ Sơn làm cáo biệt, Bạch Mộ Sơn đã chết. Mang ý nghĩa hắn những năm này dưới công phu đã uổng phí, tiếp tục lưu lại nơi này cũng phải không đến bất cứ vật gì, đương nhiên hắn có thể một lần nữa thay đổi đạo sư hoàn thành hắn tiến sĩ việc học, kỳ thật việc học đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Điện thoại di động của hắn vang lên, tỷ tỷ Tiết An Ninh gọi điện thoại tới để hắn trở về, phụ thân có việc cùng hắn thương lượng, Tiết An Lương vừa đi vừa nói chuyện. Không có để ý cùng một cái áo đen nữ nhân gặp thoáng qua. Tiết An Lương quay người nhìn nữ nhân kia một chút, toàn thân áo đen nữ nhân đánh lấy một thanh màu đỏ dù, phảng phất u ám dưới bầu trời nở rộ một đóa kiều diễm hoa hồng. Tiết An Lương cảm giác cánh tay có chút nhói nhói, ngắn ngủi đâm sau cơn đau, cả cánh tay trở nên tê liệt, loại này cảm giác tê dại mở rộng đến toàn thân của hắn. Tiết An Lương ý thức được xảy ra chuyện gì, hắn muốn kêu cứu, ngon miệng lưỡi cổ họng tựa hồ hoàn toàn không thuộc về mình, hắn không cách nào phát ra tiếng. Tiết An Lương nâng tay phải lên muốn gây nên phương xa chỉnh lý phế tích chú ý của nhân viên làm việc, nhưng tay của hắn chỉ mang lên nửa đường, cả người liền như là một dễ cứng ngắc gậy gỗ một dạng thẳng tắp ngã xuống. Tiết An Lương đầu va chạm trên mặt đất, khóe mắt quét nhìn nhìn thấy mắt kính của mình bay ra ngoài, toàn bộ thế giới trong nháy mắt trở nên mơ hồ, mưa thu đánh ra lấy hắn vằn vện tia máu ánh mắt, Tiết An Lương mí mắt khẽ động bất động, còn sót lại ý thức nói cho hắn biết, tính mạng của hắn chi hỏa dần dần dập tắt. Hứa Thuần Lương là từ Lục Kỳ miệng bên trong biết được Tiết An Lương tin chết, người tại Đông Châu công cán Liễu Thanh Sơn lúc nghe việc này về sau, lập tức lên đường quay trở về Nam Giang, trước mắt Tiết An Lương vẫn là Bạch Mộ Sơn một án nhân vật mấu chốt, vừa mới rửa sạch hiểm nghi không lâu, không nghĩ tới cứ thế mà chết đi. Sơ bộ kiểm tra thi thể báo cáo đã ra tới, Tiết An Lương chết bởi độc chết, ở trong cơ thể hắn phát hiện một loại nào đó chí mạng độc tố thành phần tương đối phức tạp, trước mắt có thể xác định là độc rắn. Còn có cái khác mấy loại thành phần, toàn diện kiểm tra kết quả còn cần mấy ngày thời gian. Tại cảnh sát xem ra, Tiết An Lương chết để cho người ta khó hiểu, nếu như muốn tướng Bạch Mộ Sơn chết giá họa cho hắn, cũng không nên tuyển tại hiện ở thời điểm này. Cảnh sát tướng Tiết An Lương chết cùng Bạch Mộ Sơn, Loan Ngọc Xuyên án tử liên hệ tới, cho rằng bọn họ rất có thể là bởi vì cùng một loại nguyên nhân trở thành phía sau màn hắc thủ ám sát mục tiêu. Hứa Thuần Lương biết được việc này về sau cũng cảm thấy phi thường kỳ quái. Hắn phi thường rõ ràng Tiết An Lương mai phục tại Bạch Mộ Sơn bên người mục đích, nếu như nói Bạch Mộ Sơn bị giết là bởi vì hắn nắm giữ một chút liên quan tới Tiên Thiên Kinh bí mật, như vậy Tiết An Lương bị giết lại bởi vì cái gì? Tiết An Lương chẳng qua là một nhân vật nhỏ, hắn mặc dù tiềm phục tại Bạch Mộ Sơn bên người thời gian rất lâu, nhưng là hắn cũng không đạt được chân chính bí mật, giết loại tiểu nhân vật này mục đích lại là cái gì? Tiết An Lương chết để cả sự kiện hướng đi trở nên càng phát ra khó bề phân biệt. Sát thủ dùng trải rộng độc tố kim tiêm tại trên cánh tay hắn đâm một châm, không đến nửa phút bên trong Tiết An Lương liền đã tử vong, hiện trường nhân viên công tác phát hiện hắn thời điểm, Tiết An Lương đã mất mạng. Audio điện tử Võ Tấn Bền